Thì kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật có nói người nữ có những cái ưu thế, có những cái ưu thế, tức là có năm sức mạnh đấy. Người nữ chúng ta có đến năm cái sức mạnh. Cái sức mạnh thứ nhất ấy là sức mạnh của nhan sắc. Nhan sắc là một vũ khí, một sức mạnh của người nữ. Cho người nữ là hoa đẹp là như thế, đúng không? Và người ta nói là một hai nghiêng nước nghiêng thành, cũng là cái này đấy. Nào, các đấng gọi là quân vương ngày xưa có khi là nghiêng nước nghiêng thành vì sắc đẹp của người nữ đó. Chúng ta nhìn lại lịch sử rất nhiều triều đại, những vị quân vương mà sa ngã vì sắc đẹp của người nữ. Cho nên người nữ có sắc đẹp là một sức mạnh. Những năm gần đây thì các cái cuộc thi người đẹp, hoa hậu nọ hoa hậu kia, ở Quảng Ninh mình mới thi người đẹp Hạ Long xong, nghe không? Đó thì quả thật ấy, người nữ đẹp người ta có một cái thế mạnh. Và người ta có thế mạnh của người ta vì ai cũng thích cái đẹp mà. Đi xin việc thì cũng dễ, phải không? Bác giám đốc nào cũng muốn tuyển cô thư ký cho xinh xinh, vào trợ lý cho xinh xinh để đi giao dịch dễ, vào mấy cô gái đẹp thì đi môi giới hợp đồng ký tá cũng dễ. Vào đấy là cái sự thật. Cho nên trong các cái kế của người ta đó, người ta có một cái kế gọi là gì, mỹ nhân kế, nghe không? Dùng các kế rồi không được thì cuối cùng dùng mỹ nhân kế. Mà trong cái thời chiến tranh của đất nước chúng ta cũng thế. Nói thật là chúng ta cũng phải dùng đến mỹ nhân kế rất nhiều mới có thể ở vùng địch hậu mà có thể thắng được địch đấy. Không phải không đâu. Đấy, cho nên cái sức mạnh thứ nhất của người nữ đó là nhan sắc. Bây giờ cái kỹ thuật thẩm mỹ bây giờ quá giỏi. Thầy xem trên mạng đấy, và có những người là xấu ghê, gọi là xấu ma chê quỷ hờn, nhưng mà đi thẩm mỹ viện mấy tháng sau về là không nhận ra nữa, trông như là hoa hậu ấy, đẹp lắm đấy, bỏ mấy trăm triệu thay đổi luôn. Thế chúng ta cho nên là bây giờ là không biết thế nào, nghe không? Không biết thế nào. Cho nên thầy kể có câu chuyện vui, có cái chú này người thì rất là lùn, rất là xấu xí, nghe không? Nhưng mà lại giàu có. Cho nên chúng ta quyết định phải lấy một cô vợ thật xinh đẹp để cải tạo giống nòi. Nghe không? Cải tạo giống nòi. Cải tạo giống nòi. Và chúng ta đạt được cái ý nguyện, vì người có tiền lấy gái xinh lấy được. Thế thì sau khi mà lấy vợ về thì năm sau chúng ta đẻ một lúc sinh đôi luôn, một đứa con trai một đứa con gái, và nó lại còn xấu thâm tệ luôn. Xấu quá, nó không có một cái nét nào của mẹ nó cả, chả có một cái nét đẹp nào của mẹ nó cả. Của mình xấu thì đã nhặt mấy cái nét xấu của mình rồi, nhưng mà không điểm ra không có một cái nét đẹp nào của mẹ nó cả. Đấy. Thế đến khi thì chúng ta mới bảo hay là có vấn đề, nghi ngờ là cô vợ mình có khi hay không chung thủy với mình. Đi xét nghiệm thì đúng là ADN của cô chú ấy cả, không sai đâu tí nào. Nghe không? Chú rất ngạc nhiên. Mãi về sau, khi mà trong một cái buổi gọi là mừng đầy tháng cho con ấy, thì mời bạn bè đến, trong đó có những người bạn của cô vợ cũng được mời đến. Khi mà người bạn cô vợ đến, họ ngạc nhiên. Ô,
Không biết mình có đi nhầm nhà không nhỉ? Khi thấy cô vợ lại ra đón, không nhầm nhà. Bao giờ? Thì té ra về sau mới biết là cô này có gì? Người ta gọi là đi làm mặt mới. Cô này xấu thâm tệ luôn. Xấu thâm tệ, cô đi làm mặt, mới làm mặt xong vớ được anh này. Lấy thì cho nên cái gen xấu nó vẫn còn nguyên si, nó không thay đổi tí nào. Thay đổi tí nào. Đấy, cho nên bây giờ Thầy nói con trai đi kén vợ bây giờ mà cẩn thận, không phải hàng giả đấy, đại chúng, hàng giả lắm. Hàng giả rất là nguy hiểm. Đấy. Cái gen tức là cái nghiệp nó không thay đổi được. Và dao kéo có thể thay đổi khuôn mặt ta được, nhưng mà cái nghiệp của mình nó chưa thay đổi thì con mình nó vẫn đồng nghiệp với mình, nó cũng vào đấy. Nó chưa thay đổi, cho nên chú hy vọng cải tạo nòi giống, nhưng mà vớ phải cô vợ mình thì đây là chuẩn là cái gen xấu rồi, làm sao mà đổi được. Đấy, ở đây nói chuyện vui một tí. Nhưng thưa đại chúng, thì Thầy nói về cái nhan sắc bây giờ đấy, nghe không? Người phụ nữ thật sự nếu có nhan sắc là có sức mạnh của nhan sắc. Cái thứ hai là sức mạnh của tài sản. Một người phụ nữ giàu có thì cũng có sức mạnh. À, cho nên cũng khối người đàn ông à, trẻ và đẹp, mà có khi là phải lấy một vị già, vị này có tài sản. Đấy, nghe không? Cho nên tài sản nó cũng là sức mạnh của người phụ nữ. Nghe không? Không phải đàn ông đương nhiên có tài sản cũng là sức mạnh rồi, nhưng người nữ cũng thế, người ta có tài sản cũng là sức mạnh, nó hấp dẫn rất nhiều người. Nghe không? Rất nhiều người. Cho nên già mà có của vẫn có thể lấy được chồng trẻ và đẹp. Nghe không? Đấy là sức mạnh. Nghe không? Cái sức mạnh thứ ba là quyến thuộc bà con. Vâng, tức là mình sinh ra ở một cái gia đình gọi là có đẳng cấp trong xã hội. Nghe không? À, con quan và con vua vào thì đấy là sức mạnh. Có những người rất là xấu, cô gái rất xấu, nhưng vì là con quan, con lớn cho nên vẫn kiếm được chồng trẻ đẹp tài ba như thường, nghe không? Thì đấy là sức mạnh của gia đình, của huyết thống dòng họ. Rồi người nữ còn có sức mạnh nữa, Phật dạy là đó là sức mạnh có con trai, nghe không? Thực sự đó, người nữ lấy chồng, con trai cho chồng, cho gia đình nhà chồng, đấy là một sức mạnh, nghe không? Đấy là sức mạnh. Đức Phật nói rất là chính xác. Mà thời nào nó cũng thế đấy, thời nào cũng thế. Cho đến làm công chúa, làm hoàng hậu trong cung mà sinh được hoàng tử cũng vẫn giá trị. Chứ mà sinh ra công chúa là mình bị lép vế đấy. Bây giờ cái bà thứ phi mà bà sinh ra hoàng tử là mình bị lép vế, là có khi bà sẽ con bà lên làm vua là mình lép vế rồi đó. Cho nên sinh được con trai cho chồng, cho gia đình nhà chồng cũng là sức mạnh của người nữ. Rồi một cái sức mạnh nữa, đó là sức mạnh về giới hạnh hay là giới đức. Đấy, người phụ nữ nếu thật sự có đức hạnh, có giới đức thì đấy cũng là sức mạnh, nghe không? Cũng là sức mạnh. Mà những cái người phụ nữ nếu mà kém phẩm chất và bị tai tiếng thì cũng không có sức hấp dẫn nhiều, à, không có sức hấp dẫn nhiều. Đó, cho nên cái người phụ nữ mà đoan trang, đức hạnh thì cũng là sức mạnh. Đó, thì kính thưa đại chúng, người phụ nữ có những năm cái sức mạnh, à, để dùng ở trong đời như thế. Thế nhưng mà tại sao từ tiền cổ đến giờ, từ xã hội thời nguyên thủy của loài người, người nữ trong xã hội vẫn thường bị xem nhẹ? Đó. Đấy. Nếu chúng ta xét trong lịch sử, và kể từ khi có loài người đến giờ, thì gần như xã hội nào người nữ cũng vẫn bị xem nhẹ. Kể cả những cái xã hội mà gọi là chế độ mẫu hệ đấy. Mẫu hệ tức là lấy họ của người mẹ. Thế nhưng mà người phụ nữ cũng vẫn thường bị xem nhẹ. À, thường bị xem nhẹ. Có lẽ Thầy nghĩ nó cũng xuất phát từ một cái rất là tự nhiên, giống như loài vậy đó, nghe không? Chứ còn Thầy nói là chúng ta xét trong các cái loài vật ấy,
có nhiều loài và cái giống cái rất là mạnh. Ví dụ như là sư tử, đại chúng thấy không? Có sư tử cái nó rất ghê, nó khỏe lắm, mà rất là ghê. Cho nên chúng ta mà ai gớm quá, bà nào, cô nào gớm quá, người ta gọi là gì? Sư tử, mà sư tử của Hà Đông á, khủng khiếp, nghe không? Đấy. Thế nhưng mà đúng thật, trong các trong loài sư tử, sư tử cái rất là dữ. Có khi nó có thể chiến đấu với sư tử đực, thắng sư tử đực. Khi nhất là khi mà nó bảo vệ con nó thì rất là dữ. Có nhiều loài giống cái rất là mạnh, rất là dữ. Cái tư tưởng mà trọng nam khinh nữ này, kể cả đến khi mà xuất hiện tôn giáo trên thế giới, thì trong tôn giáo nhiều khi lại còn làm đậm cái nét này hơn. Rất nhiều tôn giáo họ nói hẳn luôn là người phụ nữ là rất thấp kém. Có những tôn giáo người nữ không bao giờ được vào đền thờ tế tự, họ bảo người nữ là bẩn, không có sạch sẽ. Người nữ vào là ảnh hưởng đến thần thánh. Đó, có những tôn giáo như vậy đấy. Ví dụ như là bên đạo Ân giáo Hindu đấy, họ xem rất nhẹ người phụ nữ, nghe không? Người phụ nữ bị nhiều cái, người phụ nữ chỉ là ở nhà để sinh con thế thôi, và nội trợ cơm nước thôi, vai trò người nữ thế. Thế rồi, không có làm gì khác. Thế rồi chúng ta thấy bây giờ một số tôn giáo khác như là Hồi giáo chẳng hạn, đấy, người phụ nữ thế đi ra ngoài phải che mặt lại, đúng không? Đại chúng đã nhìn đấy trên TV, người phụ nữ Hồi giáo ra ngoài phải che mặt lại, nếu không che mặt là có vấn đề. Chứ không được như phụ nữ Việt Nam mình đâu, đi đâu là thoải mái, nghe không? Thoải mái. Mà phụ nữ Hồi giáo đi đâu phải che mặt lại. Khi đã lấy chồng rồi là phải phụ thuộc vào người chồng, là của người chồng. Cái mặt của mình chỉ được người chồng xem thôi, không ai được xem mặt mình cả. Đi ra ngoài phải bịt kín vào. Đấy. Nếu mà hở mặt ra là có vấn đề, có khi là bị xử tội. Đấy, chúng ta thấy người phụ nữ có được coi như là một cái món hàng vậy đó, rất là nhẹ. Thế ở Việt Nam chúng ta, Trung Quốc chẳng hạn, ta ảnh hưởng cái văn hóa của Khổng giáo. Cái văn hóa Khổng giáo thì cũng xem rất nhẹ người nữ. Vào đấy cái câu gọi là thập nam viết gì? Thập nhất nam viết gì? Viết hữu, thập nữ viết vô. Một người con trai coi như là có con, đẻ 10 cô con gái coi như là chưa có con. Đấy, nhất nam là viết hữu, viết chữ hữu vào. Đấy, còn thập nữ mà đẻ 10 con gái vẫn là viết chữ vô, nhà này chưa có con. Đấy, cái tư tưởng Khổng giáo trọng nam khinh nữ đến như vậy. Đấy. Kính thưa đại chúng, quả thật cái tư tưởng ấy ở đất nước chúng ta đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng. Nghe không? Cho nên trong gia đình mà không sinh được con trai là rất nặng nề. Nghe không? Ở Trung Quốc thì nặng nề lắm rồi. Cho nên những mấy cái thời gian trước ở Trung Quốc là họ hạn chế sinh đẻ, mỗi nhà chỉ được một con thôi. Thế thì tất cả các gia đình đều chọn lựa đẻ con trai. Hễ mang thai con gái họ đem họ phá thai, hoặc lỡ mà đẻ rồi họ đem họ giết. Giết tệ ghê lắm, vì bây giờ chỉ được mỗi đứa để nối dõi thôi. Thế cho nên là Trung Quốc rồi là coi như là mất cân đối về giới tính. Nam giới là thừa, nữ giới thiếu trầm trọng. Cho nên phải đi đến các nước khác để mà mua vợ, mà cưới vợ. Nghe không? Đấy, một số người Việt Nam mình cũng sang đấy lấy chồng Trung Quốc. Nghe không? Nhiều khi là sang đấy phải làm vợ chung cho cả mấy anh em. Không có tiền để lấy vợ, phải làm vợ chung. Khổ ghê. Thế ở Việt Nam mình cái tư tưởng trọng nam khinh nữ này ấy, cũng may mà thầy nghĩ mấy năm gần đây ấy, cái việc mà kế hoạch hóa, tức là hạn chế sinh đẻ nó cũng bớt, nó nhẹ hơn rồi. Cho nên là nó cũng đỡ. Chứ còn trước đây thì cũng nặng nề lắm. Mà lấy vợ mà không sinh được con trai là cả vấn đề. Đó thì chúng ta thấy mình vẫn còn ảnh hưởng cái tư tưởng này. Thế nhưng kính thưa đại chúng, đất Ấn Độ đúng thật sự là phước lành,
khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta ra đời và Ngài thành đạo, sau khi Ngài đi thuyết đạo độ sinh thì Ngài đã làm một cuộc cách mạng rất lớn. Thật sự, mặc dù không gọi là làm cách mạng, nhưng đây thật sự là một cuộc cách mạng rất lớn. Thân phận người phụ nữ được nâng tầm lên rất nhiều, có thể sánh vai ngang với nam giới. Mà trong khi đó là các cái tôn giáo, các cái đạo giáo ở Ấn Độ là tất cả đều xem thường nữ giới. Người nữ không bao giờ được đi tu theo đạo nào cũng không cho đi, không được mà xuất gia, ra khỏi nhà mà lang thang du hóa đây đó, không có đâu. Chỉ có nam giới được làm việc đó thôi. Đó. Người nữ là không được. Thế nhưng mà khi Đức Phật ra đời, 5 năm sau khi thành đạo, chính Ngài là người đầu tiên cho thành lập ni đoàn, tức là các sư ni. Người nữ được xuất gia vào trong giáo đoàn. Đấy là một cuộc cách mạng hết sức là lớn thời đó. Và chính Đức Phật khẳng định người nữ cũng có thể thành tựu các đạo quả như người nam nếu thực tập đầy đủ chính pháp. Người ta cũng thành tựu được các tầng thánh quả như người nam không kém. Và như người nam, duy người nữ chỉ có không được làm ma vương, không được làm thiên chủ, không thành Phật trong thân nữ được thôi. Chứ còn các thánh quả khác là họ có thể thành tựu được hết. Nghe không? Là ma vương là không làm được, vua các loài ma là không làm được. Đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy tướng cướp đa phần là nam thôi chứ. Và có mấy cô nữ nào làm tướng cướp bao giờ đó. Đấy. Thế thì tương tự thế là vua ma là toàn nam giới. Các ông đàn ông là quậy dữ lắm. Đấy. Thiên chủ làm vua các cõi trời không được, và làm Phật không được, thân người nữ không làm Phật được. Cho nên các Đức Phật đều thành Phật trong thân tướng của người nam. Cái này không phải là do ai ngăn cản, ai cấm, mà vì đó là lẽ tự nhiên của nhân quả, của nghiệp. Nghe không? Của nghiệp. Và Đức Phật là người đã đưa ra cái tư tưởng về quyền là rất bình đẳng giữa nam và nữ. Ở thời đó, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Ấn Độ rất là nặng. Ông vua Ba Tư Nặc, vợ là Hoàng hậu Mạt Lợi. Khi mà Hoàng hậu Mạt Lợi hạ sinh một cô công chúa, thì quần thần đến báo cho vua Ba Tư Nặc là Hoàng hậu sinh công chúa. Mà trong khi ông thì đang mong ngóng một hoàng tử, thì ông buồn ghê gớm lắm. Ông buồn ghê lắm, ông mới đến, ông mới bạch Phật buồn. Thế Phật mới dạy ông là Đức vua đừng có buồn, nghe không? Có khi có những người nữ còn đáng quý, còn tốt đẹp hơn những người nam. Rồi Phật mới dạy cho một bài kệ thế này: này nhân chủ, ở đời có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so với cả con trai, có trí tuệ, giới đức, khiến nhạc mẫu thán phục. Nhạc mẫu tức là cha mẹ chồng đó. Rồi sinh được con trai là anh hùng, quốc chủ. Người con trai như vậy của người mẹ hiền đức thật xứng là đạo sư giáo giới cho toàn quốc. Đức Phật động viên ông vua Ba Tư Nặc là Đức vua đừng buồn, có những người nữ mà họ hơn con trai rất nhiều, hơn đàn ông rất nhiều. Họ có trí tuệ, có giới đức, và họ cũng thành tựu được. Thế rồi họ có thể sinh ra được những người con trai, những con người con trai này có thể làm đến anh hùng, quốc chủ, làm vua của một đất nước. Đấy, chúng ta thấy ai đó, Bác Hồ của chúng ta đấy. Phải nói là mẹ của bác là cụ Hoàng Thị Loan là một người phụ nữ rất mẫu mực, giáo dục bác. Tất nhiên bên cạnh đó là người cha rất nghiêm khắc. Và bác nên người. Thực sự Thầy nói,
những người con thành danh trong lịch sử, Thầy thấy ảnh hưởng của người mẹ rất là nhiều. À, ảnh hưởng của người mẹ đến người con rất là nhiều. Đến cái việc thành đạt, đến cái phẩm chất, đến cái nhân cách của người con ấy, nhiều lắm. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói là không phải người nữ nào cũng thấp kém, có những người nữ rất là cao quý, rất giá trị. Đó. Thế và trong giáo đoàn của Đức Phật, khi mà nữ giới được xuất gia và thành ni đoàn, thì trong ni đoàn của Đức Phật cũng đã xuất hiện rất nhiều những bậc thánh ni, và điển hình như là Hoàng hậu bà Maha Ba Xà Ba Đề, gọi là Kiều Đàm Di Mẫu đó, là mẹ nuôi của Đức Phật và là em ruột của mẹ Đức Phật đấy. Sau đó bà xuất gia, bà trở thành một vị thánh ni. Rồi Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, đi tu cũng thành bậc thánh, chứng quả A-la-hán. Bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc là một vị thánh bên ni, chứng đắc thần thông và bậc nhất. Đấy. Bên Tăng có 10 vị đại đệ tử, thì bên ni cũng có đến 10 vị đại đệ tử, ngang ngửa với bên Tăng. Đó. Bà Khe Ma, Tỳ Kheo Ni Khe Ma là vợ của vua Bình Sa, cũng là một vị rất đặc biệt. Rồi Tỳ Kheo Bim Ba là thứ phi của Thái tử Tất Đạt Đa. Gia Du Đà La là hoàng hậu, chánh cung hoàng hậu. Thế đương nhiên, vì Thái tử thì phải rất nhiều cung phi. Thì có một bà thứ phi là bà Bim Ba, bà cũng đi xuất gia. Vì khi mà Maha Ba Xà Ba Đề đi xuất gia là kéo theo rất nhiều cung phi mỹ nữ đi tu hết. Coi như hoàng cung gần như trống rỗng. Các cung nữ theo bà đi tu rất là nhiều. Đấy. Rồi bà Soma, Tỳ Kheo Soma, Tỳ Kheo Ni Dhammadina là bậc thuyết pháp đệ nhất. Đó. Đế bên ni chúng của tỳ giáo đoàn của thời Đức Phật cũng rất nhiều vị ni tài giỏi, thành tựu. Đó. Về phía hộ pháp bên nữ giới thì có bà Tỳ Xá Khư, ngang ngửa với ông Cấp Cô Độc, rất là thuần thành, ủng hộ Phật pháp hết mức luôn. Đấy. Thế rồi là Hoàng hậu Mạt Lợi, vợ của vua Ba Tư Nặc, và Hoàng hậu Samavadi, đó, rất là nhiều. Thế thì như vậy chúng ta thấy đối với Đức Phật và giáo đoàn của Đức Phật thì vị trí vai trò của nữ giới cũng rất là quan trọng, và rất quan trọng trong giáo đoàn của Đức Phật. Đó. Và Đức Phật là cái người thấy được những cái phẩm tính của người nữ, thấy được cái tính bình đẳng ấy. Bên cạnh đó, thưa đại chúng, thì Đức Phật là đấng toàn giác, Ngài cũng biết rất rõ những khuyết điểm, những điểm yếu của người nữ. Nghe không? Người nữ. Chứ không thì tự nhiên lại phân ra làm nữ, nam, làm cái gì? Vào. Thì Đức Phật có nói, người nữ có những cái điểm yếu, có 5 cái điều khổ của người nữ phải riêng chịu. Có 5 điều khổ mà người nữ phải riêng chịu. Đó. Đó là những cái gì? Đây Đức Phật nói, trong Kinh Tăng Chi Phật dạy, người nữ có 5 cái khổ riêng biệt phải chịu. Cái khổ thứ nhất ấy, là lúc còn trẻ khi về nhà chồng thì phải về nhà chồng một mình. Đúng không? Không kéo theo chị, theo em nào về ở với chồng mình được cả. Đúng không? Về nhà chồng về mình. Ở đây các cô khi đi lấy chồng ai chẳng khóc, đa phần khóc. Ấy. Bỏ cha, bỏ mẹ tự nhiên về cái nhà lạ hoắc. Ấy, nghe không? Khóc sướt mướt. À, rất khổ, nhớ cha, nhớ mẹ. Về cái nhà lạ không biết thế nào. Không biết cha chồng thế nào, mẹ chồng thế nào, anh em chồng thế nào. Nó có giống nhà mình không? Mình nói năng nó cũng không được tự do thoải mái. Đấy là cái khổ mà người nữ phải chịu riêng mình. Đó. Cái thứ hai là người nữ có cái khổ là phải có kinh nguyệt hàng tháng. Cái đấy là cái mà chị em là cái khổ. Đấy là sinh lý của người nữ. Và hàng tháng đều phải có kinh nguyệt. Đấy là cái
cái khổ, cái bất tiện. Cái thứ ba là người nữ phải mang thai, tức là phải mang thai, chứ không phải là mấy chú nam giới này mang thai được. Các chú thì nhẹ tênh à, phải không? Thế còn các cô là cứ phải 9 tháng 10 ngày và kiều cữu, đúng không? Vất vả lắm chứ Thầy nói. Bây giờ mình cứ đeo thử chục cục gạch mà lên lưng mà đeo suốt cả ngày cả đêm, mệt lắm chứ, đúng không? Chân Thầy nói cách người phụ nữ mang thai là khổ vô cùng luôn đấy, khổ thật đấy Thầy biết, ẩm ạch à. Thế rồi nó cành càng, khổ ghê lắm. Thầy biết, nhìn thấy người nữ mang thai khổ. Đây là cái khổ riêng người nữ phải chịu riêng đấy. À, cho nên thấy cái khổ này, các chú, các bác nam giới, anh chị em nam giới phải biết chia sẻ, nghe không? Chia sẻ đỡ đần. Đấy, đấy là thật, mình phải hiểu rõ như vậy. Rồi cái khổ thứ tư là người nữ phải sinh con. Đó. Sinh con thì mang thai thì phải sinh con, chẳng ai đẻ thay cho mình được, nghe không? Mà sinh nhiều khi còn phải mổ, mà nhiều khi còn chết cả mẹ luôn. Đấy, cái khổ vô cùng. Cho nên thực sự mà nói, phụ nữ phương Tây, thưa đại chúng, bây giờ họ rất ngại đẻ, họ sợ đẻ lắm. Sợ đẻ, không thích đẻ, không thích có con luôn. Vì họ thấy đẻ xong cái là người mình xồ xè, xấu xí, phải không? Mất giá trị. Cho nên họ lười, họ không đẻ. Cho nên dân số phương Tây giờ bị già nhiều, lười, không chịu đẻ. À, thế còn người Việt mình thì vẫn còn chịu đẻ, và nữ giới người Việt vẫn chịu đẻ, và vì cái truyền thống vẫn mong con cầu con để nối dõi tông đường, để sau này nhờ cậy, cho nên là vẫn chịu đẻ, dù đau như đau đẻ vẫn chịu đẻ, nghe không? Đúng không chị em? Đó, khổ lắm nhá, Thầy biết đấy. Phật biết chứ. Rồi cái khổ thứ năm mà Phật nói là người nữ có cái khổ, đó là thường phải phục dịch hầu hạ đàn ông, và hoặc ở nhà thì hầu chồng. Đó, thì con nhiều khi lớn cũng phải hầu con, và ở đâu cũng thế, cơ quan đoàn thể thì người phụ nữ cũng thường ở cái vế phải phục dịch, phải hầu hạ người nam giới. Đó là những cái khổ riêng. À, nam giới là phải phấn đấu, nghe không? Nếu không phấn đấu, không tu dưỡng rèn luyện, không nâng tầm mình lên, nên là sau này lấy vợ, vợ rất có thể chán ngoại tình, nghe không? Đấy là Thầy nghĩ, Thầy nghĩ như vậy đấy, cái này từ trong kinh Phật đấy, nghe không? Cho nên tất cả người nam đều phải rèn luyện, mình phải có một cái phẩm chất gì đấy đáng quý, đáng yêu, và để cho người vợ người ta không có xem thường mình, và người ta xem thường người ta sẽ sinh ra chán. Trong cuộc sống gia đình vợ chồng cũng thế đấy. Thì Na Tiên mới nói Đức Bồ Tát Mahosattha có đầy đủ 28 cái pháp ưu thắng sau đây. Vì có 28 cái pháp ưu thắng này cho nên bà vợ Amara Devi này không thể dễ gì mà sinh ra cái ý tưởng tà hạnh được. Nghe không? Đó là những cái pháp gì? Một, cái người chồng này, tức là Bồ Tát Mahosattha có những cái ưu thắng thế này. Thứ nhất ý, là dũng cảm và nhiệt thành. Thứ hai là có sự hổ thẹn với tội lỗi. Thứ ba là có sự ghê sợ tội lỗi, tức là con người rất thiện, rất quý. Wow. Biết hổ thẹn với tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Nghe không? Thế chứ cũng có những người đàn ông đó, không biết hổ thẹn, người ta gọi là đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi. Nghe không? Trơ trẽn, wow, thô bỉ, thô lậu. Những người ấy không đáng quý. Có thể người vợ, tâm người ta thanh khiết cao đẹp hơn, người ta vớ phải ông chồng này một thời gian xong người ta chán. Và hay là lúc yêu đương thì rõ ràng là thể hiện mình là cao quý đàng hoàng, nhưng lấy vợ về bắt đầu thô bỉ lộ ra, nghe không? Thô lỗ và bỉ lậu lộ ra, thế là vợ người ta chán. Nhưng mà đây ấy, đối với ngài là người chồng này có đầy đủ những cái phẩm chất tốt, biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Thứ tư là có nhóm thiện hữu của mình, có những người bạn rất tốt của mình, nghe không? Chơi với những người bạn tốt đẹp, cao quý. Thứ năm là có sự thương yêu của bạn bè, được bạn bè đều yêu quý, nghe không? Tức là rất có uy tín. Cái người sống mà bạn bè người ta yêu quý, người ta tín nhiệm thế, là người tốt, là người quý. Thì huống gì vợ mình lại không quý, nghe không? Vợ mình không quý. Mình sống mà bạn bè nó ghét, nó khinh mình, gọi khinh như mẻ, thì làm sao vợ nó quý mình được? Đi đâu mình cũng bị xem thường, thì
vợ nó cũng tủi thân, nó cũng xấu hổ với mình chứ. Thứ sáu là có đức nhẫn nhục, nghe, nhẫn nhịn được. Và một người chồng mà biết nhẫn nhịn, không phải lúc nào cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào đập đánh đập vợ như là đập mẹt suốt ngày, thì làm sao mà vợ nó yêu quý được. Nào, thứ bảy là có giới hạnh, người chồng này có giới hạnh, sống có giới hạnh, có đạo đức. Thứ tám, nói lời chân thật và không có dối trá, đặc biệt là không lừa vợ, dối vợ, nghe không? Sống chân thật. Thứ chín, có năng lực tâm lành bảo hộ, được cái tâm lành nó bảo hộ cho mình. Thứ mười là không sân hận, nghe không? Không sân hận. Đó, bây giờ phụ nữ người ta rất sợ mà chồng mà sân hận, cho nên cái nạn gọi là bạo hành phụ nữ bây giờ xảy ra rất nhiều. Thanh niên bây giờ rất hay bạo hành phụ nữ, nghe không? Lấy vợ về mà trái ý mình là thượng càng chân hạ càng tay. Thầy đã xem có những clip mà cái anh chồng nó trẻ thôi, nó có mới có chắc có độ chưa đến 30, nó đánh vợ nó kinh khủng, máu mê bê bết bầm tím mặt mày, nó trăng thương rồi nó đấm đá nó thủi kinh khủng. Thầy nghĩ nó khác, không khác gì nè, còn tệ hơn cả kẻ thù đấy. Đấy là vợ mà sinh con cho mình đấy, như vậy đấy. Bây giờ như vậy, cho nên cái bạo hành phụ nữ bây giờ là cũng là vấn đề nghe với phụ nữ. 11 là không biết khinh khi, khinh bỉ người khác. Cái người này rất là biết khiêm tốn, biết tôn trọng mọi người. 12 là không gây gổ với người. 13 là tinh tấn, người chồng này tinh tấn, không lười biếng. 14 là vun bồi các ba la mật và các công đức ba la mật, biết vun bồi. 15 là người tế độ đại chúng, và người chồng này có tâm quảng đại, tế độ đại chúng. 16 là biết chia phần của cải cho mọi người, người này không tham lam, biết bố thí, biết giúp đỡ mọi người, sống rất yêu thương mọi người. 17 nói lời tử tế, hòa nhã. À, đấy, một người đàn ông mà nói lời rất tử tế, hòa nhã, và thì đáng yêu không? Rất đáng yêu. 18 thân hành dịu dàng. À, hành vi của thân rất dịu dàng, nó không thô tháo, nghe không? Không thô bỉ. 19 nói lời nhỏ nhẹ, dịu ngọt. 20 không kiêu căng, không khoe khoang tự phụ. 21 không lường gạt giả dối, không làm bộ làm tịch, nghe không? Đàn ông nhiều vị làm chồng bây giờ cũng làm bộ làm tịch dữ lắm, nghe không? Mình đi làm vợ ở nhà thì đầu tắt mặt tối về là làm bộ làm tịch, hách dịch, cơm chưa, nghe không? Nó chối cơm là bắt đầu đập chân đập tay, nghe không? Nghĩ là bây giờ cái đó, cái này là cũng tình trạng xảy ra rất nhiều. Đàn ông cái tư tưởng mà gia trưởng của người đàn ông trong gia đình, gia trưởng là trưởng trong nhà đấy, mình là trưởng, cho là tất cả là phục dịch là nô tì hết. Cho mình, vợ con là nô tì cho mình hết ấy. Cái tư tưởng gia trưởng này vẫn còn nhiều lắm trong xã hội chúng ta. Đó. 22 là hiểu biết các định luật tiến hóa, hiểu biết các định luật tiến hóa tức là rất giỏi. 23 thông hiểu nhiều lĩnh vực nghề nghiệp để làm ra của cải, biết ngăn ngừa tai họa. 24 có thanh danh, tức là có danh vị trong xã hội. 25 biết ban phúc cho người, nhất là biết săn sóc chăm lo cho những người đang nương tựa vào mình. À, tức là người chồng này là ông chủ thì những người ăn kẻ ở trong nhà mình biết chăm sóc cho họ. Những ai nương tựa vào mình là mình biết quan tâm săn sóc cho đến với họ. Đấy, chúng ta thấy tâm của cái người đàn ông như thế có quý không? 26 là người mà đại chúng mong mỏi tin cậy. Wow, người chồng này được cả đại chúng mong mỏi ngóng trông tin cậy. 27 là có nhiều tài sản của cải. 28 là có nhiều chức phận cao quý trong xã hội. Đấy, thế mà Mahosattha là một người đàn ông mà có tần đấy cái đức tính, cái tần đấy những sở hữu, tần đấy những các cái, thì chúng ta thấy có quý không? Không ai bằng được, đúng không? Trong thế gian này không ai bằng. Thế thì còn có cô vợ nào mà nghĩ lại đến bỏ cái ông chồng đấy đâu, mà dám nghĩ đi tà hạnh với người đàn ông khác không? Không ai nghĩ, dại gì, đúng không?
Không ai mà đi bỏ vàng kim cương để đi lấy đá sỏi cả, đúng không? Rõ ràng thế. Đấy, cho nên cái này Thầy nói với, ở đây nói với đàn ông, với các chú nam giới thế, nghe không? Mình phải, tất nhiên mình không được 28 cái này thôi, kiếm lấy vài ba cái ở trong này, nghe không? Để cho vợ tôn trọng mình, yêu quý mình. Thầy vẫn nói trong gia đình mà vợ còn tôn trọng chồng, chồng còn tôn trọng vợ thì gia đình vẫn còn hạnh phúc. Khi mà cái tôn trọng, cái kính trọng nhau nó mất đi rồi là hạnh phúc nó mất đấy. Thế mà muốn tôn trọng nhau thì phải có nhân cách. À, chồng, người chồng phải có nhân cách. Và ít nhất phải có nhân cách thế nào để cho vợ nó phải nề, phải kính trọng mình. Chứ còn mình mà chả có nhân cách gì, phải không? Bê tha bệ rạc, người ta sẽ xem thường thôi. Phải không? Mặc dù là có hợp đồng rồi đấy, ký kết đàng hoàng rồi đấy, phải không? Nhưng mà rồi người ta cũng muốn phá hợp đồng rồi. Thì thấy mình chả ra gì cả, mãi nó chán chứ. Không có gì đáng yêu, đáng hấp dẫn, người ta cũng chán. Đấy là lẽ thật, lẽ thật. Tâu Đại Vương với 28 phẩm chất cao quý ấy, bậc trí thức hiền đức Mahosatha là người tuyệt hảo của một ông chồng trong gia đình, là người tuyệt hảo trong thôn lân xã hội quốc độ, không một người nữ nào không coi là bậc lang quân lý tưởng. Lại nữa, yếu tố thời gian và yếu tố chỗ kín đáo không hội đủ thì làm sao mà bà Amaradevi có thể bị dụ dỗ khiến bà sinh tâm tà hạnh được, hả Đại Vương? Đấy, Na Tiên nói bảo, một ông chồng như thế, một đức lang quân như thế. À, thế rồi những cái yếu tố như là chỗ kín đáo thì bà kia bà rất biết rồi, còn bà biết có chư thiên quỷ thần cũng biết. À, thì làm sao mà bà có thể khởi tâm tà hạnh được cơ chứ? À, thì như vậy chúng thấy Na Tiên khẳng định rất rõ ràng, nghe không? Thì vua mới nói đúng vậy, dẫu phụ nữ có xấu tâm xấu nết thì cũng không thể phạm tội, huống hồ là bà Amaradevi là một người đàn bà tốt, lại có được một người chồng tốt đẹp như thế thì làm sao mà phạm tội, nghe không? Thì kính thưa đại chúng, bài kinh này dừng ở đây. Thì trong bài này ấy, Thầy nói là Đức Phật có nhận định về người nữ, tất nhiên không phải là tất cả, nhưng đây là cái nghiệp tướng của người nữ. Không phải Đức Phật thiên vị hay Đức Phật là không tôn trọng, không quý trọng người nữ, mà Đức Phật nói ra sự thật. Nghe không? Nói ra sự thật. Nam hay nữ, như lúc nãy Thầy nói, cũng chỉ là tính tương đối mà thôi. Nghe không? Kiếp sau chúng ta có thể chuyển thành nữ, người này kiếp sau là nữ có thể chuyển thành thành nam, nghe không? Hoàn toàn có thể được. Nhưng hiện đời người mang thân nữ thì có những cái nghiệp như thế này, nghe không? Những nghiệp như thế này đó. Cho nên tất cả Phật tử nữ của chúng ta phải biết được cái nghiệp tướng của mình, nghe không? Để mình cố gắng mà tu sửa. Và Đức Phật là nói thật đấy, chứ không phải Ngài chê mình đâu. Nhưng mình phải biết được yếu điểm của mình. Tu học Phật là phải thế. Phải biết được cái yếu của mình, cái mặt mạnh của mình là cái gì, cái yếu điểm của mình là cái gì, để mình sửa chữa, nghe không? Thế cho nên có những người nữ rất là cao quý, rất là đáng tôn trọng, nghe không? Vì họ biết tu dưỡng, sửa chữa mình, trở thành thành tốt đẹp, nghe không? Nhưng nếu mà người nữ cứ ỷ vào tôi là người nữ, tôi là phái đẹp, rồi cậy vào năm cái sức mạnh của mình để mà ta gọi là vống lên ấy, thì là nguy hiểm đấy, nghe không? Năm sức mạnh, ý vào sắc đẹp của mình, ý vào của cải của mình, ý vào quyền thế dòng họ nhà mình, vân vân, ý vào những cái đó là mình nguy hiểm đấy, mình sẽ không có hạnh phúc đâu, nghe không? Không có hạnh phúc đâu. Đó. Thế cho nên ấy, chúng ta biết Đức Phật là nói chân thật, nói đúng sự thật để chúng ta hai giới nam và nữ đều nhận định rất rõ ràng về mình. Nam giới có những cái ưu thế, nghe không? Cho nên Đức Phật mới nói 20 điều khó, thì trong đó được sinh làm con trai là khó. Thế nhưng con trai mà lười tu, lại học những cái ăn chơi đua đòi, phải không? Phải không? Tuổi trẻ thì hút, cầm điếu cày hút song sọc, phải không? Không thể thao gì cả, phải không? Chơi bời, hư hỏng thì cũng không có giá trị gì cả, nghe không? Đấy, cho nên cái giá trị ở đây ấy, không hẳn đã là nam hay là nữ,
mà ở cái sự nhận thức tu dưỡng. Đó. Có những người, người ta không được toàn vẹn về sáu căn, nhưng người ta biết tu dưỡng rèn luyện mà người ta tự làm lên giá trị cho chính mình. Và cho nên đối với đạo Phật của mình, không kể nam hay nữ, người ấy có biết tu dưỡng hay không thôi. Chính tu dưỡng làm nên phẩm chất, giá trị của con người chúng ta. Nghe không? À, của con người chúng ta. Mặc dù phận nam hay phận nữ nó có ảnh hưởng đến cái việc tu tập, nhưng chúng ta tinh tấn và cố gắng thì vẫn được lợi ích như thường. Cho nên thì Đức Phật có dạy người nữ nên trau dồi các cái mặt sau để được tốt đẹp cho cả đời này và đời sau. À, nữ giới chúng ta nên cố gắng nha. Những cái mặt này, thứ nhất nên tu dưỡng làm sao mình có cái tâm đạo nhiệt thành. À, người nữ phải có cái tâm đạo nhiệt thành nha. Đối với đạo Pháp ta nên có tâm nhiệt thành, nhiệt thành. Thứ hai là có tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Đã. Người nữ nên sinh cái tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Thứ ba là không nuôi dưỡng tâm ác độc, sân hận, oán thù. Nha. Cái này người nữ thường nặng cái này lắm đấy. Nghe không? Nuôi cái tâm ác, sân hận, oán thù. Nghe không? Đấy. Người ta nói ác giống như hoàn thư ấy, nghe không? Rất là ghê gớm, thâm độc. Nghe không? Thế người nữ thì phải cẩn thận, không nên nuôi cái tâm này. Rồi thứ tư là không nên ghen tuông. Cái này là bệnh chung của phụ nữ đấy à. Cái bệnh ghen mà. À, à, nên cho nên trong kiểu câu đấy mà, ghen tuông là cũng gì? Cũng chuyện bình thường đấy mà. À, nữ nhi thường tình. À, chồng chung ai dễ mà nhường cho ai, đúng không? Đấy. Nhưng mà Phật dạy phụ nữ ở đây là tôi không nên ghen tuông, ghen khổ mình. Nghe không? Mà cái khổ của người nữ đi ghen tuông thì Thầy nói vào, người ta cũng nói đấy mà. Ê, phụ nữ đi đánh ghen thì chả đánh chồng mình, toàn đánh cái đứa con gái kia đấy. Mà thực sự là vì ông chồng mình hư chứ có phải đâu, đúng không? Đáng nghĩa thì nên đi đánh ghen thì phải đánh chồng mình ấy. Ông chồng mình mới là ông hư. Ông là chồng của mình, ông bỏ đi thì mình không đánh ông ấy mà đi đánh cô gái kia. Nhá. Nhiều khi cô gái kia bị ông ấy dụ dỗ ấy chứ. Đó. Cho nên sau đi đánh ghen cứ đánh thẳng ông chồng mình, có dám đánh không? Đánh ông chồng mình. Đó, cho nó khổ ghê, cho chị em cứ làm khổ nhau. Nhá. Cho nên Phật dạy là người nữ thôi bỏ dần tính ghen đi, ghen khổ dữ lắm. Đúng rồi đấy, ai mà đã vào cái tâm ghen này nó khổ vô cùng đấy. Nghe không? Ăn không được, ngủ không được, không làm cái gì yên được, đi đâu cũng quẩn quanh chỉ nghĩ cái chuyện ấy thôi. Nghe không? Nó bức bối, nó đau khổ vô cùng ấy. Cho nên là ta biết cái ghen là khổ, ta bỏ đi nhá. Chị em tập dần đi, phải không? À, nghe không? Cho nên có một mấy cô phụ nữ lớn lớn tuổi rồi nên bạch Thầy bảo con chả ghen đâu. Còn quan điểm rất thoáng. Tại ở nhà là chồng mình, đi ra ngoài tùy. Đó, tức là thoáng như thế, không đến nỗi là khổ. Nghe không? Tức là quan điểm mình sống nó rất là thoải mái, không để trói buộc. Vì như thế là khổ, sinh khổ cho mình chứ. Mà cái người đàn ông ra ngoài mình có theo chân tam giữ được không? Bây giờ kể cả thầy nói là lắp gì? Lắp chip để theo dõi người ta, người ta vẫn đi như thường. Thuê thám tử tư theo dõi, người ta vẫn đi như thường. Ta thiếu gì cách ta đi. Nghe không? Cho nên mình phải tự tại đi đã nha. Phật dạy mình không ghen, ghen thì khổ trước. Mắc vào cái bệnh ghen thì khổ lắm. Nghe không? Thầy cũng biết, Thầy cũng rất thông cảm chị em. Ghen là khổ, thông cảm lắm. Nhưng mà cái ghen này là, cũng là khó đấy. Nhưng ta cũng phải tu. Nghe không? Tu thì nó mới bớt được. Phải học thì nó mới mở ra cái trí bớt ghen được. Nghe không? Rồi thứ năm Phật dạy là không nên cãi vã, mà nên có cái lòng rộng lượng. Không nên cãi vã nhau, mở cái lòng ra cho nó rộng rãi, nghe không? Bao dung. Thứ sáu là nhã nhặn ở trong mọi hành vi. Người nữ nên có cái hành vi thật là nhã nhặn, không nên thô bỉ quá, nghe không? Chồng nói một câu mình cũng cãi một câu, chồng sắn tay mình cũng sắn tay lên, thế thì thôi rồi, nghe không? Thứ bảy là tu tập các điều đức hạnh. Nghe nói đến những điều đức hạnh, mình phải tu tập cho mình thêm lên. Thứ tám là phải biết học hỏi để nâng cao kiến thức. Nghe không?
người nữ, nhất là thời đại bây giờ và cái thời đại mà phát triển khoa học như này, chúng ta cũng phải nên học hỏi. Đừng nghĩ rằng, đừng cam phận người nữ chỉ là bếp núc, là nội trợ, mà phải học cho mình nâng cao hiểu biết trình độ lên, nâng cao kiến thức lên. Không mình tụt hậu, mình tụt hậu thì nói chuyện với chồng cũng không được, nói chuyện với con cũng không được. Cuối cùng mình trở thành bà già, mấy khó ba mấy tuổi thành bà già. Nên nó lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Cho nên phải học nha, phải học lên. Đó. Thứ chín là nhiệt tình, sốt sắng trong công việc. Cái này thì người nữ làm tốt. Thứ mười, luôn biết phòng hộ tâm, khôn khéo trong các cái ứng xử. Cái này phải học ứng xử. Người nữ phải học ứng xử, nghe không? Học ăn, học nói các cụ của mình đấy. Học gói, học mở, học cách ăn, nói vàng để làm sao nói cho vừa lòng chồng, vừa lòng cha mẹ, anh em, với bạn bè. Phải học ứng xử tinh tế, nghe không? Cho nên Thầy đang có ước mơ sau này mở những cái khóa tu dành cho cha mẹ, cho vợ chồng, nghe không? Đấy, ước mơ lắm đấy. Mời các chuyên gia đấy, họ về họ nói. Chúng ta đều phải học hết đấy, nghe không? 11 là phải làm sao để cho mình có được trí tuệ hiểu biết. Đó. Người nữ cũng thế, đừng bao giờ cam phận mình là nữ, là phải thấp kém, mà phải mở mang trí tuệ mình lên. Nha. Đấy, chúng ta đi học Pháp thế này này, cũng là mở mang trí tuệ đấy. Đấy, mình học Pháp và mình biết đạo lý, mình về mình nói, chồng có khi cũng chịu, cũng nghe. Chứ mình về cứ ù cạc cạc, chả biết gì cả, chồng ta cũng khinh đấy. Cái người mà ngu si thì rất hay bị khinh thường, nghe không? Đó, chồng mà người ta lấy cô vợ mà ngu si đần độn, người ta cũng dễ xem thường. Đẹp thì đẹp đấy, phải không? Lúc lấy thấy đẹp thì thích, nhưng về ở mà ngu quá, dốt quá, chồng người ta cũng xem thường, nghe không? Nói mãi không hiểu cái gì cả, ta cũng chán. Đó, thưa đại chúng, đến lúc về sau là người chồng ta lại thích một người vợ là biết thông cảm cơ, hiểu biết để làm bạn, để chia sẻ cơ. À, còn chồng nói chồng nghe, vợ chả biết gì thì người ta có chán không? Chán đấy, đấy là cái chuyện thật nha. Nên cho nên cái này là chị em phụ nữ phải cố gắng. Đấy thì để kết thúc bài kinh hôm nay, một lần nữa Thầy chúc cho chị em luôn tinh tấn và cố gắng tu học để mở mang trí tuệ, tăng trưởng đạo đức cho mình. Bên cạnh đó thì anh em nhé, nam giới phải hỗ trợ một tay, nghe không? Nếu mà mình không hỗ trợ, mình không giúp đỡ đó, là nhiều khi có khi kiếp sau mình lại tái sinh làm con gái đấy. Cho nên là gay go, nghe không? Đó. Thì Thầy xin được chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Thầy thông báo cái chương trình sắp tới của chùa chúng ta. Tháng 4 tới, ngày mai là mùng 1 tháng 4 rồi, chùa có đại chương trình đại lễ Phật Đản. Năm nay thì mình không làm lớn lắm, nó cũng có cái nhân duyên nha, cho nên là ta làm vừa vừa. Thì năm nay chắc vẫn tổ chức đại lễ Phật Đản, mà các ông trong ban tổ chức đang tính hay làm đại lễ Phật Đản tại chánh điện này. Thế nhưng mà hôm trước thì câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa cũng có bạch với Thầy đăng ký là xin được làm một cái xe hoa và rước từ dưới cổng đá cho mình lên đây thôi, chứ không dám rước ở ngoài thành phố vì mình chưa có xin phép. Đó, nên thì câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa xin được rước xe hoa vào ngày mùng 7, chiều mùng 7 lên chùa, và hôm ý câu lạc bộ xin tổ chức một buổi văn nghệ chào mừng Phật Đản. Đó, thì Thầy cũng rất hoan hỷ, chư Tăng cũng hoan hỷ. Thế thì còn đạo tràng nào mà có điều kiện mà cũng có thể tổ chức được xe hoa hay làm được xe hoa thì Thầy cũng cho phép nha. Thì chúng ta cũng làm, chúng ta rước từ dưới cổng đá chùa mình thôi, dưới cổng chân chùa đấy, lên đây thôi. Thế còn vì nếu mà rước xe hoa ở toàn thành phố thì phải xin phép, nó cũng khá phức tạp nhé. Đó, thế thì đấy là Thầy thông tin về cái chương trình đại lễ Phật Đản của chùa chúng ta, để cho toàn thể các Phật tử nắm được. Và Thầy cũng nghĩ thế này, chúng ta có ngày Phật Đản, các tôn giáo khác họ cũng có cái ngày của Đức Giáo Chủ họ sinh ra, họ làm rất là mạnh. Ở đây Thầy nói ví dụ như Thiên Chúa Giáo, ngày lễ Noel họ làm rất là lớn.
Và nam nữ thanh niên con em chúng ta mặc dù không theo Thiên Chúa nhưng cũng đi dự lễ, kể cả nhiều khi chúng ta. Thế còn ngày Phật đản của mình đấy này thì mình lại xem rất nhẹ. Mà một vài năm trước thì giáo hội cũng có động viên các Phật tử tổ chức Phật đản cho trang trọng. Thế nhưng mà mấy năm nay lại thấy im. Cho nên Thầy hôm nay Thầy cũng phát động các Phật tử chúng ta. Chúng ta là con Phật, chúng ta phải làm cho Phật Pháp được xương minh. Mình có một ngày Phật đản là ngày lớn, ngày chính của cả một năm. Thầy nhớ cách đây mấy chục năm là ngày Phật đản mùng 8 tháng 4 là trong lịch nhà nước còn được nghỉ cơ. Bây giờ mình bỏ mất rồi. Đó. Thế cho nên Thầy khuyến khích các Phật tử. Thứ nhất, nếu có điều kiện thì ở tại gia đình nhà mình trong cái tháng 4 mùa Phật đản này, chúng ta có thể treo lồng đèn nếu có điều kiện trước cửa nhà. Cái lồng đèn này, lồng đèn Phật đản, treo cờ Phật đản, treo cờ Phật giáo, nghe không? Thầy khuyến khích. Thứ nữa, các đạo tràng tổ chức ăn mừng Phật đản, liên hoan mừng Phật đản, nghe không? Trường đạo tràng tổ chức đấy có thể là đến nhà văn hóa hay là kể cả đi ra nhà hàng mà liên hoan, để cho mình phải trở thành giống như một ngày Tết Phật đản ấy, phải không? Đem lại không khí mình muốn cho con mình, cháu mình sau này nó đi theo Phật. Chứ không chẳng nhẽ chỉ hết đời mình rồi thôi con mình, cháu mình nó không theo nữa à? Mình muốn gieo cái giống Phật Pháp cho con cháu mình. Mình phải làm cho Phật đản sống lại. Thưa đại chúng, Thầy mong lắm đấy. Cho nên Thầy vận động cả hơn 80 đạo tràng của chùa, mà không những thế mà mong mỏi vận động tất cả các Phật tử cả nước và thế giới. Nghe không? Ngày Phật đản trên thế giới người ta kỷ niệm là bằng lễ tam hợp Vê Sắc. Nhưng mà riêng Việt Nam mình thì ngày Phật đản, cái tháng Phật đản này, các Phật tử nên có những cái hoạt động kỷ niệm kính mừng ngày Phật đản. Mình làm cho không khí Phật đản nó sôi động lên, nghe không? Sôi động lên, nghe không? Đây không phải là Thầy nói chạy đua với tôn giáo nào, nhưng mà thật sự là mình, vì mình biết Phật Pháp cao quý lợi ích như thế mà mình lại không biết để lại cái vốn này cho con cháu mình hay sao? Phải không? Cho nên làm sao đến ngày Phật đản con mình, cháu mình nó phải háo hức lên. Và có khi mình cũng sẽ mua con mình, cháu mình cái áo mới, cái giày mới vào ngày Phật đản, và đợi đến Phật đản mẹ mua, đợi đến Phật đản bà mua cho, để cho nó phải háo hức đến ngày Phật đản. Phật đản phải trở thành giống như một ngày hội của chúng ta đấy. Vui, hoan hỉ, mừng đấng cha lành ra đời. Đại chúng thấy không? Cái tinh thần Phật đản của Phật tử mình còn yếu lắm, yếu lắm. Cho nên Thầy phát động các ở đây, các trưởng đạo tràng nha, về nên tổ chức cái kính mừng Phật đản, trăng đèn kết hoa ở nhà, treo cờ Phật giáo, tổ chức liên hoan, anh em liên hoan, tiệc chay thôi, bánh kẹo hoa quả, kể cả ra nhà hàng chiêu đãi nhau bữa tiệc cơm chay mừng ngày Phật đản, nghe không? Làm cho tinh thần Phật đản sống dậy. Mình phải nói là mừng lắm chứ, mình được biết giáo lý Phật, mình mở mang bao nhiêu trí tuệ, phải không? Mình được trưởng dưỡng đạo đức như thế này mà mình lại không kính mừng cái ngày Đức Phật ra đời sao? Đấy, cho nên là cái tháng Phật đản này, tất cả các đạo tràng chùa chúng ta, đây là cái duyên nên tổ chức thế. Những ngày Phật đản này đi liên hoan mặc quần áo thật đẹp, áo dài phụ nữ, áo dài mặc đẹp vào đấy, sức mạnh của phụ nữ đấy, nghe không? Nam giới cũng mặc đẹp vào cho Thầy đi ăn mừng Phật đản. Chùa mình phải xây dựng, Thầy nghĩ Thầy sẽ quyết tâm để xây dựng cái này thành một cái văn hóa sau này, Phật đản của chúng ta không làm lúi xùi nữa, nghe không? Không gọi là mình cứ xem nhẹ quá. Có một số các vị thì lại nói mà ôi giời, làm gì cho tốn kém cái tiền để mừng Phật đản ấy, để mà đi ủng hộ người nghèo với từ thiện. Cái đó là cái hiểu rất ấu trĩ. Chúng ta thấy không? Cái thiện pháp này mà được nêu lên là hàng ngàn, hàng triệu, hàng triệu con người ta được hướng thiện, được tốt đẹp. Chứ không phải cái chuyện đem vài cái chục triệu, trăm triệu đấy để mới từ thiện được vài cái căn hộ đâu, không phải đâu.
tốn mà nó lợi ích cũng làm. Đại chúng thấy không? Đó. Tốn kém mà lợi ích. Lợi ích này lớn rất nhiều, Thầy nói đó. Cái tinh thần Phật đản nó lớn rất là nhiều. Ừ. Chúng ta thấy cái văn hóa ngoại lai bây giờ nó xâm nhập vào chúng ta mạnh quá. Mà không khéo Thầy nói là chúng ta sẽ mất cái gốc đấy. Đất nước ta và Phật giáo là đạo gốc, căn bản là cái đạo đồng hành với dân tộc. Thế mà chúng ta xem nhẹ quá. Bây giờ tuy không gọi là quốc đạo nhưng thật sự nó vẫn là quốc đạo. Nên chúng ta phải làm sao cho Phật Pháp thật tương thịnh. Tinh mình còn mỗi ngày Phật đản thôi. Vào, thế ngoài Phật nhập Niết Bàn mình không làm lễ rồi. Phật thành đạo gần như cũng không ở chỗ nào làm lễ rồi. Mỗi ngày Phật đản thôi. Cái tháng Phật đản này, cho nên bây giờ làm sao tất cả các Phật tử, ông bà, cô chú Phật tử ở đây tạo cho Thầy thành cái không khí, nghe không? Về tới đây chuẩn bị giáo cho các con, các cháu chuẩn bị nha. Tới hôm nay Phật đản nhà mình ra liên hoan. Hôm ấy đứa nào quần áo đẹp diện mang ra mặc cho mẹ, cho bố, nghe không? Đây ông đạo tràng tổ chức đây, chú sĩ này tổ chức cho đạo tràng đi liên hoan bữa, nghe không? Tinh thần thật thoải mái, vui vẻ, mình sống đúng tinh thần Phật đản, phải làm thành một cái Tết của người Phật tử nữa. Tại sao mình không có quyền làm đây thành một cái Tết của người Phật tử, Tết riêng của người Phật tử? Phải vui mừng chứ. Những ngày đấy bao nhiêu thiện pháp được nảy nở, được phát sinh. Đó, đấy. Thế thì cái này là Thầy khuyến khích tất cả các đạo tràng với tinh thần kính mừng Phật đản. Chúng ta làm sao để cho đạo Phật chúng ta được trường tồn. Trường tồn là thế đấy, là trường tồn là từ chúng ta bây giờ. Ta gieo giống, ta tưới tẩm. Cái này là cái tưới tẩm để cho Phật Pháp được trường tồn đấy. Thứ nữa, Thầy thông báo về cái chương trình trong tháng 4 âm lịch này. Thì lại đến mùa hè của các cháu học sinh, sinh viên. Cho nên chùa mình năm nay vẫn tổ chức khóa tu mùa hè, gọi là khóa học hè cho các cháu. Thì cái năm nay chùa mình cũng tổ chức 3 khóa để đón lứa tuổi các cháu. Thứ nhất ấy, là cái lứa tuổi lớp 7, 8, 9 là một khóa. Nghe không? 7, 8, 9 là một khóa. Thứ hai là 10, 11 là một khóa. Thứ ba là 12 và sinh viên đại học là một khóa. Đấy. Thế thì ngày 27 tháng 4 âm lịch tới thì là khai khóa đầu tiên cho cái lớp 10 và 11. Thì cái đợt đó là lớp 10, 11 nghỉ hè, được nghỉ hè. Thế còn các cháu 7, 8, 9 thì đang thi để hết cấp nha. Thế và đến sang đến tháng 6 cái tầm khoảng 17, 18, 19 tháng 6 đó thì chùa mình sẽ khai khóa 3 cho học sinh lớp 12, tốt nghiệp lớp 12 và sinh viên đại học. Thì các quý Phật tử về thông báo cho con cháu mình ở cái lứa tuổi, cái độ tuổi đó để đăng ký với lại ban tổ chức. Thì có thể vào trang website của chùa mình đấy. Trang website của chùa mình có cái mục đăng ký khóa học mùa hè, khóa tu mùa hè của chùa vào. Có hướng dẫn cụ thể nhé. Thì tất cả các Phật tử, Thầy khuyến khích các Phật tử nên cho con cháu mình về dự khóa tu mùa hè. Thực sự Thầy thấy nó lợi ích vô cùng. Mà chùa mình thì Thầy đã nói là miễn phí cho các cháu toàn bộ cả khóa tu. Đấy. Ví dụ năm ngoái chùa mình là đón hơn 3.000 cháu dự khóa tu mùa hè của năm ngoái. Nếu như ở ngoài đó, người ta tính một cháu một khóa tu thì nó ít nhất phải 4 triệu, phải đóng 4 triệu. Thì đại chúng thử tính xem 3.000 người mà 4 triệu là 12 tỷ đồng đấy. Chùa mình miễn phí hết, miễn phí hết. Không thu các cháu một đồng nào. Vì Thầy nghĩ đầu tư cho thế hệ trẻ này là cái lợi ích lớn cho Phật Pháp và cho đất nước, cho cả thế giới này. Đó. Thế cho nên là chùa mình không có thu. Cháu con nhà giàu cũng như cháu con nhà nghèo về đây đều như nhau. Và thế năm nay ban xây dựng chùa mình đây, chỗ chú Sáng thì đang cố gắng phấn đấu để cho cái đại giảng đường tầng 1 cho nó hòm hòm, cái nhà Phật tử hòm hòm để đón các cháu về. Chỗ ăn, chỗ ở nó rộng rãi, nó đàng hoàng hơn. Tất cả các ban đã lên kế hoạch rồi. Nghe không?
để chuẩn bị đón các cháu. Thế và Thầy cũng khuyến khích các đạo tràng trong thời gian mà khóa tu mùa hè ở chùa, thì đạo tràng nào các quý Phật tử có điều kiện lên chùa làm công quả nhé, phụ với các Thầy trong ban tổ chức nấu cơm cho các cháu, rồi vất vả lắm đấy, vì các cháu nó ở chùa nó ngày ăn 3-4 bữa chứ không phải ít đâu, nấu nướng rồi gọi chúng nó dậy, nhiều việc lắm. Cho nên các Phật tử thôi, vì tương lai con em chúng ta, những ngày đó nếu ai rảnh thì chạy lên chùa làm công quả, các trưởng đạo tràng động viên anh chị em giúp Thầy nên chăm lo cho thế hệ tương lai của chúng ta nhé. Đó. Bây giờ phần tiếp theo là phần trả lời các câu hỏi. Các ông có gửi Thầy cái thông báo tuyển sinh của khóa tu mùa hè đây. Khóa tu lần 1 khai khóa vào ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch. Số lượng khóa sinh dự kiến là 600 cháu. Năm sinh 2001-2002. Đó. Khóa tu lần 2 cũng như vậy, dự kiến 600 cháu và khai khóa vào ngày 30 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7. Khóa tu lần 3 là từ ngày 28 tháng 7 đến ngày mùng 5 tháng 8. Khóa tu lần 3 thì đông nhất của sinh viên và các cháu tốt nghiệp phổ thông 12 thì dự kiến là đón 1.000 cháu. Nên chùa mình đến giờ khi mà mới thông báo mấy hôm thôi nhưng số lượng các cháu lên đã gần đủ rồi đấy, gần đủ rồi đấy. Cho nên ta phải nhanh tay đăng ký, nghe không? Mà Thầy thì đương nhiên Thầy vẫn ưu tiên cho con em của Phật tử nhé. Con cháu Phật tử đang sinh hoạt, đang tu học tại chùa là được ưu tiên số 1. Đấy, sau đó rồi mới đến ở ngoài. Đấy, cho nên nếu có con, có cháu thì ông bà, bố mẹ dẫn lên nhé, để các Thầy đăng ký được cái chế độ ưu tiên. Đấy là ưu tiên những người Phật tử của chùa. Nghe? Đó. Thì kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật có nói người nữ có những cái ưu thế, có những cái ưu thế, tức là có 5 sức mạnh đấy. Người nữ chúng ta có đến 5 cái sức mạnh. Cái sức mạnh thứ nhất ấy là sức mạnh của nhan sắc. Nhan sắc là một vũ khí, một sức mạnh của người nữ. Cho người nữ là hoa đẹp là như thế, đúng không? Và người ta nói là một hai nghiêng nước nghiêng thành, cũng là cái này đấy. Nào, các đấng gọi là quân vương ngày xưa có khi là nghiêng nước nghiêng thành vì sắc đẹp của người nữ đó. Chúng ta nhìn lại lịch sử rất nhiều triều đại, những vị quân vương mà sa ngã vì sắc đẹp của người nữ. Cho nên người nữ có sắc đẹp là một sức mạnh. Những năm gần đây thì các cái cuộc thi người đẹp, hoa hậu nọ hoa hậu kia, ở Quảng Ninh mình mới thi người đẹp Hạ Long xong, nghe không? Đó, thì quả thật ấy, người nữ đẹp người ta có một cái thế mạnh. Và người ta có thế mạnh của người ta vì ai cũng thích cái đẹp mà. Đi xin việc thì cũng dễ, phải không? Bác giám đốc nào cũng muốn tuyển cô thư ký cho xinh xinh, vào trợ lý cho xinh xinh để đi giao dịch dễ, vào mấy cô gái đẹp thì đi môi giới hợp đồng ký tá cũng dễ. Và đấy là cái sự thật. Cho nên trong các cái kế của người ta đó, người ta có một cái kế gọi là gì? Mỹ nhân kế, nghe không? Dùng các kế rồi không được thì cuối cùng dùng mỹ nhân kế. Mà trong cái thời chiến tranh của đất nước chúng ta cũng thế, nói thật là chúng ta cũng phải dùng đến mỹ nhân kế rất nhiều mới có thể ở vùng địch hậu mà có thể thắng được địch đó, không phải không đâu. Đấy, cho nên cái sức mạnh thứ nhất của người nữ đó là nhan sắc. Bây giờ
cái kỹ thuật thẩm mỹ bây giờ cũng quá giỏi. Thầy xem trên mạng đấy, và có những người là xấu ghê, phải không? Gọi là xấu ma chê quỷ hờn, nhưng mà đi thẩm mỹ viện mấy tháng sau về là không nhận ra nữa, trông như là hoa hậu ấy, đẹp lắm đấy, bỏ mấy trăm triệu thay đổi luôn. Thế chúng ta cho nên là bây giờ là không biết thế nào, nghe không? Không biết thế nào. Cho nên thầy kể có câu chuyện vui. Có cái chú này, người thì rất là lùn, rất là xấu xí, nghe không? Nhưng mà lại giàu có. Cho nên chú ta quyết định phải lấy một cô vợ thật xinh đẹp để cải tạo giống nòi. Nghe không? Cải tạo giống nòi. Cải tạo giống nòi. Và chú ta đạt được cái ý nguyện, vì người có tiền lấy gái xinh lấy được. Thế thì sau khi mà lấy vợ về thì năm sau chú ta đẻ một lúc sinh đôi luôn, à, một đứa con trai một đứa con gái, và nó lại còn xấu thâm tệ luôn. Xấu quá, nó không có một cái nét nào của mẹ nó cả, chả có một cái nét đẹp nào của mẹ nó cả. Của mình xấu thì đã nhặt mấy cái nét xấu của mình rồi, nhưng mà không điểm ra, không có một cái nét đẹp nào của mẹ nó cả. Đấy. Thế đến khi thì chúng ta mới bảo hay là có vấn đề, nghi ngờ là cô vợ mình có khi hay không chung thủy với mình. Đi xét nghiệm thì đúng là ADN của cô chú ấy cả, không sai đâu tí nào. Nghe không? Chú rất ngạc nhiên. Mãi về sau, khi mà trong một cái buổi gọi là mừng, gọi là mừng đầy tháng cho con ấy, thì mời bạn bè đến, trong đó có những người bạn của cô vợ cũng được mời đến. Khi mà người bạn cô vợ đến, họ ngạc nhiên. Họ bảo, không biết mình có đi nhầm nhà không nhỉ? Khi thấy cô vợ lại ra đón, không nhầm nhà. Bảo, thì té ra về sau mới biết là cô này có gì? Người ta gọi là đi làm mặt mới. Cô này xấu thâm tệ luôn. Xấu thầm tệ, cô đi làm mặt, mới làm mặt xong vớ được anh này. Lấy thế cho nên cái gen xấu nó vẫn còn nguyên si, nó không thay đổi tí nào. Thay đổi tí nào. Đấy, cho nên bây giờ thầy nói con trai đi kén vợ bây giờ mà cẩn thận, không phải hàng giả đấy, đại chúng, hàng giả lắm. Hàng giả, rất là nguy hiểm. Đấy. Cái gen tức là cái nghiệp nó không thay đổi được. Và dao kéo có thể thay đổi khuôn mặt ta được, nhưng mà cái nghiệp của mình nó chưa thay đổi thì con mình nó vẫn đồng nghiệp với mình, nó cũng vào đấy, nó chưa thay đổi. Cho nên chú hy vọng cải tạo nòi giống, nhưng mà vớ phải cô vợ mình thì đây là chuẩn là cái gen xấu rồi, làm sao mà đổi được. Đấy, ở đây nói chuyện vui một tí. Nhưng thưa đại chúng, thầy nói về cái nhan sắc bây giờ đấy, nghe không? Người phụ nữ thật sự nếu có nhan sắc là có sức mạnh. Sức mạnh của nhan sắc. Cái thứ hai là sức mạnh của tài sản. Một người phụ nữ giàu có thì cũng có sức mạnh. À, cho nên cũng khối người đàn ông trẻ và đẹp. Mà có khi là phải lấy một vị già, vị này có tài sản. Đấy, nghe không? Cho nên tài sản nó cũng là sức mạnh của người phụ nữ. Nghe không? Không phải đàn ông. Đàn ông đương nhiên có tài sản cũng là sức mạnh rồi. Nhưng người nữ cũng thế. Người ta có tài sản cũng là sức mạnh, nó hấp dẫn rất nhiều người, nghe không? Rất nhiều người. Cho nên già mà có của vẫn có thể lấy được chồng trẻ và đẹp, nghe không? Đấy là sức mạnh, nghe không? Cái sức mạnh thứ ba là quyến thuộc bà con, vâng, tức là mình sinh ra ở một cái gia đình gọi là có đẳng cấp trong xã hội, nghe không? Và con quan, và con vua, và thì đấy là sức mạnh. Có những người rất là xấu, cô gái rất xấu, nhưng vì là con quan lớn
cho nên vẫn kiếm được chồng trẻ đẹp tài ba như thường. Nghe không? Thì đấy là sức mạnh của gia đình, của huyết thống dòng họ. Rồi người nữ còn có sức mạnh nữa, Phật dạy là đó là sức mạnh có con trai. Nghe không? Thực sự đó, người nữ lấy chồng, con trai cho chồng, cho gia đình nhà chồng, đấy là một sức mạnh. Nghe không? Đấy là sức mạnh. Đức Phật nói rất là chính xác. Mà thời nào cũng thế đấy, thời nào cũng thế. Cho đến làm công chúa, làm hoàng hậu trong cung mà sinh được hoàng tử cũng vẫn giá trị. Chứ mà sinh ra công chúa là mình bị lép vế đấy. Bây giờ cái bà thứ phi mà bà sinh ra hoàng tử là mình bị lép vế đấy. Là có khi bà sẽ con bà lên làm vua là mình lép vế rồi đó. Cho nên sinh được con trai cho chồng, cho gia đình nhà chồng cũng là sức mạnh của người nữ. Rồi một cái sức mạnh nữa, đó là sức mạnh về giới hạnh hay là giới đức. Đấy, người phụ nữ nếu thật sự có đức hạnh, có giới đức thì đấy cũng là sức mạnh. Nghe không? Cũng là sức mạnh. Mà những cái người phụ nữ nếu mà kém phẩm chất và bị tai tiếng thì cũng không có sức hấp dẫn nhiều. Không có sức hấp dẫn nhiều. Đó. Cho nên cái người phụ nữ mà đoan trang, đức hạnh thì cũng là sức mạnh. Đó. Thì kính thưa đại chúng, người phụ nữ có những năm cái sức mạnh để dùng ở trong đời như thế. Thế nhưng mà tại sao từ tiền cổ đến giờ, từ xã hội thời nguyên thủy của loài người, người nữ trong xã hội vẫn thường bị xem nhẹ? Đó. Đấy. Nếu chúng ta xét trong lịch sử, kể từ khi có loài người đến giờ, thì gần như xã hội nào người nữ cũng vẫn bị xem nhẹ. Kể cả những cái xã hội mà gọi là chế độ mẫu hệ đấy. Mẫu hệ tức là lấy họ của người mẹ. Thế nhưng mà người phụ nữ cũng vẫn thường bị xem nhẹ. Thường bị xem nhẹ. Có lẽ Thầy nghĩ nó cũng xuất phát từ một cái rất là tự nhiên, giống như loài vậy đó, nghe không? Chứ còn Thầy nói là chúng ta xét trong các cái loài vật ấy, có nhiều loài ấy, và cái giống cái rất là mạnh. Ví dụ như là sư tử, đại chúng thấy không? Có sư tử cái nó rất ghê, nó khỏe lắm, mà rất là ghê. Cho nên chúng ta mà ai gớm quá, bà nào, cô nào gớm quá, người ta gọi là gì? Sư tử, mà sư tử của Hà Đông á, khủng khiếp, nghe không? Đấy. Thế nhưng mà đúng thật, trong các trong loài sư tử, sư tử cái rất là dữ. Có khi nó có thể chiến đấu với sư tử đực, thắng sư tử đực. Khi nhất là khi mà nó bảo vệ con nó thì rất là dữ. Có nhiều loài giống cái rất là mạnh, rất là dữ. Cái tư tưởng mà trọng nam khinh nữ này, kể cả đến khi mà xuất hiện tôn giáo trên thế giới, thì trong tôn giáo nhiều khi lại còn làm đậm cái nét này hơn. Rất nhiều tôn giáo họ nói hẳn luôn là người phụ nữ là rất thấp kém. Có những tôn giáo người nữ không bao giờ được vào đền thờ tế tự. Họ bảo người nữ là bẩn, không có sạch sẽ. Người nữ vào là ảnh hưởng đến thần thánh. Đó, có những tôn giáo như vậy đấy. Ví dụ như là bên đạo Ân giáo Hindu đấy, họ xem rất nhẹ người phụ nữ. Nghe không? Người phụ nữ bị nhiều cái, người phụ nữ chỉ là ở nhà để sinh con thế thôi, và nội trợ cơm nước thôi, vai trò người nữ thế. Thế rồi, không có làm gì khác. Thế rồi chúng ta thấy bây giờ một số tôn giáo khác như là Hồi giáo chẳng hạn, đấy, người phụ nữ thế đi ra ngoài là phải che mặt lại, đúng không? Đại chúng đã nhìn đấy trên TV, người phụ nữ Hồi giáo ra ngoài phải che mặt lại. Nếu không che mặt là có vấn đề. Chứ không được như phụ nữ Việt Nam mình đâu, đi đâu là thoải mái, nghe không? Thoải mái. Mà phụ nữ Hồi giáo đi đâu phải che mặt lại. Khi đã lấy chồng rồi là phải phụ thuộc vào người chồng, là của người chồng. Cái mặt của mình chỉ được người chồng xem thôi, không ai được xem mặt mình cả. Đi ra ngoài phải bịt kín vào. Đấy. Nếu mà hở mặt ra là có vấn đề, có khi là bị xử tội.
Đấy, chúng ta thấy người phụ nữ có được coi như là một cái món hàng vậy đó, rất là nhẹ. Thế ở Việt Nam chúng ta, Trung Quốc chẳng hạn, ta ảnh hưởng cái văn hóa của Khổng giáo. Cái văn hóa Khổng giáo thì cũng xem rất nhẹ người nữ. Đấy, cái câu gọi là thập nam viết gì? À, thập nhất nam viết gì? Viết hữu, thập nữ viết vô. Một người con trai coi như là có con, đẻ 10 cô con gái coi như là chưa có con. Đấy, nhất nam là viết hữu, viết chữ hữu vào. Đấy, còn thập nữ mà đẻ 10 con gái vẫn là viết chữ vô, nhà này chưa có con. Đấy, cái tư tưởng Khổng giáo trọng nam khinh nữ đến như vậy. Đấy, kính thưa đại chúng, quả thật cái tư tưởng ấy ở đất nước chúng ta đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng. Nghe không? Cho nên trong gia đình mà không sinh được con trai là rất nặng nề. Nghe không? Ở Trung Quốc thì nặng nề lắm rồi. Cho nên những mấy cái thời gian trước ở Trung Quốc là họ hạn chế sinh đẻ, mỗi nhà chỉ được một con thôi. Thế thì tất cả các gia đình đều chọn lựa đẻ con trai. Hễ mang thai con gái họ đem họ phá thai, hoặc lỡ mà đẻ rồi họ đem họ giết. Giết tệ ghê lắm, vì bây giờ chỉ được mỗi đứa để nối dõi thôi. Thế cho nên là Trung Quốc rồi là coi như là mất cân đối về giới tính. Nam giới là thừa, nữ giới thiếu trầm trọng. Cho nên phải đi đến các nước khác để mà mua vợ, mà cưới vợ. Nghe không? Đấy, một số người Việt Nam mình cũng sang đấy lấy chồng Trung Quốc. Nghe không? Nhiều khi là sang đấy phải làm vợ chung cho cả mấy anh em. Không có tiền để lấy vợ, phải làm vợ chung. Khổ ghê. Thế ở Việt Nam mình cái tư tưởng trọng nam khinh nữ này ấy, cũng may mà thầy nghĩ mấy năm gần đây ấy, cái việc mà kế hoạch hóa ấy, tức là hạn chế sinh đẻ nó cũng bớt, nó nhẹ hơn rồi. Cho nên là nó cũng đỡ thì. Chứ còn trước đây thì cũng nặng nề lắm. Mà lấy vợ mà không sinh được con trai là cả vấn đề. Đó thì chúng ta thấy mình vẫn còn ảnh hưởng cái tư tưởng này. Thế nhưng kính thưa đại chúng, đất Ấn Độ đúng thật sự là phước lành khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta ra đời và Ngài thành đạo. Sau khi Ngài đi thuyết đạo độ sinh thì Ngài đã làm một cuộc cách mạng rất lớn, thật sự. Mặc dù không gọi là làm cách mạng, nhưng đây thật sự là một cuộc cách mạng rất lớn. Thân phận người phụ nữ được nâng tầm lên rất nhiều, có thể sánh vai ngang với nam giới. Mà trong khi đó là các cái tôn giáo, các cái đạo giáo ở Ấn Độ là tất cả đều xem thường nữ giới. Người nữ không bao giờ được đi tu theo đạo nào cũng không cho đi, không được mà xuất gia, ra khỏi nhà mà lang thang du hóa đây đó, không có đâu. Chỉ có nam giới được làm việc đó thôi. Đó, người nữ là không được. Thế nhưng mà khi Đức Phật ra đời, 5 năm sau khi thành đạo, chính Ngài là người đầu tiên cho thành lập ni đoàn, tức là các sư ni. Người nữ được xuất gia vào trong giáo đoàn. Đấy là một cuộc cách mạng hết sức là lớn thời đó. Và chính Đức Phật khẳng định người nữ cũng có thể thành tựu các đạo quả như người nam, nếu thực tập đầy đủ chính pháp, người ta cũng thành tựu được các tầng thánh quả như người nam không kém. Và như người nam, duy người nữ chỉ có không được làm ma vương, không được làm thiên chủ, không thành Phật trong thân nữ được thôi. Chứ còn các thánh quả khác là họ có thể thành tựu được hết. Nghe không? Làm ma vương là không làm được, vua các loài ma không làm được, đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy tướng cướp đa phần là nam thôi chứ, mà có mấy cô nữ nào làm tướng cướp bao giờ đó. Đấy, thế thì tương tự thế là vua ma là toàn nam giới. Các ông đàn ông là quậy dữ lắm. Đấy. Thiên chủ làm vua các cõi trời không được, và làm Phật không được, thân người nữ không làm Phật được.
Cho nên các Đức Phật đều thành Phật trong thân tướng của người nam. Cái này không phải là do ai ngăn cản, ai cấm, mà vì đó là lẽ tự nhiên của nhân quả, của nghiệp. Của nghiệp. Nghe không? Của nghiệp. Và Đức Phật là người đã đưa ra cái tư tưởng về quyền là rất bình đẳng giữa nam và nữ. Ở thời đó, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Ấn Độ rất là nặng. Ông vua Ba Tư Nặc, vợ là Hoàng hậu Mạt Lợi. Khi mà Hoàng hậu Mạt Lợi hạ sinh một cô công chúa, thì quần thần đến báo cho vua Ba Tư Nặc là Hoàng hậu sinh công chúa. Mà trong khi ông thì đang mong ngóng một hoàng tử. Thì ông buồn ghê gớm lắm. Ông buồn ghê lắm, ông mới đến, ông mới bạch Phật buồn. Thế Phật mới dạy ông là Đức vua đừng có buồn. Nghe không? Có khi có những người nữ còn đáng quý, còn tốt đẹp hơn những người nam. Rồi Phật mới dạy cho một bài kệ thế này. Này nhân chủ ở đời, có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so với cả con trai, có trí tuệ, giới đức, khiến nhạc mẫu thán phục. Nhạc mẫu tức là cha mẹ chồng đó. Rồi sinh được con trai là anh hùng, quốc chủ. Người con trai như vậy của người mẹ hiền đức thật xứng là đạo sư, giáo giới cho toàn quốc. Đức Phật động viên ông vua Ba Tư Nặc là Đức vua đừng buồn, có những người nữ mà họ hơn con trai rất nhiều, hơn đàn ông rất nhiều. Họ có trí tuệ, có giới đức, và họ cũng thành tựu được. Thế rồi họ có thể sinh ra được những người con trai, những con người con trai này có thể làm đến anh hùng, quốc chủ, làm vua của một đất nước. Và đấy, chúng ta thấy ai đó, Bác Hồ của chúng ta đấy. Và phải nói là mẹ của bác là cụ Hoàng Thị Loan là một người phụ nữ rất mẫu mực, giáo dục bác. Tất nhiên bên cạnh đó là người cha rất nghiêm khắc. Và bác nên người, thực sự Thầy nói, những người con thành danh trong lịch sử, Thầy thấy ảnh hưởng của người mẹ rất là nhiều. Và ảnh hưởng của người mẹ đến người con rất là nhiều. Đến cái việc thành đạt, đến cái phẩm chất, đến cái nhân cách của người con ấy, nhiều lắm. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói là không phải người nữ nào cũng thấp kém, có những người nữ rất là cao quý, rất giá trị. Đó. Thế và trong giáo đoàn của Đức Phật, khi mà nữ giới được xuất gia vào thành ni đoàn, thì trong ni đoàn của Đức Phật cũng đã xuất hiện rất nhiều những bậc thánh ni, và điển hình như là Hoàng hậu bà Mahabasa Ba Đề, gọi là Kiều Đàm Di Mẫu đó, là mẹ nuôi của Đức Phật, và là em ruột của mẹ Đức Phật đấy. Sau đó bà xuất gia, bà trở thành một vị thánh ni. Rồi Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, đi tu cũng thành bậc thánh, chứng quả A-la-hán. Bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc là một vị thánh bên ni, chứng đắc thần thông và bậc nhất. Đấy. Bên Tăng có 10 vị đại đệ tử, thì bên ni cũng có đến 10 vị đại đệ tử, ngang ngửa với bên Tăng. Đó. Bà Khe Ma, Tỳ Kheo Ni Khe Ma là vợ của vua Bình Sa, cũng là một vị rất đặc biệt. Rồi Tỳ Kheo Bimba là thứ phi của Thái tử Tất Đạt Đa. Gia Du Đà La là hoàng hậu, chánh cung hoàng hậu. Thế đương nhiên vì thái tử thì phải rất nhiều cung phi, thì có một bà thứ phi là bà Bimba, bà cũng đi xuất gia. Vì khi mà Mahabasa Ba Đề đi xuất gia là kéo theo rất nhiều cung phi mỹ nữ đi tu hết. Coi như hoàng cung gần như trống rỗng, các cung nữ theo bà đi tu rất là nhiều. Đấy. Rồi bà Soma, Tỳ Kheo Soma, Tỳ Kheo Ni Dhammadina là bậc thuyết pháp đệ nhất. Đó.
Đế bên ni chúng của tỳ giáo đoàn của thời Đức Phật cũng rất nhiều vị ni tài giỏi, thành tựu. Về phía hộ pháp bên nữ giới thì có bà Tỳ Xá Khư, ngang ngửa với ông Cấp Cô Độc, rất là thuần thành, ủng hộ Phật pháp hết mức luôn. Đấy. Thế rồi là hoàng hậu Mạt Lợi, vợ của vua Ba Tư Nặc, và hoàng hậu Samavadi, đó, rất là nhiều. Thế thì như vậy chúng ta thấy đối với Đức Phật và giáo đoàn của Đức Phật thì vị trí vai trò của nữ giới cũng rất là quan trọng, và rất quan trọng trong giáo đoàn của Đức Phật. Đó. Và Đức Phật là cái người thấy được những cái phẩm tính của người nữ, thấy được cái tính bình đẳng ấy. Bên cạnh đó, thưa đại chúng, thì Đức Phật là đấng toàn giác, Ngài cũng biết rất rõ những khuyết điểm, những điểm yếu của người nữ. Nghe không? Người nữ. Chứ không thì tự nhiên lại phân ra làm nữ, nam, làm cái gì? Vào. Thì Đức Phật có nói, người nữ có những cái điểm yếu, có 5 cái điều khổ của người nữ phải riêng chịu. Có 5 điều khổ mà người nữ phải riêng chịu. Đó là những cái gì? Đây Đức Phật nói, trong Kinh Tăng Chi Phật dạy, người nữ có 5 cái khổ riêng biệt phải chịu. Cái khổ thứ nhất ý, là lúc còn trẻ khi về nhà chồng thì phải về nhà chồng một mình. Đúng không? Không kéo theo chị, theo em nào về ở với chồng mình được cả. Đúng không? Về nhà chồng, về mình. Ở đây các cô khi đi lấy chồng ai chẳng khóc, đa phần khóc đó. Bỏ cha, bỏ mẹ tự nhiên về cái nhà lạ hoắc đó, nghe không? Khóc sướt mướt. Nè, rất khổ, nhớ cha, nhớ mẹ. Về cái nhà lạ không biết thế nào. Nghe không? Không biết cha chồng thế nào, mẹ chồng thế nào, anh em chồng thế nào. Nó có giống nhà mình không? Mình nói năng nó cũng không được tự do thoải mái. Đấy là cái khổ mà người nữ phải chịu riêng mình đó. Cái thứ hai là người nữ có cái khổ là phải có kinh nguyệt hàng tháng. Cái đấy là cái mà chị em là cái khổ. Đấy là sinh lý của người nữ, và hàng tháng đều phải có kinh nguyệt. Đấy là cái khổ, cái bất tiện. Nghe không? Cái thứ ba là người nữ phải mang thai, tức là phải mang thai, chứ không phải là mấy chú nam giới này mang thai được. Nghe không? Các chú thì nhẹ tênh à, phải không? Thế còn các cô là cứ phải 9 tháng 10 ngày, phải không? Kiều cữu, đúng không? Vất vả lắm chứ Thầy nói. Bây giờ mình cứ đeo thử chục cục gạch mà lên lưng, mà đeo suốt cả ngày cả đêm, mệt lắm chứ, đúng không? Chân Thầy nói cách người phụ nữ mang thai là khổ vô cùng luôn đấy. Khổ thật đấy Thầy biết. Ẩm ạch vào, thế rồi nó cành càng, khổ ghê lắm. Thầy biết, nhìn thấy người nữ mang thai khổ. Đây là cái khổ riêng người nữ phải chịu riêng đấy. À, cho nên thấy cái khổ này các chú, các bác nam giới, anh chị em nam giới phải biết chia sẻ, nghe không? Chia sẻ đỡ đần. Đấy, đấy là thật, mình phải hiểu rõ như vậy. Rồi cái khổ thứ tư là người nữ phải sinh con. Đó. Sinh con thì mang thai thì phải sinh con, chẳng ai đẻ thai cho mình được. Nghe không? Mà sinh nhiều khi còn phải mổ, mà nhiều khi còn chết cả mẹ luôn. Đấy, cái khổ vô cùng. Cho nên thực sự mà nói, phụ nữ phương Tây, thưa đại chúng, bây giờ họ rất ngại đẻ, sợ đẻ lắm. Sợ đẻ, không thích đẻ, không thích có con luôn. Vì họ thấy đẻ xong cái là người mình xồ xè, xấu xí, phải không? Mất giá trị. Cho nên họ lười, họ không đẻ. Cho nên dân số phương Tây giờ bị già nhiều, lười, không chịu đẻ. À, thế còn người Việt mình thì vẫn còn chịu đẻ, và nữ giới người Việt vẫn chịu đẻ, và vì cái truyền thống vẫn mong con cầu con để nối dõi tông đường, để sau này nhờ cậy, cho nên là vẫn chịu đẻ, dù đau như đau đẻ vẫn chịu đẻ. Nghe không? Đúng không chị em? Đó, khổ lắm nhá, Thầy biết em, Phật biết chứ. Rồi cái khổ thứ năm mà Phật nói là người nữ có cái khổ, đó là thường phải phục dịch hầu hạ đàn ông, và hoặc ở nhà thì hầu chồng. Đó, thì con nhiều khi lớn cũng phải hầu con, và
ở đâu cũng thế, cơ quan đoàn thể thì người phụ nữ cũng thường ở cái vế phải phục dịch, phải hầu hạ người nam giới. Đó là những cái khổ riêng. Nam giới là phải phấn đấu, nghe không? Nếu không phấn đấu, không tu dưỡng rèn luyện, không nâng tầm mình lên, nên là sau này lấy vợ, vợ rất có thể chán ngoại tình, nghe không? Đấy là thầy nghĩ, thầy nghĩ như vậy đấy, cái này từ trong kinh Phật đấy, nghe không? Cho nên tất cả người nam đều phải rèn luyện, mình phải có một cái phẩm chất gì đấy đáng quý, đáng yêu, và để cho người vợ người ta không có xem thường mình, và người ta xem thường người ta sẽ sinh ra chán. Trong cuộc sống gia đình vợ chồng cũng thế đấy. Thì Na Tiên mới nói Đức Bồ Tát Mahosattha có đầy đủ 28 cái pháp ưu thắng sau đây. Vì có 28 cái pháp ưu thắng này cho nên bà vợ Amara Devi này không thể dễ gì mà sinh ra cái ý tưởng tà hạnh được. Nghe không? Đó là những cái pháp gì? Một, cái người chồng này, tức là Bồ Tát Mahosattha có những cái ưu thắng thế này. Thứ nhất ý, là dũng cảm và nhiệt thành. Thứ hai là có sự hổ thẹn với tội lỗi. Thứ ba là có sự ghê sợ tội lỗi, tức là con người rất thiện, rất quý. Wow. Biết hổ thẹn với tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Nghe không? Thế chứ cũng có những người đàn ông đó, không biết hổ thẹn, người ta gọi là đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi. Nghe không? Trơ chẽn, vào thô bỉ, thô lậu. Những người ấy không đáng quý. Có thể người vợ, tâm người ta thanh khiết cao đẹp hơn, người ta vớ phải ông chồng này một thời gian xong người ta chán. Vào hay là lúc yêu đương thì rõ ràng là thể hiện mình là cao quý đàng hoàng, nhưng lấy vợ về bắt đầu thô bỉ lộ ra, nghe không? Thô lỗ và bỉ lậu lộ ra, thế là vợ ta chán. Nhưng mà đây ấy, đối với ngài là người chồng này có đầy đủ những cái phẩm chất tốt, biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Thứ tư là có nhóm thiện hữu của mình, có những người bạn rất tốt của mình, nghe không? Chơi với những người bạn tốt đẹp, cao quý. Thứ năm là có sự thương yêu của bạn bè, được bạn bè đều yêu quý, nghe không? Tức là rất có uy tín. Cái người sống mà bạn bè người ta yêu quý, người ta tín nhiệm thế, là người tốt, là người quý. Thì huống gì vợ mình lại không quý, nghe không? Vợ mình không quý. Mình sống mà bạn bè nó ghét, nó khinh mình, và khinh như mẻ, thì làm sao vợ nó quý mình được? Đi đâu mình cũng bị xem thường, thì vợ nó cũng tủi thân, nó cũng xấu hổ với mình chứ. Thứ sáu là có đức nhẫn nhục, nghe không? Nhẫn nhịn được. Wow. Một người chồng mà biết nhẫn nhịn, không phải lúc nào cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào đập đánh đập vợ như là đập mẹt suốt ngày, thì làm sao mà vợ nó yêu quý được. Nào. Thứ bảy là có giới hạnh, người chồng này có giới hạnh, sống có giới hạnh, có đạo đức. Thứ tám, nói lời chân thật và không có dối trá, đặc biệt là không lừa vợ, dối vợ, nghe không? Sống chân thật. Thứ chín, có năng lực tâm lành bảo hộ, được cái tâm lành nó bảo hộ cho mình. Thứ mười là không sân hận, nghe không? Không sân hận. Đó, bây giờ phụ nữ người ta rất sợ mà chồng mà sân hận, cho nên cái nạn gọi là bạo hành phụ nữ bây giờ xảy ra rất nhiều. Thanh niên bây giờ rất hay bạo hành phụ nữ, nghe không? Lấy vợ về mà trái ý mình là thượng càng chân hạ càng tay. Thầy đã xem có những clip mà cái anh chồng nó trẻ thôi, nó có mới có chắc có độ chưa đến 30, nó đánh vợ nó kinh khủng, máu mê bê bết bầm tím mặt mày, nó trăng thương rồi nó đấm đá nó thủi kinh khủng. Thầy nghĩ nó khác, không khác gì nè, còn tệ hơn cả kẻ thù đấy. Đấy là vợ mà sinh con cho mình đấy, như vậy đó. Bây giờ như vậy, cho nên cái bạo hành phụ nữ bây giờ là cũng là vấn đề nha, với phụ nữ. 11 là không biết khinh khi, khinh bỉ người khác. Cái người này rất là biết khiêm tốn, biết tôn trọng mọi người. 12 là không gây gổ với người. 13 là tinh tấn, người chồng này tinh tấn, không lười biếng. 14 là vun bồi các ba la mật, và các công đức ba la mật biết vun bồi. 15 là người tế độ đại chúng, và người chồng này có tâm quảng đại, tế độ đại chúng. 16 là biết chia phần của cải cho mọi người, người này không tham lam, biết bố thí, biết giúp đỡ mọi người, sống rất yêu thương mọi người. 17 nói lời tử tế, hòa nhã. À, đấy, một người đàn ông mà nói lời rất tử tế, hòa nhã, và
thì đáng yêu không? Rất đáng yêu. 18, thân hành dịu dàng. Và hành vi của thân rất dịu dàng, nó không thô tháo, nghe không? Không thô bỉ. 19, nói lời nhỏ nhẹ, dịu ngọt. 20, không kiêu căng, không khoe khoang, tự phụ. 21, không lường gạt, giả dối, không làm bộ, làm tịch. Nghe không? Đàn ông nhiều vị làm chồng bây giờ cũng làm bộ, làm tịch dữ lắm. Nghe không? Mình đi làm vợ ở nhà thì đầu tắt mặt tối về là làm bộ, làm tịch, hách dịch. Cơm chưa? Nghe không? Nó chối cơm là bắt đầu đập chân, đập tay. Nghe không? Nghĩ là bây giờ cái đó, cái này là cũng tình trạng xảy ra rất nhiều. Đàn ông cái tư tưởng mà gia trưởng của người đàn ông trong gia đình, gia trưởng là trưởng trong nhà đấy, mình là trưởng, cho là tất cả là phục dịch, là nô tỳ hết cho mình, vợ con là nô tỳ cho mình hết đấy. Cái tư tưởng gia trưởng này vẫn còn nhiều lắm trong xã hội chúng ta. Đó. 22 là hiểu biết các định luật tiến hóa, hiểu biết các định luật tiến hóa tức là rất giỏi. 23, thông hiểu nhiều lĩnh vực nghề nghiệp để làm ra của cải, biết ngăn ngừa tai họa. 24, có thanh danh tức là có danh vị trong xã hội. 25, biết ban phúc cho người, nhất là biết săn sóc chăm lo cho những người đang nương tựa vào mình. Tức là người chồng này là ông chủ thì những người ăn kẻ ở trong nhà mình biết chăm sóc cho họ. Những ai nương tựa vào mình là mình biết quan tâm, săn sóc cho họ, đến với họ. Đấy, chúng ta thấy tâm của cái người đàn ông như thế có quý không? 26 là người mà đại chúng mong mỏi tin cậy. Người chồng này được cả đại chúng mong mỏi ngóng trông tin cậy. 27 là có nhiều tài sản của cải. 28 là có nhiều chức phận cao quý trong xã hội. Đấy, thế mà Mahosattha là một người đàn ông mà có tần đấy cái đức tính, cái tần đấy những sở hữu, tần đấy những các cái, thì chúng ta thấy có quý không? Không ai bằng được, đúng không? Trong thế gian này không ai bằng. Thế thì còn có cô vợ nào mà nghĩ lại đến bỏ cái ông chồng đấy đâu, mà dám nghĩ đi tà hạnh với người đàn ông khác không? Không ai nghĩ, dại gì, đúng không? Không ai mà đi bỏ vàng kim cương để đi lấy đá sỏi cả, đúng không? Rõ ràng thế. Đấy, cho nên cái này Thầy nói với, ở đây nói với đàn ông, với các chú nam giới thế, nghe không? Mình phải, tất nhiên mình không được 28 cái này thôi, kiếm lấy vài ba cái ở trong này, nghe không? Để những vợ nó tôn trọng mình, yêu quý mình. Thầy vẫn nói trong gia đình mà vợ còn tôn trọng chồng, chồng còn tôn trọng vợ thì gia đình vẫn còn hạnh phúc. Khi mà cái tôn trọng, cái kính trọng nhau nó mất đi rồi là hạnh phúc nó mất đấy. Thế mà muốn tôn trọng nhau thì phải có nhân cách. Người chồng phải có nhân cách. Và ít nhất phải có nhân cách thế nào để cho vợ nó phải nề, phải kính trọng mình. Chứ còn mình mà chả có nhân cách gì, phải không? Bê tha bệ rạc, người ta sẽ xem thường thôi. Phải không? Mặc dù là có hợp đồng rồi đấy, ký kết đàng hoàng rồi đấy, phải không? Nhưng mà rồi người ta cũng muốn phá hợp đồng rồi. Thì thấy mình chả ra gì cả, mãi nó chán chứ. Không có gì đáng yêu, đáng hấp dẫn, người ta cũng chán. Đấy là lẽ thật, lẽ thật. Tâu Đại Vương với 28 phẩm chất cao quý ấy, bậc trí thức hiền đức Mahosattha là người tuyệt hảo của một ông chồng trong gia đình, là người tuyệt hảo trong thôn lân xã hội quốc độ, không một người nữ nào không coi là bậc lang quân lý tưởng. Lại nữa, yếu tố thời gian và yếu tố chỗ kín đáo không hội đủ thì làm sao mà bà Amara Devi có thể bị dụ dỗ khiến bà sinh tâm tà hạnh được, hả Đại Vương? Đấy, Na Tiên nói bảo, một ông chồng như thế, một đức lang quân như thế. Thế rồi những cái yếu tố như là chỗ kín đáo thì bà kia bà rất biết rồi, còn bà biết có chư thiên quỷ thần cũng biết. Thì làm sao mà bà có thể khởi tâm tà hạnh được cơ chứ? Thì như vậy chúng thấy Na Tiên khẳng định rất rõ ràng, nghe không? Thì vua mới nói đúng vậy, dẫu phụ nữ có xấu tâm xấu nết thì cũng không thể phạm tội, huống hồ là bà Amara Devi là một người đàn bà tốt, lại có được một người chồng tốt đẹp như thế thì làm sao mà phạm tội, nghe không? Kính thưa đại chúng, bài kinh này dừng ở đây.
Thì trong bài này ấy, Thầy nói là Đức Phật có nhận định về người nữ, tất nhiên không phải là tất cả, nhưng đây là cái nghiệp tướng của người nữ. Không phải Đức Phật thiên vị hay Đức Phật là không tôn trọng, không quý trọng người nữ, mà Đức Phật nói ra sự thật. Nghe không? Nói ra sự thật. Nam hay nữ, như lúc nãy Thầy nói, cũng chỉ là tính tương đối mà thôi. Nghe không? Kiếp sau chúng ta có thể chuyển thành nữ. Người này kiếp sau là nữ, có thể chuyển thành nam. Nghe không? Hoàn toàn có thể được. Nhưng hiện đời người mang thân nữ thì có những cái nghiệp như thế này. Nghe không? Những nghiệp như thế này. Đó. Cho nên tất cả Phật tử nữ của chúng ta phải biết được cái nghiệp tướng của mình, nghe không? Để mình cố gắng mà tu sửa. Và Đức Phật là nói thật đấy, chứ không phải Ngài chê mình đâu. Nhưng mình phải biết được yếu điểm của mình. Tu học Phật là phải thế. Phải biết được cái yếu của mình, cái mặt mạnh của mình là cái gì, cái yếu điểm của mình là cái gì, để mình sửa chữa, nghe không? Thế cho nên có những người nữ rất là cao quý, rất là đáng tôn trọng, nghe không? Vì họ biết tu dưỡng, sửa chữa mình, trở thành tốt đẹp, nghe không? Nhưng nếu mà người nữ cứ ỷ vào tôi là người nữ, tôi là phái đẹp, rồi cậy vào năm cái sức mạnh của mình để mà ta gọi là vống lên ấy, thì là nguy hiểm đấy, nghe không? Năm sức mạnh, ỷ vào sắc đẹp của mình, ỷ vào của cải của mình, ỷ vào quyền thế dòng họ nhà mình, vân vân, ỷ vào những cái đó là mình nguy hiểm đấy, mình sẽ không có hạnh phúc đâu, nghe không? Có hạnh phúc đâu. Đó. Thế cho nên ấy, chúng ta biết Đức Phật là nói chân thật, nói đúng sự thật, để chúng ta hai giới, nam và nữ, đều nhận định rất rõ ràng về mình. Nam giới có những cái ưu thế, nghe không? Cho nên Đức Phật mới nói 20 điều khó, thì trong đó được sinh làm con trai là khó. Thế nhưng con trai mà lười tu, lại học những cái ăn chơi đua đòi, phải không? Phải không? Tuổi trẻ thì hút, cầm điếu cày hút song sọc, phải không? Không thể thao gì cả, phải không? Chơi bời hư hỏng thì cũng không có giá trị gì cả, nghe không? Đấy, cho nên cái giá trị ở đây không hẳn đã là nam hay là nữ, mà ở cái sự nhận thức tu dưỡng. Đó. Có những người, người ta không được toàn vẹn về sáu căn, nhưng người ta biết tu dưỡng rèn luyện, mà người ta tự làm lên giá trị cho chính mình. Và cho nên đối với đạo Phật của mình, không kể nam hay nữ, người ấy có biết tu dưỡng hay không thôi. Chính tu dưỡng làm nên phẩm chất, giá trị của con người chúng ta, nghe không? Của con người chúng ta. Mặc dù phận nam hay phận nữ nó có ảnh hưởng đến cái việc tu tập, nhưng chúng ta tinh tấn và cố gắng thì vẫn được lợi ích như thường. Cho nên thì Đức Phật có dạy người nữ nên trau dồi các cái mặt sau để được tốt đẹp cho cả đời này và đời sau. Nữ giới chúng ta nên cố gắng nha. Những cái mặt này, thứ nhất nên tu dưỡng làm sao mình có cái tâm đạo nhiệt thành. Người nữ phải có cái tâm đạo nhiệt thành nha. Đối với đạo pháp ta nên có tâm nhiệt thành. Thứ hai là có tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Đã. Người nữ nên sinh cái tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Thứ ba là không nuôi dưỡng tâm ác độc, sân hận, oán thù. Nha. Cái này người nữ thường nặng cái này lắm đấy. Nghe không? Nuôi cái tâm ác, sân hận, oán thù. Nghe không? Đấy. Người ta nói ác giống như hoạn thư ấy, nghe không? Rất là ghê gớm, thâm độc. Nghe không? Người nữ thì phải cẩn thận, không nên nuôi cái tâm này. Rồi thứ tư là không nên ghen tuông. Cái này là bệnh chung của phụ nữ đấy à. Cái bệnh ghen mà. Nên cho nên trong kiểu câu đấy mà, ghen tuông là cũng gì? Cũng chuyện bình thường đấy mà. Nữ nhi thường tình. Chồng chung ai dễ mà nhường cho ai, đúng không? Đó. Nhưng mà Phật dạy phụ nữ ở đây là tôi không nên ghen tuông, ghen khổ mình. Nghe không? Mà cái khổ của người nữ đi ghen tuông thì Thầy nói vào, người ta cũng nói đấy mà. Phụ nữ đi đánh ghen thì chả đánh chồng mình, toàn đánh cái đứa con gái kia đấy.
mà thực sự là vì ông chồng mình hư chứ có phải đâu, đúng không? Đáng nghĩa thì nên đi đánh ghen thì phải đánh chồng mình ấy, ông chồng mình mới là ông hư. Ông là chồng của mình, ông bỏ đi thì mình không đánh ông ấy mà đi đánh cô gái kia. Nhá. Nhiều khi cô gái kia bị ông ấy dụ dỗ ấy chứ. Đó. Cho nên sau đi đánh ghen cứ đánh thẳng ông chồng mình, có dám đánh không? Đánh ông chồng mình. Đó, cho nó khổ ghê, cho chị em cứ làm khổ nhau. Nhá, cho nên Phật dạy là người nữ thôi bỏ dần tính ghen đi, ghen khổ dữ lắm. Đúng rồi đấy, ai mà đã vào cái tâm ghen này nó khổ vô cùng đấy, nghe không? Ăn không được, ngủ không được, không làm cái gì yên được, đi đâu cũng quẩn quanh chỉ nghĩ cái chuyện ấy thôi, nghe không? Nó bức bối, nó đau khổ vô cùng ấy. Cho nên là ta biết cái ghen là khổ, ta bỏ đi nhá. Chị em tập dần đi, phải không? À, nghe không? Cho nên có một mấy cô phụ nữ lớn lớn tuổi rồi nên bạch thầy của con chả ghen đâu. Còn quan điểm rất thoáng, tại ở nhà là chồng mình, đi ra ngoài tùy. Đó, tức là thoáng như thế, không đến nỗi là khổ, nghe không? Tức là quan điểm mình sống nó rất là thoải mái, không để trói buộc, vì như thế nó khổ, sinh khổ cho mình chứ. Mà cái người đàn ông ra ngoài mình có theo chân tam giữ được không? Bây giờ kể cả thì nói là lắp gì, lắp chip để theo dõi người ta, người ta vẫn đi như thường, thuê thám tử tư theo dõi, người ta vẫn đi như thường, ta thiếu gì cách ta đi, nghe không? Cho nên mình phải tự tại đi đã nha. Phật dạy mình không ghen, ghen thì khổ trước. Mắc vào cái bệnh ghen thì khổ lắm. Nghe không? Thầy cũng biết, thầy cũng rất thông cảm chị em. Ghen là khổ, thông cảm lắm. Nhưng mà cái ghen này là, cũng là khó đấy. Nhưng ta cũng phải tu. Nghe không? Tu thì nó mới bớt được. Phải học thì nó mới mở ra cái trí bớt ghen được. Nghe không? Rồi thứ năm Phật dạy là không nên cãi vã mà nên có cái lòng rộng lượng. Không nên cãi vã nhau, mở cái lòng ra cho nó rộng rãi, nghe không? Bao dung. Thứ sáu là nhã nhặn ở trong mọi hành vi. Người nữ nên có cái hành vi thật là nhã nhặn, không nên thô bỉ quá, nghe không? Chồng nói một câu mình cũng cãi một câu, chồng sắn tay mình cũng sắn tay lên, thế thì thôi rồi, nghe không? Thứ bảy là tu tập các điều đức hạnh. Nghe nói đến những điều đức hạnh, mình phải tu tập cho mình thêm lên. Thứ tám là phải biết học hỏi để nâng cao kiến thức. Nghe không? Người nữ, nhất là thời đại bây giờ, vào cái thời đại mà phát triển khoa học như này, chúng ta cũng phải nên học hỏi. Đừng nghĩ rằng, đừng cam phận người nữ chỉ là bếp núc, là nội trợ, mà phải học cho mình nâng cao hiểu biết trình độ lên, nâng cao kiến thức lên. Không mình tụt hậu, mình tụt hậu thì nói chuyện với chồng cũng không được, nói chuyện với con cũng không được. Cuối cùng mình trở thành bà già, mấy khó ba mấy tuổi thành bà già. Nên nó lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Cho nên phải học nha, phải học lên. Đó. Thứ chín là nhiệt tình, sốt sắng trong công việc. Cái này thì người nữ làm tốt. Thứ mười, luôn biết phòng hộ tâm, khôn khéo trong các cái ứng xử. Cái này phải học ứng xử, người nữ phải học ứng xử, nghe không? Học ăn, học nói các cụ của mình đấy, học gói, học mở, học cách ăn nói vàng để làm sao nói cho vừa lòng chồng, vừa lòng cha mẹ, anh em với bạn bè, phải học ứng xử tinh tế, nghe không? Cho nên thầy đang có ước mơ sau này mở những cái khóa tu dành cho cha mẹ, cho vợ chồng, nghe không? Đấy, ước mơ lắm đấy, mời các chuyên gia đấy họ về họ nói. Chúng ta đều phải học hết đấy, nghe không? 11 là phải làm sao để cho mình có được trí tuệ hiểu biết. Đó. Người nữ cũng thế, đừng bao giờ cam phận mình là nữ là phải thấp kém, mà phải mở mang trí tuệ mình lên. Nha. Đấy, chúng ta đi học Pháp thế này này cũng là mở mang trí tuệ đấy. Đấy, mình học Pháp và mình biết đạo lý, mình về mình nói, chồng có khi cũng chịu, cũng nghe. Chứ mình về cứ ù cạc cạc, chả biết gì cả, chồng ta cũng khinh đấy. Cái người mà ngu si thì rất hay bị khinh thường, nghe không? Đó. Chồng mà người ta lấy cô vợ mà ngu si đần độn, người ta cũng dễ xem thường. Đẹp thì đẹp đấy, không? Lúc lấy thấy đẹp thì thích, nhưng về ở mà ngu quá, dốt quá, chồng người ta cũng xem thường, nghe không? Nói mãi không hiểu cái gì cả, ta cũng chán. Đó, thưa đại chúng, đến lúc về sau là người chồng ta lại thích một người vợ là biết thông cảm cơ, hiểu biết để làm bạn, để chia sẻ cơ. À, còn chồng nói chồng nghe, vợ chả biết gì thì người ta có chán không? Chán đấy, đấy là cái chuyện thật.
nha. Nên cho nên cái này là chị em phụ nữ phải cố gắng. Thế thì để kết thúc bài kinh hôm nay, một lần nữa Thầy chúc cho chị em luôn tinh tấn và cố gắng tu học để mở mang trí tuệ, tăng trưởng đạo đức cho mình. Bên cạnh đó thì anh em, nhớ, nam giới phải hỗ trợ một tay, nghe không? Nếu mà mình không hỗ trợ, mình không giúp đỡ đó, là nhiều khi có khi kiếp sau mình lại tái sinh làm con gái đấy. Cho nên là gay go, nghe không? Đó. Thì Thầy xin được chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Thầy thông báo cái chương trình sắp tới của chùa chúng ta. Tháng 4 tới, ngày mai là mùng 1 tháng 4 rồi, thì chùa có đại chương trình Đại lễ Phật Đản. Năm nay thì mình không làm lớn lắm, nó cũng có cái nhân duyên, cho nên là ta làm vừa vừa. Thì năm nay chắc vẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản, mà các ông trong ban tổ chức đang tính hay làm Đại lễ Phật Đản tại chánh điện này. Thế nhưng mà hôm trước thì câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa cũng có bạch với Thầy đăng ký là xin được làm một cái xe hoa và rước từ dưới cổng đá cho mình lên đây thôi, chứ không dám rước ở ngoài thành phố vì mình chưa có xin phép. Đó, nên thì câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa xin được rước xe hoa vào ngày mùng 7, chiều mùng 7 lên chùa, và hôm ý câu lạc bộ xin tổ chức một buổi văn nghệ chào mừng Phật Đản. Đó, thì Thầy cũng rất hoan hỷ, chư Tăng cũng hoan hỷ. Thế thì còn đạo tràng nào mà có điều kiện mà cũng có thể tổ chức được xe hoa hay làm được xe hoa thì Thầy cũng cho phép nha. Thì chúng ta cũng làm, chúng ta rước từ dưới cổng đá chùa mình thôi, dưới cổng chân chùa đấy, lên đây thôi. Thế còn vì nếu mà rước xe hoa ở toàn thành phố thì phải xin phép, nó cũng khá phức tạp nhé. Đó, thế thì đấy là Thầy thông tin về cái chương trình Đại lễ Phật Đản của chùa chúng ta, để cho toàn thể các Phật tử nắm được. Và Thầy cũng nghĩ thế này, chúng ta có ngày Phật Đản, các tôn giáo khác họ cũng có cái ngày của Đức Giáo Chủ họ sinh ra, họ làm rất là mạnh. Ở đây Thầy nói ví dụ như Thiên Chúa Giáo, ngày lễ Noel họ làm rất là lớn. Và nam nữ thanh niên con em chúng ta, mặc dù không theo Thiên Chúa nhưng cũng đi dự lễ, kể cả nhiều khi chúng ta. Thế còn ngày Phật Đản của mình đây này thì mình lại xem rất nhẹ. Mà một vài năm trước thì giáo hội cũng có động viên các Phật tử tổ chức Phật Đản cho trang trọng. Thế nhưng mà mấy năm nay lại thấy im. Cho nên Thầy hôm nay Thầy cũng phát động các Phật tử chúng ta. Chúng ta là con Phật, chúng ta phải làm cho Phật Pháp được xương minh. Mình có một ngày Phật Đản là ngày lớn, ngày chính của cả một năm. Thầy nhớ cách đây mấy chục năm là ngày Phật Đản mùng 8 tháng 4 là trong lịch nhà nước còn được nghỉ cơ. Bây giờ mình bỏ mất rồi. Đó. Thế cho nên Thầy khuyến khích các Phật tử. Thứ nhất, nếu có điều kiện thì ở tại gia đình nhà mình trong cái tháng 4 mùa Phật Đản này, chúng ta có thể treo lồng đèn nếu có điều kiện trước cửa nhà. Cái lồng đèn này, lồng đèn Phật Đản, treo cờ Phật Đản, treo cờ Phật giáo, nghe không? Thầy khuyến khích. Thứ nữa, các đạo tràng tổ chức ăn mừng Phật Đản, liên hoan mừng Phật Đản, nghe không? Trường đạo tràng tổ chức đấy có thể là đến nhà văn hóa hay là kể cả đi ra nhà hàng mà liên hoan, để cho mình phải trở thành giống như một ngày Tết Phật Đản ấy, phải không? Đem lại không khí mình muốn cho con mình, cháu mình sau này nó đi theo Phật. Chứ không chả nhẽ chỉ hết đời mình rồi thôi, con mình, cháu mình nó không theo nữa à? Mình muốn gieo cái giống Phật Pháp cho con cháu mình. Mình phải làm cho Phật Đản sống lại. Thưa đại chúng, Thầy mong lắm đấy. Cho nên Thầy vận động cả hơn 80 đạo tràng của chùa, mà không những thế mà mong mỏi vận động tất cả các Phật tử cả nước và thế giới. Nghe không? Ngày Phật Đản trên thế giới người ta kỷ niệm là bằng lễ tam hợp Vesak. Nhưng mà riêng Việt Nam mình thì ngày Phật Đản, cái tháng Phật Đản này, các Phật tử nên có những cái hoạt động
kỷ niệm kính mừng ngày Phật Đản. Mình làm cho không khí Phật Đản nó sôi động lên, nghe không? Sôi động lên, nghe không? Đây không phải là Thầy nói chạy đua với tôn giáo nào, nhưng mà thật sự là mình, vì mình biết Phật Pháp cao quý lợi ích như thế, mà mình lại không biết để lại cái vốn này cho con cháu mình hay sao? Phải không? Cho nên làm sao đến ngày Phật Đản con mình, cháu mình nó phải háo hức lên. Và có khi mình cũng sẽ mua con mình, cháu mình cái áo mới, cái giày mới vào ngày Phật Đản, và đợi đến Phật Đản mẹ mua, đợi đến Phật Đản bà mua cho, để cho nó phải háo hức đến ngày Phật Đản. Phật Đản phải trở thành giống như một ngày hội của chúng ta đấy, vui, hoan hỉ, mừng đấng cha lành ra đời. Đại chúng thấy không? Cái tinh thần Phật Đản của Phật tử mình còn yếu lắm, yếu lắm. Cho nên Thầy phát động các ở đây, các trường đạo tràng nha, về nên tổ chức cái kính mừng Phật Đản, trăng đèn kết hoa ở nhà, treo cờ Phật giáo, tổ chức liên hoan, anh em liên hoan, tiệc chay thôi, bánh kẹo, hoa quả, kể cả ra nhà hàng chiêu đãi nhau bữa tiệc cơm chay mừng ngày Phật Đản, nghe không? Làm cho tinh thần Phật Đản sống dậy. Mình phải nói là mừng lắm chứ, mình được biết giáo lý Phật, mình mở mang bao nhiêu trí tuệ, phải không? Mình được trưởng dưỡng đạo đức như thế này mà mình lại không kính mừng cái ngày Đức Phật ra đời sao? Nào, đấy, cho nên là cái tháng Phật Đản này, tất cả các đạo tràng chùa chúng ta, đây là cái duyên nên tổ chức thế. Nhưng ngày Phật Đản này đi liên hoan mặc quần áo thật đẹp, áo dài phụ nữ, áo dài mặc đẹp vào đấy, sức mạnh của phụ nữ đấy, nghe không? Nam giới cũng mặc đẹp vào cho Thầy đi ăn mừng Phật Đản. Chùa mình phải xây dựng, Thầy nghĩ Thầy sẽ quyết tâm để xây dựng cái này thành một cái văn hóa sau này, Phật Đản của chúng ta. Không làm lúi xùi nữa, nghe không? Không gọi là mình cứ xem nhẹ quá. Có một số các vị thì lại nói mà ôi giời, làm gì cho tốn kém. Cái tiền để mừng Phật Đản ấy, để mà đi ủng hộ người nghèo với từ thiện, cái đó là cái hiểu rất ấu trĩ. Chúng ta thấy không? Cái thiện pháp này mà được nêu lên là hàng ngàn, hàng triệu, hàng triệu con người ta được hướng thiện, được tốt đẹp. Chứ không phải cái chuyện đem vài cái chục triệu, trăm triệu đấy để mới từ thiện được vài cái căn hộ đâu, không phải đâu. Tốn mà nó lợi ích cũng làm. Đại chúng thấy không? Đó. Tốn kém mà lợi ích. Lợi ích này lớn rất nhiều, Thầy nói đó. Cái tinh thần Phật Đản nó lớn rất là nhiều. Chúng ta thấy cái văn hóa ngoại lai bây giờ nó xâm nhập vào chúng ta mạnh quá. Mà không khéo Thầy nói là chúng ta sẽ mất cái gốc đấy. Đất nước ta và Phật giáo là đạo gốc, căn bản, là cái đạo đồng hành với dân tộc. Thế mà chúng ta xem nhẹ quá. Bây giờ tuy không gọi là quốc đạo, nhưng thật sự nó vẫn là quốc đạo. Nên chúng ta phải làm sao cho Phật Pháp thật tương thịnh. Tinh mình còn mỗi ngày Phật Đản thôi. Phải không? Thế ngoài Phật nhập Niết Bàn mình không làm lễ rồi. Phật thành đạo gần như cũng không ở chỗ nào làm lễ rồi. Mỗi ngày Phật Đản thôi. Cái tháng Phật Đản này, cho nên bây giờ làm sao tất cả các Phật tử, ông bà, cô chú Phật tử ở đây tạo cho Thầy thành cái không khí, nghe không? Về tới đây chuẩn bị giáo cho các con, các cháu chuẩn bị nha. Tới hôm nay Phật Đản nhà mình ra liên hoan. Hôm ấy đứa nào quần áo đẹp diện mang ra mặc cho mẹ, cho bố, nghe không? Đây ông đạo tràng tổ chức đây, chú sĩ này tổ chức cho đạo tràng đi liên hoan bữa, nghe không? Tinh thần thật thoải mái, vui vẻ, mình sống đúng tinh thần Phật Đản, phải làm thành một cái Tết của người Phật tử nữa. Tại sao mình không có quyền làm đây thành một cái Tết của người Phật tử, Tết riêng của người Phật tử? Phải vui mừng chứ. Những ngày đấy bao nhiêu thiện pháp được nảy nở, được phát sinh. Đó, đấy. Thế thì cái này là Thầy khuyến khích tất cả các đạo tràng với tinh thần kính mừng Phật Đản. Chúng ta làm sao để cho Đạo Phật chúng ta được trường tồn. Trường tồn là thế đấy, là trường tồn là từ chúng ta bây giờ. Ta gieo giống, ta tưới tẩm. Cái này là cái tưới tẩm để cho Phật Pháp được trường tồn đấy. Nha. Thứ nữa, Thầy thông báo về cái chương trình trong tháng 4 âm lịch này. Thì lại đến mùa hè của các cháu học sinh, sinh viên. Cho nên chùa mình năm nay vẫn tổ chức khóa tu mùa hè, gọi là khóa học hè cho các cháu.
Cái năm nay chùa mình cũng tổ chức 3 khóa để đón lứa tuổi các cháu. Thứ nhất ấy, là cái lứa tuổi lớp 7, 8, 9 là một khóa. Nghe không? 7, 8, 9 là một khóa. Thứ hai là 10, 11 là một khóa. Thứ ba là 12 và sinh viên đại học là một khóa. Đấy. Thế thì ngày 27 tháng 4 âm lịch tới thì là khai khóa đầu tiên cho cái lớp 10 và 11. Vì cái đợt đó là lớp 10, 11 nghỉ hè, được nghỉ hè. Thế còn các cháu 7, 8, 9 thì đang thi để hết cấp nha. Thế và đến sang đến tháng 6 với tầm khoảng 17, 18, 19 tháng 6 đó thì chùa mình sẽ khai khóa 3 cho học sinh lớp 12, tốt nghiệp lớp 12 và sinh viên đại học. Thì các quý Phật tử về thông báo cho con cháu mình ở cái lứa tuổi, cái độ tuổi đó để đăng ký với lại ban tổ chức. Thì có thể vào trang website của chùa mình đấy. Trang website của chùa mình có cái mục đăng ký khóa học mùa hè, khóa tu mùa hè của chùa vào. Có hướng dẫn cụ thể nhé. Thì tất cả các Phật tử, Thầy khuyến khích các Phật tử nên cho con cháu mình về dự khóa tu mùa hè. Thực sự Thầy thấy nó lợi ích vô cùng. Mà chùa mình thì Thầy đã nói là miễn phí cho các cháu toàn bộ cả khóa tu. Đấy. Ví dụ năm ngoái chùa mình là đón hơn 3.000 cháu dự khóa tu mùa hè của năm ngoái. Nếu như ở ngoài đó, người ta tính một cháu một khóa tu thì nó ít nhất phải 4 triệu, phải đóng 4 triệu. Thì đại chúng thử tính xem 3.000 người mà 4 triệu là 12 tỷ đồng đấy. Chùa mình miễn phí hết, miễn phí hết. Không thu các cháu một đồng nào. Vì Thầy nghĩ đầu tư cho thế hệ trẻ này là cái lợi ích lớn cho Phật Pháp và cho đất nước, cho cả thế giới này. Đó. Thế cho nên là chùa mình không có thu. Cháu con nhà giàu cũng như cháu con nhà nghèo về đây đều như nhau. Và thế năm nay ban xây dựng chùa mình đây, chỗ chú Sáng thì đang cố gắng phấn đấu để cho cái đại giảng đường tầng 1 cho nó hòm hòm, cái nhà Phật tử hòm hòm để đón các cháu về. Chỗ ăn, chỗ ở nó rộng rãi, nó đàng hoàng hơn. Ừ, tất cả các ban đã lên kế hoạch rồi, nghe không? Để chuẩn bị đón các cháu. Thế và Thầy cũng khuyến khích các đạo tràng trong thời gian mà khóa tu mùa hè của chùa, thì đạo tràng nào các quý Phật tử có điều kiện lên chùa làm công quả, nhớ phụ với các Thầy trong ban tổ chức nấu cơm cho các cháu, rồi vất vả lắm đấy, vì các cháu nó ở chùa nó ngày ăn 3-4 bữa chứ không phải ít đâu. Nấu nướng rồi thì gọi chúng nó dậy, nhiều việc lắm. Cho nên các Phật tử, vì tương lai con em chúng ta, những ngày đó nếu ai rảnh thì chạy lên chùa làm công quả. Các trưởng đạo tràng động viên anh chị em giúp Thầy nên chăm lo cho thế hệ tương lai của chúng ta nhé. Đó. Bây giờ phần tiếp theo là phần trả lời các câu hỏi. Các ông có gửi Thầy cái thông báo tuyển sinh của khóa tu mùa hè đây. Khóa tu lần 1 khai khóa vào ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch. Số lượng khóa sinh dự kiến là 600 cháu. Năm sinh 2001-2002. Đó. Khóa tu lần 2 cũng như vậy, dự kiến 600 cháu và khai khóa vào ngày 30 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7. Khóa tu lần 3 là từ ngày 28 tháng 7 đến ngày mùng 5 tháng 8. Khóa tu lần 3 thì đông nhất của sinh viên và các cháu tốt nghiệp phổ thông 12 thì dự kiến là đón 1.000 cháu. Thì chùa mình đến giờ khi mà mới thông báo mấy hôm thôi nhưng số lượng các cháu lên đã gần đủ rồi đấy, gần đủ rồi đấy. Cho nên ta phải nhanh tay đăng ký, nghe không? Mà Thầy thì đương nhiên Thầy vẫn ưu tiên cho con em của Phật tử nhé. Con cháu Phật tử đang sinh hoạt, đang tu học tại chùa là được ưu tiên số 1. Đấy, sau đó rồi mới đến ở ngoài. Đấy, cho nên nếu có con, có cháu thì ông bà, bố mẹ dẫn lên nhé, để các Thầy đăng ký được cái chế độ ưu tiên. Đấy là ưu tiên những người Phật tử của chùa. Nghe? Đó.
Thì kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật có nói người nữ có những cái ưu thế, có những cái ưu thế, tức là có năm sức mạnh đấy. Người nữ chúng ta có đến năm cái sức mạnh. Cái sức mạnh thứ nhất ấy là sức mạnh của nhan sắc. Nhan sắc là một vũ khí, một sức mạnh của người nữ. Cho người nữ là hoa đẹp là như thế, đúng không? Và người ta nói là một hai nghiêng nước nghiêng thành, cũng là cái này đấy. Nào, các đấng gọi là quân vương ngày xưa có khi là nghiêng nước nghiêng thành vì sắc đẹp của người nữ đó. Chúng ta nhìn lại lịch sử rất nhiều triều đại, những vị quân vương mà sa ngã vì sắc đẹp của người nữ. Cho nên người nữ có sắc đẹp là một sức mạnh. Những năm gần đây thì các cái cuộc thi người đẹp, hoa hậu nọ hoa hậu kia, ở Quảng Ninh mình mới thi người đẹp Hạ Long xong, nghe không? Đó thì quả thật ấy, người nữ đẹp người ta có một cái thế mạnh. Và người ta có thế mạnh của người ta vì ai cũng thích cái đẹp mà. Đi xin việc thì cũng dễ, phải không? Bác giám đốc nào cũng muốn tuyển cô thư ký cho xinh xinh, vào trợ lý cho xinh xinh để đi giao dịch dễ, vào mấy cô gái đẹp thì đi môi giới hợp đồng ký tá cũng dễ. Vào đấy là cái sự thật. Cho nên trong các cái kế của người ta đó, người ta có một cái kế gọi là gì? Mỹ nhân kế, nghe không? Dùng các kế rồi không được thì cuối cùng dùng mỹ nhân kế. Mà trong cái thời chiến tranh của đất nước chúng ta cũng thế, nói thật là chúng ta cũng phải dùng đến mỹ nhân kế rất nhiều mới có thể ở vùng địch hậu mà có thể thắng được địch đó, không phải không đâu. Đấy, cho nên cái sức mạnh thứ nhất của người nữ đó là nhan sắc. Bây giờ cái kỹ thuật thẩm mỹ bây giờ quá giỏi. Thầy xem trên mạng đấy, bạn có những người là xấu ghê, phải không? Gọi là xấu ma chê quỷ hờn, nhưng mà đi thẩm mỹ viện mấy tháng sau về là không nhận ra nữa, trông như là hoa hậu ấy, đẹp lắm đấy, bỏ mấy trăm triệu thay đổi luôn. Thế chúng ta cho nên là bây giờ là không biết thế nào, nghe không? Không biết thế nào. Cho nên thầy kể có câu chuyện vui, có cái chú này người thì rất là lùn, rất là xấu xí, nghe không? Nhưng mà lại giàu có. Cho nên chú ta quyết định phải lấy một cô vợ thật xinh đẹp để cải tạo giống nòi. Nghe không? Cải tạo giống nòi. Cải tạo giống nòi. Và chú ta đạt được cái ý nguyện, vì người có tiền lấy gái xinh lấy được. Thế thì sau khi mà lấy vợ về thì năm sau chú ta đẻ một lúc sinh đôi luôn, một đứa con trai một đứa con gái, và nó lại còn xấu thâm tệ luôn. Xấu quá, nó không có một cái nét nào của mẹ nó cả, chả có một cái nét đẹp nào của mẹ nó cả. Của mình xấu thì đã nhặt mấy cái nét xấu của mình rồi, nhưng mà không điểm ra không có một cái nét đẹp nào của mẹ nó cả. Đấy. Thế đến khi thì chúng ta mới bảo hay là có vấn đề, nghi ngờ là cô vợ mình có khi hay không chung thủy với mình. Đi xét nghiệm thì đúng là ADN của cô chú ấy cả, không sai đâu tí nào. Nghe không? Chú rất ngạc nhiên. Mãi về sau, khi mà trong một cái buổi gọi là mừng, gọi là mừng đầy tháng cho con ấy, thì mời bạn bè đến, trong đó có những người bạn của cô vợ cũng được mời đến. Khi mà người bạn cô vợ đến, họ ngạc nhiên. Ô,
Không biết mình có đi nhầm nhà không nhỉ? Khi thấy cô vợ lại ra đón, không nhầm nhà. Bao giờ? Thì té ra về sau mới biết là cô này có gì? Người ta gọi là đi làm mặt mới. Cô này xấu thâm tệ luôn. Xấu thâm tệ, cô đi làm mặt, mới làm mặt xong vớ được anh này. Lấy thì cho nên cái gen xấu nó vẫn còn nguyên si, nó không thay đổi tí nào. Thay đổi tí nào. Đấy, cho nên bây giờ Thầy nói con trai đi kén vợ bây giờ mà cẩn thận, không phải hàng giả đấy, đại chúng, hàng giả lắm. Hàng giả rất là nguy hiểm. Đấy. Cái gen tức là cái nghiệp nó không thay đổi được. Và dao kéo có thể thay đổi khuôn mặt ta được, nhưng mà cái nghiệp của mình nó chưa thay đổi thì con mình nó vẫn đồng nghiệp với mình, nó cũng vào đấy. Nó chưa thay đổi, cho nên chú hy vọng cải tạo nòi giống, nhưng mà vớ phải cô vợ mình thì đây là chuẩn là cái gen xấu rồi, làm sao mà đổi được. Đấy, ở đây nói chuyện vui một tí. Nhưng thưa đại chúng, Thầy nói về cái nhan sắc bây giờ đấy, nghe không? Người phụ nữ thật sự nếu có nhan sắc là có sức mạnh của nhan sắc. Cái thứ hai là sức mạnh của tài sản. Một người phụ nữ giàu có thì cũng có sức mạnh. À, cho nên cũng khối người đàn ông à, trẻ và đẹp, mà có khi là phải lấy một vị già, vị này có tài sản. Đấy, nghe không? Cho nên tài sản nó cũng là sức mạnh của người phụ nữ. Nghe không? Không phải đàn ông đương nhiên có tài sản cũng là sức mạnh rồi. Nhưng người nữ cũng thế, người ta có tài sản cũng là sức mạnh, nó hấp dẫn rất nhiều người. Nghe không? Rất nhiều người. Cho nên già mà có của vẫn có thể lấy được chồng trẻ và đẹp. Nghe không? Đấy là sức mạnh. Nghe không? Cái sức mạnh thứ ba là quyến thuộc bà con. Vâng, tức là mình sinh ra ở một cái gia đình gọi là có đẳng cấp trong xã hội. Vâng, con quan, vâng, con vua, vâng, thì đấy là sức mạnh. Có những người rất là xấu, cô gái rất xấu, nhưng vì là con quan, quan lớn, cho nên vẫn kiếm được chồng trẻ đẹp, tài ba như thường. Nghe không? Thì đấy là sức mạnh của gia đình, của huyết thống dòng họ. Rồi người nữ còn có sức mạnh nữa, Phật dạy là đó là sức mạnh có con trai. Nghe không? Thực sự đó, người nữ lấy chồng, con trai cho chồng, cho gia đình nhà chồng, đấy là một sức mạnh. Nghe không? Đấy là sức mạnh. Đức Phật nói rất là chính xác. Mà thời nào nó cũng thế đấy, thời nào cũng thế. Cho đến làm công chúa, làm hoàng hậu trong cung mà sinh được hoàng tử cũng vẫn giá trị. Chứ mà sinh ra công chúa là mình bị lép vế đấy. Bây giờ cái bà Thứ Phi mà bà sinh ra hoàng tử là mình bị lép vế. Là có khi bà sẽ, con bà lên làm vua là mình lép vế rồi. Đó. Cho nên sinh được con trai cho chồng, cho gia đình nhà chồng cũng là sức mạnh của người nữ. Rồi một cái sức mạnh nữa, đó là sức mạnh về giới hạnh hay là giới đức. Đấy, người phụ nữ nếu thật sự có đức hạnh, có giới đức thì đấy cũng là sức mạnh. Nghe không? Cũng là sức mạnh. Mà những cái người phụ nữ nếu mà kém phẩm chất và bị tai tiếng thì cũng không có sức hấp dẫn nhiều. À, không có sức hấp dẫn nhiều. Đó. Cho nên cái người phụ nữ mà đoan trang, đức hạnh thì cũng là sức mạnh. Đó. Thì kính thưa đại chúng, người phụ nữ có những năm cái sức mạnh để dùng ở trong đời như thế. Thế nhưng mà tại sao từ tiền cổ đến giờ, từ xã hội thời nguyên thủy của loài người, người nữ trong xã hội vẫn thường bị xem nhẹ? Đó. Đấy. Nếu chúng ta xét trong lịch sử, kể từ khi có loài người đến giờ thì gần như xã hội nào người nữ cũng vẫn bị xem nhẹ. Kể cả những cái xã hội mà gọi là chế độ mẫu hệ đấy. Mẫu hệ tức là lấy họ của người mẹ. Thế nhưng mà người phụ nữ cũng vẫn thường bị xem nhẹ. Thường bị xem nhẹ. Có lẽ Thầy nghĩ nó cũng xuất phát từ một cái rất là tự nhiên, giống như loài vậy đó, nghe không? Chứ còn Thầy nói là chúng ta xét trong các cái loài vật ấy,
có nhiều loài á, và cái giống cái rất là mạnh. Ví dụ như là sư tử, đại chúng thấy không? Có sư tử cái nó rất ghê, nó khỏe lắm, mà rất là ghê. Cho nên chúng ta mà ai gớm quá, bà nào, cô nào gớm quá, người ta gọi là gì? Sư tử, mà sư tử của Hà Đông á, khủng khiếp, nghe không? Đấy. Thế nhưng mà đúng thật, trong các cái, trong loài sư tử, sư tử cái rất là dữ. Có khi nó có thể chiến đấu với sư tử đực, thắng sư tử đực. Khi nhất là khi mà nó bảo vệ con nó thì rất là dữ. Có nhiều loài giống cái rất là mạnh, rất là dữ. Cái tư tưởng mà trọng nam khinh nữ này, kể cả đến khi mà xuất hiện tôn giáo trên thế giới, thì trong tôn giáo nhiều khi lại còn làm đậm cái nét này hơn. Rất nhiều tôn giáo họ nói hẳn luôn là người phụ nữ là rất thấp kém. Có những tôn giáo người nữ không bao giờ được vào đền thờ tế tự, họ bảo người nữ là bẩn, không có sạch sẽ. Người nữ vào là ảnh hưởng đến thần thánh. Đó, có những tôn giáo như vậy đấy. Ví dụ như là bên đạo Ân giáo Hindu đấy, họ xem rất nhẹ người phụ nữ, nghe không? Người phụ nữ bị nhiều cái, người phụ nữ chỉ là ở nhà để sinh con thế thôi, và nội trợ cơm nước thôi, vai trò người nữ thế. Thế rồi, không có làm gì khác. Thế rồi chúng ta thấy bây giờ một số tôn giáo khác như là Hồi giáo chẳng hạn, đấy, người phụ nữ thế đi ra ngoài là phải che mặt lại, đúng không? Đại chúng đã nhìn đấy trên TV, người phụ nữ Hồi giáo ra ngoài phải che mặt lại, nếu không che mặt là có vấn đề. Chứ không được như phụ nữ Việt Nam mình đâu, đi đâu là thoải mái, nghe không? Thoải mái. Mà phụ nữ Hồi giáo đi đâu phải che mặt lại. Khi đã lấy chồng rồi là phải phụ thuộc vào người chồng, là của người chồng. Cái mặt của mình chỉ được người chồng xem thôi, không ai được xem mặt mình cả. Đi ra ngoài phải bịt kín vào. Đấy. Nếu mà hở mặt ra là có vấn đề, có khi là bị xử tội. Đấy, chúng ta thấy người phụ nữ có được coi như là một cái món hàng vậy đó, rất là nhẹ. Thế ở Việt Nam chúng ta, Trung Quốc chẳng hạn, ta ảnh hưởng cái văn hóa của Khổng giáo. Cái văn hóa Khổng giáo thì cũng xem rất nhẹ người nữ. Vào đấy cái câu gọi là thập nam viết gì? À, thập nhất nam viết gì? Viết hữu, thập nữ viết vô. Một người con trai coi như là có con, đẻ 10 cô con gái coi như là chưa có con. Đấy, nhất nam là viết hữu, viết chữ hữu vào. Thế còn thập nữ mà đẻ 10 con gái vẫn là viết chữ vô, nhà này chưa có con. Đấy, cái tư tưởng Khổng giáo trọng nam khinh nữ đến như vậy. Đấy. Kính thưa đại chúng, quả thật cái tư tưởng ấy ở đất nước chúng ta đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng. Nghe không? Cho nên trong gia đình mà không sinh được con trai là rất nặng nề. Nghe không? Ở Trung Quốc thì nặng nề lắm rồi. Cho nên những mấy cái thời gian trước ở Trung Quốc là họ hạn chế sinh đẻ, mỗi nhà chỉ được một con thôi. Thế thì tất cả các gia đình đều chọn lựa đẻ con trai. Hễ mang thai con gái họ đem họ phá thai, hoặc lỡ mà đẻ rồi họ đem họ giết. Giết tệ ghê lắm, vì bây giờ chỉ được mỗi đứa để nối dõi thôi. Thế cho nên là Trung Quốc rồi là coi như là mất cân đối về giới tính. Nam giới là thừa, nữ giới thiếu trầm trọng. Cho nên phải đi đến các nước khác để mà mua vợ, mà cưới vợ. Nghe không? Đấy, một số người Việt Nam mình cũng sang đấy lấy chồng Trung Quốc. Nghe không? Nhiều khi là sang đấy phải làm vợ chung cho cả mấy anh em. Không có tiền để lấy vợ, phải làm vợ chung. Khổ ghê. Thế ở Việt Nam mình cái tư tưởng trọng nam khinh nữ này ấy, cũng may mà thầy nghĩ mấy năm gần đây ấy, cái việc mà kế hoạch hóa ấy, tức là hạn chế sinh đẻ nó cũng bớt, nó nhẹ hơn rồi. Cho nên là nó cũng đỡ đi. Chứ còn trước đây thì cũng nặng nề lắm. Mà lấy vợ mà không sinh được con trai là cả vấn đề. Đó thì chúng ta thấy mình vẫn còn ảnh hưởng cái tư tưởng này. Thế nhưng kính thưa đại chúng, đất Ấn Độ đúng thật sự là phước lành,
khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta ra đời và Ngài thành đạo, sau khi Ngài đi thuyết đạo độ sinh thì Ngài đã làm một cuộc cách mạng rất lớn, thật sự. Mặc dù không gọi là làm cách mạng, nhưng đây thật sự là một cuộc cách mạng rất lớn. Thân phận người phụ nữ được nâng tầm lên rất nhiều, có thể sánh vai ngang với nam giới. Mà trong khi đó là các cái tôn giáo, các cái đạo giáo ở Ấn Độ là tất cả đều xem thường nữ giới. Người nữ không bao giờ được đi tu theo đạo nào cũng không cho đi, không được mà xuất gia, ra khỏi nhà mà lang thang du hóa đây đó, không có đâu. Chỉ có nam giới được làm việc đó thôi. Đó. Người nữ là không được. Thế nhưng mà khi Đức Phật ra đời, 5 năm sau khi thành đạo, chính Ngài là người đầu tiên cho thành lập ni đoàn, tức là các sư ni. Người nữ được xuất gia vào trong giáo đoàn. Wow. Đấy là một cuộc cách mạng hết sức là lớn thời đó. Và chính Đức Phật khẳng định người nữ cũng có thể thành tựu các đạo quả như người nam nếu thực tập đầy đủ chính pháp. Người ta cũng thành tựu được các tầng thánh quả như người nam không kém. Và như người nam, duy người nữ chỉ có không được làm ma vương, không được làm thiên chủ, không thành Phật trong thân nữ được thôi. Chứ còn các thánh quả khác là họ có thể thành tựu được hết. Nghe không? Là ma vương là không làm được, vua các loài ma là không làm được. Đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy tướng cướp đa phần là nam thôi chứ. Có mấy cô nữ nào làm tướng cướp bao giờ đó. Đấy. Thế thì tương tự thế là vua ma là toàn nam giới. Các ông đàn ông nó quậy dữ lắm. Đấy. Thiên chủ làm vua các cõi trời không được, và làm Phật không được, thân người nữ không làm Phật được. Cho nên các Đức Phật đều thành Phật trong thân tướng của người nam. Cái này không phải là do ai ngăn cản, ai cấm, mà vì đó là lẽ tự nhiên của nhân quả, của nghiệp. Nghe không? Của nghiệp. Và Đức Phật là người đã đưa ra cái tư tưởng về quyền là rất bình đẳng giữa nam và nữ. Ở thời đó, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Ấn Độ rất là nặng. Ông vua Ba Tư Nặc, vợ là Hoàng hậu Mạt Lợi. Khi mà Hoàng hậu Mạt Lợi hạ sinh một cô công chúa, thì quần thần đến báo cho vua Ba Tư Nặc là Hoàng hậu sinh công chúa. Mà trong khi ông thì đang mong ngóng một hoàng tử, thì ông buồn ghê gớm lắm. Ông buồn ghê lắm, ông mới đến, ông mới bạch Phật buồn. Thế Phật mới dạy ông là Đức vua đừng có buồn, nghe không? Có khi có những người nữ còn đáng quý, còn tốt đẹp hơn những người nam. Rồi Phật mới dạy cho một bài kệ thế này: này nhân chủ ở đời, có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so với cả con trai, có trí tuệ, giới đức, khiến nhạc mẫu thán phục. Nhạc mẫu tức là cha mẹ chồng đó. Rồi sinh được con trai là anh hùng, quốc chủ. Người con trai như vậy của người mẹ hiền đức thật xứng là đạo sư, giáo giới cho toàn quốc. Đức Phật động viên ông vua Ba Tư Nặc là Đức vua đừng buồn, có những người nữ mà họ hơn con trai rất nhiều, hơn đàn ông rất nhiều. Họ có trí tuệ, có giới đức, và họ cũng thành tựu được. Thế rồi họ có thể sinh ra được những người con trai, những con người con trai này có thể làm đến anh hùng, quốc chủ, làm vua của một đất nước. Đấy, chúng ta thấy ai đó, Bác Hồ của chúng ta đấy. Phải nói là mẹ của bác là cụ Hoàng Thị Loan là một người phụ nữ rất mẫu mực, giáo dục bác. Tất nhiên bên cạnh đó là người cha rất nghiêm khắc. Và bác nên người. Thực sự Thầy nói,
những người con thành danh trong lịch sử, Thầy thấy ảnh hưởng của người mẹ rất là nhiều. À, ảnh hưởng của người mẹ đến người con rất là nhiều. Đến cái việc thành đạt, đến cái phẩm chất, đến cái nhân cách của người con ấy, nhiều lắm. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói là không phải người nữ nào cũng thấp kém, có những người nữ rất là cao quý, rất giá trị. Đó. Thế và trong giáo đoàn của Đức Phật, khi mà nữ giới được xuất gia và thành ni đoàn, thì trong ni đoàn của Đức Phật cũng đã xuất hiện rất nhiều những bậc thánh ni, và điển hình như là Hoàng hậu bà Maha Ba Xà Ba Đề, gọi là Kiều Đàm Di Mẫu đó, là mẹ nuôi của Đức Phật và là em ruột của mẹ Đức Phật đấy. Sau đó bà xuất gia, bà trở thành một vị thánh ni. Rồi Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, đi tu cũng thành bậc thánh, chứng quả A-la-hán. Bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc là một vị thánh bên ni, chứng đắc thần thông và bậc nhất. Đấy. Bên Tăng có 10 vị đại đệ tử, thì bên ni cũng có đến 10 vị đại đệ tử, ngang ngửa với bên Tăng. Đó. Bà Khe Ma, Tỳ Kheo Ni Khe Ma là vợ của vua Bình Sa, cũng là một vị rất đặc biệt. Rồi Tỳ Kheo Bimba là thứ phi của Thái tử Tất Đạt Đa. Gia Du Đà La là hoàng hậu, chánh cung hoàng hậu. Thế đương nhiên vì thái tử thì phải rất nhiều cung phi, thì có một bà thứ phi là bà Bimba, bà cũng đi xuất gia. Vì khi mà Maha Ba Xà Ba Đề đi xuất gia là kéo theo rất nhiều cung phi mỹ nữ đi tu hết. Coi như hoàng cung gần như trống rỗng, các cung nữ theo bà đi tu rất là nhiều. Đấy. Rồi bà Soma, Tỳ Kheo Soma, Tỳ Kheo Ni Dhammadina là bậc thuyết pháp đệ nhất. Đó. Đế bên ni chúng của tỳ giáo đoàn của thời Đức Phật cũng rất nhiều vị ni tài giỏi, thành tựu. Đó. Về phía hộ pháp bên nữ giới thì có bà Tỳ Xá Khư, ngang ngửa với ông Cấp Cô Độc, rất là thuần thành, ủng hộ Phật pháp hết mức luôn. Đấy. Thế rồi là Hoàng hậu Mạt Lợi, vợ của vua Ba Tư Nặc, và Hoàng hậu Samavadi, đó, rất là nhiều. Thế thì như vậy chúng ta thấy đối với Đức Phật và giáo đoàn của Đức Phật thì vị trí vai trò của nữ giới cũng rất là quan trọng, và rất quan trọng trong giáo đoàn của Đức Phật. Đó. Và Đức Phật là cái người thấy được những cái phẩm tính của người nữ, thấy được cái tính bình đẳng ấy. Bên cạnh đó, thưa đại chúng, thì Đức Phật là đấng toàn giác, Ngài cũng biết rất rõ những khuyết điểm, những điểm yếu của người nữ. Nghe không? Người nữ. Chứ không thì tự nhiên lại phân ra làm nữ, nam, làm cái gì? Vào. Thì Đức Phật có nói, người nữ có những cái điểm yếu, có 5 cái điều khổ của người nữ phải riêng chịu. Có 5 điều khổ mà người nữ phải riêng chịu. Đó, đó là những cái gì? Đây Đức Phật nói, trong Kinh Tăng Chi Phật dạy, người nữ có 5 cái khổ riêng biệt phải chịu. Cái khổ thứ nhất ấy, là lúc còn trẻ khi về nhà chồng thì phải về nhà chồng một mình. Đúng không? Không kéo theo chị, theo em nào về ở với chồng mình được cả. Đúng không? Về nhà chồng về mình. Ở đây các cô khi đi lấy chồng ai chẳng khóc, đa phần khóc. Ấy. Bỏ cha, bỏ mẹ tự nhiên về cái nhà lạ hoắc. Ấy, nghe không? Khóc sướt mướt. À, rất khổ, nhớ cha, nhớ mẹ. Về cái nhà lạ không biết thế nào. Không biết cha chồng thế nào, mẹ chồng thế nào, anh em chồng thế nào. Nó có giống nhà mình không? Mình nói năng nó cũng không được tự do thoải mái. Đấy là cái khổ mà người nữ phải chịu riêng mình đó. Cái thứ hai là người nữ có cái khổ là phải có kinh nguyệt hàng tháng. Cái đấy là cái mà chị em là cái khổ. Đấy là sinh lý của người nữ. Và hàng tháng đều phải có kinh nguyệt
Đấy là cái khổ, cái bất tiện. Nghe không? Cái thứ ba là người nữ phải mang thai, tức là phải mang thai, chứ không phải là mấy chú nam giới này mang thai được. Nghe không? Các chú thì nhẹ tênh à, phải không? Thế còn các cô là cứ phải 9 tháng 10 ngày và kiều cữu, đúng không? Vất vả lắm chứ Thầy nói. Bây giờ mình cứ đeo thử chục cục gạch mà lên lưng mà cứ đeo suốt cả ngày cả đêm, mệt lắm chứ, đúng không? Chân Thầy nói cách người phụ nữ mang thai là khổ vô cùng luôn đấy, khổ thật đấy Thầy biết. Ẩm ạch à, thế rồi nó cành càng, khổ ghê lắm. Thầy biết, nhìn thấy người nữ mang thai khổ. Đây là cái khổ riêng người nữ phải chịu riêng đấy. À, cho nên thấy cái khổ này, các chú, các bác nam giới, anh chị em nam giới là phải biết chia sẻ, nghe không? Chia sẻ đỡ đần. Đấy, đấy là thật, mình phải hiểu rõ như vậy. Rồi cái khổ thứ tư là người nữ phải sinh con. Đó. Sinh con thì mang thai thì phải sinh con, chẳng ai đẻ thay cho mình được, nghe không? Mà sinh nhiều khi còn phải mổ, mà nhiều khi còn chết cả mẹ luôn. Đấy, cái khổ vô cùng. Cho nên thực sự mà nói, phụ nữ phương Tây, thưa đại chúng bây giờ, họ rất ngại đẻ, họ sợ đẻ lắm. Sợ đẻ, không thích đẻ, không thích có con luôn. Vì họ thấy đẻ xong cái là người mình sồ sẻ, xấu xí, phải không? Mất giá trị. Cho nên họ lười, họ không đẻ. Cho nên dân số phương Tây giờ bị già nhiều, lười, không chịu đẻ. À, thế còn người Việt mình thì vẫn còn chịu đẻ, và nữ giới người Việt vẫn chịu đẻ, và vì cái truyền thống vẫn mong con cầu con để nối dõi tông đường để sau này nhờ cậy, cho nên là vẫn chịu đẻ, dù đau như đau đẻ vẫn chịu đẻ, nghe không? Đúng không chị em? Đó, khổ lắm nhá, Thầy biết đấy. Phật biết chứ. Rồi cái khổ thứ năm mà Phật nói là người nữ có cái khổ, đó là thường phải phục dịch hầu hạ đàn ông, và hoặc ở nhà thì hầu chồng. Đó, thì con nhiều khi lớn cũng phải hầu con, và ở đâu cũng thế, cơ quan đoàn thể thì người phụ nữ cũng thường ở cái vế phải phục dịch, phải hầu hạ người nam giới. Đó là những cái khổ riêng. À, nam giới là phải phấn đấu, nghe không? Nếu không phấn đấu, không tu dưỡng rèn luyện, không nâng tầm mình lên, nên là sau này lấy vợ, vợ rất có thể chán ngoại tình, nghe không? Đấy là Thầy nghĩ, Thầy nghĩ như vậy đấy, cái này từ trong kinh Phật đấy, nghe không? Cho nên tất cả người nam đều phải rèn luyện, mình phải có một cái phẩm chất gì đấy đáng quý, đáng yêu, và để cho người vợ người ta không có xem thường mình, và người ta xem thường người ta sẽ sinh ra chán. Trong cuộc sống gia đình vợ chồng cũng thế đấy. Thì Na Tiên mới nói Đức Bồ Tát Mahosattha có đầy đủ 28 cái pháp ưu thắng sau đây. Vì có 28 cái pháp ưu thắng này cho nên bà vợ Amara Devi này không thể dễ gì mà sinh ra cái ý tưởng tà hạnh được. Nghe không? Đó là những cái pháp gì? Một, cái người chồng này, tức là Bồ Tát Mahosattha có những cái ưu thắng thế này. Thứ nhất ý, là dũng cảm và nhiệt thành. Thứ hai là có sự hổ thẹn với tội lỗi. Thứ ba là có sự ghê sợ tội lỗi, tức là con người rất thiện, rất quý. Và biết hổ thẹn với tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Nghe không? Thế chứ cũng có những người đàn ông đó, không biết hổ thẹn, người ta gọi là đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi. Nghe không? Trơ trẽn và thô bỉ, thô lậu. Những người ấy không đáng quý. Có thể người vợ, tâm người ta thanh khiết cao đẹp hơn, người ta vớ phải ông chồng này một thời gian xong người ta chán. Và hay là lúc yêu đương thì rõ ràng là thể hiện mình là cao quý đàng hoàng, nhưng lấy vợ về bắt đầu thô bỉ lộ ra, nghe không? Thô lỗ và bỉ lậu lộ ra, thế là vợ người ta chán. Nhưng mà đây ấy, đối với ngài là người chồng này có đầy đủ những cái phẩm chất tốt, biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Thứ tư là có nhóm thiện hữu của mình, có những người bạn rất tốt của mình, nghe không? Chơi với những người bạn tốt đẹp, cao quý. Thứ năm là có sự thương yêu của bạn bè, được bạn bè đều yêu quý, nghe không? Tức là rất có uy tín. Cái người sống mà bạn bè người ta yêu quý, người ta tín nhiệm thế, là người tốt, là người quý. Thì huống gì vợ mình lại không quý, nghe không? Vợ mình không quý. Thế mình sống mà bạn bè nó ghét, nó khinh mình, gọi khinh như mẻ, thì làm sao vợ nó quý mình được?
đi đâu mình cũng bị xem thường thì vợ nó cũng tủi thân, nó cũng xấu hổ với mình chứ. Thứ sáu là có đức nhẫn nhục, nghe, nhẫn nhịn được. Và một người chồng mà biết nhẫn nhịn, không phải lúc nào cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào đập đánh đập vợ như là đập mẹt suốt ngày, thì làm sao mà vợ nó yêu quý được. Nào, thứ bảy là có giới hạnh, người chồng này có giới hạnh, sống có giới hạnh, có đạo đức. Thứ tám, nói lời chân thật và không có dối trá, đặc biệt là không lừa vợ, dối vợ, nghe không? Sống chân thật. Thứ chín, có năng lực tâm lành bảo hộ, được cái tâm lành nó bảo hộ cho mình. Thứ mười là không sân hận, nghe không? Không sân hận. Đó, bây giờ phụ nữ người ta rất sợ mà chồng mà sân hận, cho nên cái nạn gọi là bạo hành phụ nữ bây giờ xảy ra rất nhiều. Thanh niên bây giờ rất hay bạo hành phụ nữ, nghe không? Lấy vợ về mà trái ý mình là thượng càng chân hạ càng tay. Thầy đã xem có những clip mà cái anh chồng nó trẻ thôi, nó có mới có chắc có độ chưa đến 30, nó đánh vợ nó kinh khủng, máu mê bê bết bầm tím mặt mày, nó trăng thương rồi nó đấm đá nó thủi kinh khủng. Thầy nghĩ nó khác, không khác gì nè, còn tệ hơn cả kẻ thù đấy. Đấy là vợ mà sinh con cho mình đấy, như vậy đấy. Bây giờ như vậy, cho nên cái bạo hành phụ nữ bây giờ là cũng là vấn đề nghe với phụ nữ. 11 là không biết khinh khi, khinh bỉ người khác. Cái người này rất là biết khiêm tốn, biết tôn trọng mọi người. 12 là không gây gổ với người. 13 là tinh tấn, người chồng này tinh tấn, không lười biếng. 14 là vun bồi các ba la mật và các công đức ba la mật, biết vun bồi. 15 là người tế độ đại chúng, và người chồng này có tâm quảng đại, tế độ đại chúng. 16 là biết chia phần của cải cho mọi người, người này không tham lam, biết bố thí, biết giúp đỡ mọi người, sống rất yêu thương mọi người. 17 nói lời tử tế, hòa nhã. Và đấy, một người đàn ông mà nói lời rất tử tế, hòa nhã, và thì đáng yêu không? Rất đáng yêu. 18 thân hành dịu dàng, và hành vi của thân rất dịu dàng, nó không thô tháo, nghe không? Không thô bỉ. 19 nói lời nhỏ nhẹ, dịu ngọt. 20 không kiêu căng, không khoe khoang tự phụ. 21 không lường gạt giả dối, không làm bộ làm tịch, nghe không? Đấy, đàn ông nhiều vị làm chồng bây giờ cũng làm bộ làm tịch dữ lắm, nghe không? À, mình đi làm vợ ở nhà thì đầu tắt mặt tối về là làm bộ làm tịch, hách dịch, cơm chưa, nghe không? Nó chối cơm là bắt đầu đập chân đập tay, nghe không? Nghĩ là bây giờ cái đó, cái này là cũng tình trạng xảy ra rất nhiều. Đàn ông cái tư tưởng mà gia trưởng của người đàn ông trong gia đình, gia trưởng là trưởng trong nhà đấy, mình là trưởng, cho là tất cả là phục dịch là nô tì hết. Cho mình, vợ con là nô tì cho mình hết ấy. Cái tư tưởng gia trưởng này vẫn còn nhiều lắm trong xã hội chúng ta. Đó. 22 là hiểu biết các định luật tiến hóa, hiểu biết các định luật tiến hóa tức là rất giỏi. 23 thông hiểu nhiều lĩnh vực nghề nghiệp để làm ra của cải, biết ngăn ngừa tai họa. 24 có thanh danh, tức là có danh vị trong xã hội. 25 biết ban phúc cho người, nhất là biết săn sóc chăm lo cho những người đang nương tựa vào mình. Và tức là người chồng này là ông chủ thì những người ăn kẻ ở trong nhà mình biết chăm sóc cho họ. Những ai nương tựa vào mình là mình biết quan tâm săn sóc cho đến với họ. Đấy, chúng ta thấy tâm của cái người đàn ông như thế có quý không? 26 là người mà đại chúng mong mỏi tin cậy. Wow, người chồng này được cả đại chúng mong mỏi ngóng trông tin cậy. 27 là có nhiều tài sản của cải. 28 là có nhiều chức phận cao quý trong xã hội. Đấy, thế mà Mahosattha là một người đàn ông mà có tần đấy cái đức tính, cái tần đấy những sở hữu, tần đấy những các cái, thì chúng ta thấy có quý không? Không ai bằng được, đúng không? Trong thế gian này không ai bằng. Thế thì còn có cô vợ nào mà nghĩ lại đến bỏ cái ông chồng đấy đâu, mà dám nghĩ đi tà hạnh với người đàn ông khác không?
Không ai nghĩ dại gì, đúng không? Không ai mà đi bỏ vàng kim cương để đi lấy đá sỏi cả, đúng không? Rõ ràng thế. Đấy, cho nên cái này Thầy nói với, ở đây nói với đàn ông, với các chú nam giới thế, nghe không? Mình phải, tất nhiên mình không được 28 cái này thôi, kiếm lấy vài ba cái ở trong này, nghe không? Để cho vợ tôn trọng mình, yêu quý mình. Thầy vẫn nói trong gia đình mà vợ còn tôn trọng chồng, chồng còn tôn trọng vợ thì gia đình vẫn còn hạnh phúc. Khi mà cái tôn trọng, cái kính trọng nhau nó mất đi rồi là hạnh phúc nó mất đấy. Thế mà muốn tôn trọng nhau thì phải có nhân cách. Chồng, người chồng phải có nhân cách. Và ít nhất phải có nhân cách thế nào để cho vợ nó phải nề, phải kính trọng mình. Chứ còn mình mà chả có nhân cách gì, phải không? Bê tha bệ rạc, người ta sẽ xem thường thôi. Phải không? Mặc dù là có hợp đồng rồi đấy, ký kết đàng hoàng rồi đấy, phải không? Nhưng mà rồi người ta cũng muốn phá hợp đồng rồi. Thì thấy mình chả ra gì cả, mãi nó chán chứ. Không có gì đáng yêu, đáng hấp dẫn, người ta cũng chán. Đấy là lẽ thật, lẽ thật. Tâu Đại Vương, với 28 phẩm chất cao quý ấy, bậc trí thức hiền đức Mahosatha là người tuyệt hảo của một ông chồng trong gia đình, là người tuyệt hảo trong thôn lân xã hội quốc độ, không một người nữ nào không coi là bậc lang quân lý tưởng. Lại nữa, yếu tố thời gian và yếu tố chỗ kín đáo không hội đủ thì làm sao mà bà Amara Devi có thể bị dụ dỗ khiến bà sinh tâm tà hạnh được, hả Đại Vương? Đấy, Na Tiên nói bảo, một ông chồng như thế, một đức lang quân như thế. À, thế rồi những cái yếu tố như là chỗ kín đáo thì bà kia bà rất biết rồi, còn bà biết có chư thiên quỷ thần cũng biết. À, thì làm sao mà bà có thể khởi tâm tà hạnh được cơ chứ? À, thì như vậy chúng thấy Na Tiên khẳng định rất rõ ràng, nghe không? Thì vua mới nói đúng vậy, dẫu phụ nữ có xấu tâm xấu nết thì cũng không thể phạm tội, huống hồ là bà Amara Devi là một người đàn bà tốt, lại có được một người chồng tốt đẹp như thế thì làm sao mà phạm tội, nghe không? Ý, kính thưa đại chúng, bài kinh này dừng ở đây. Thì trong bài này ấy, Thầy nói là Đức Phật có nhận định về người nữ, tất nhiên không phải là tất cả, nhưng đây là cái nghiệp tướng của người nữ. Không phải Đức Phật thiên vị hay Đức Phật là không tôn trọng, không quý trọng người nữ, mà Đức Phật nói ra sự thật. Nghe không? Nói ra sự thật. Nam hay nữ, như lúc nãy Thầy nói, cũng chỉ là tính tương đối mà thôi. Nghe không? Kiếp sau chúng ta có thể chuyển thành nữ. Người này kiếp sau là nữ, có thể chuyển thành nam. Nghe không? Hoàn toàn có thể được. Nhưng hiện đời người mang thân nữ thì có những cái nghiệp như thế này. Nghe không? Những nghiệp như thế này. Đó. Cho nên tất cả Phật tử nữ của chúng ta phải biết được cái nghiệp tướng của mình, nghe, để mình cố gắng mà tu sửa. Và Đức Phật là nói thật đấy, chứ không phải Ngài chê mình đâu. Nhưng mình phải biết được yếu điểm của mình. Tu học Phật là phải thế, phải biết được cái yếu của mình, cái mặt mạnh của mình là cái gì, cái yếu điểm của mình là cái gì để mình sửa chữa, nghe không? Thế cho nên có những người nữ rất là cao quý, rất là đáng tôn trọng, nghe, vì họ biết tu dưỡng sửa chữa mình trở thành tốt đẹp, nghe không? Nhưng nếu mà người nữ cứ ỷ vào tôi là người nữ, tôi là phái đẹp, rồi cậy vào năm cái sức mạnh của mình để mà ta gọi là vống lên ấy, thì là nguy hiểm đấy, nghe không? Năm sức mạnh, ỷ vào sắc đẹp của mình, ỷ vào của cải của mình, ỷ vào quyền thế dòng họ nhà mình, vân vân. Ý vào những cái đó là mình nguy hiểm đấy, mình sẽ không có hạnh phúc đâu, không có hạnh phúc đâu. Đó. Thế cho nên ấy, chúng ta biết Đức Phật là nói chân thật, nói đúng sự thật để chúng ta hai giới, nam và nữ đều nhận định rất rõ ràng về mình. Nam giới có những cái ưu thế, nghe không? Cho nên Đức Phật mới nói 20 điều khó, thì trong đó được sinh làm con trai là khó. Thế nhưng con trai mà lười tu, lại học những cái ăn chơi đua đòi, phải không? Phải không? Tuổi trẻ thì hút cầm điếu cày, hút song sọc, phải không? Không thể thao gì cả, phải không? Chơi bời hư hỏng thì cũng không có giá trị gì cả, nghe không? Đấy, cho nên cái giá trị ở đây ấy,
không hẳn đã là nam hay là nữ, mà ở cái sự nhận thức tu dưỡng. Đó. Có những người, người ta không được toàn vẹn về sáu căn, nhưng người ta biết tu dưỡng rèn luyện mà người ta tự làm lên giá trị cho chính mình. Và cho nên đối với đạo Phật của mình, không kể nam hay nữ, người ấy có biết tu dưỡng hay không thôi. Chính tu dưỡng làm nên phẩm chất, giá trị của con người chúng ta. Nghe không? À, của con người chúng ta. Mặc dù phận nam hay phận nữ nó có ảnh hưởng đến cái việc tu tập, nhưng chúng ta tinh tấn và cố gắng thì vẫn được lợi ích như thường. Cho nên thì Đức Phật có dạy người nữ nên trau dồi các cái mặt sau để được tốt đẹp cho cả đời này và đời sau. À, nữ giới chúng ta nên cố gắng nha. Những cái mặt này, thứ nhất nên tu dưỡng làm sao mình có cái tâm đạo nhiệt thành. À, người nữ phải có cái tâm đạo nhiệt thành nha. Đối với đạo Pháp ta nên có tâm nhiệt thành. Thứ hai là có tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Đã. Người nữ nên sinh cái tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Thứ ba là không nuôi dưỡng tâm ác độc, sân hận, oán thù. Nha. Cái này người nữ thường nặng cái này lắm đấy. Nghe không? Nuôi cái tâm ác, sân hận, oán thù. Nghe không? Đấy. Người ta nói ác giống như hoạn thư ấy, nghe không? Rất là ghê gớm, thâm độc. Nghe không? Người nữ thì phải cẩn thận, không nên nuôi cái tâm này. Rồi thứ tư là không nên ghen tuông. Cái này là bệnh chung của phụ nữ đấy à. Cái bệnh ghen mà. À, nên cho nên trong kiểu câu đấy mà, ghen tuông là cũng gì? Cũng chuyện bình thường đấy mà. Nữ nhi thường tình. À, chồng chung ai dễ mà nhường cho ai, đúng không? Đấy. Nhưng mà Phật dạy phụ nữ ở đây là tôi không nên ghen tuông, ghen khổ mình. Nghe không? Mà cái khổ của người nữ đi ghen tuông thì Thầy nói vào, người ta cũng nói đấy mà. Phụ nữ đi đánh ghen thì chả đánh chồng mình, toàn đánh cái đứa con gái kia đấy. Mà thực sự là vì ông chồng mình hư chứ có phải đâu, đúng không? Đáng nghĩa thì nên đi đánh ghen thì phải đánh chồng mình ấy. Ông chồng mình mới là ông hư. Ông là chồng của mình, ông bỏ đi thì mình không đánh ông ấy mà đi đánh cô gái kia. Nhá. Nhiều khi cô gái kia bị ông ấy dụ dỗ ấy chứ. Đó. Cho nên sau đi đánh ghen cứ đánh thẳng ông chồng mình, có dám đánh không? Đánh ông chồng mình. Đó, cho nó khổ ghê, cho chị em cứ làm khổ nhau. Nhá. Cho nên Phật dạy là người nữ thôi bỏ dần tính ghen đi, ghen khổ dữ lắm. Đúng rồi đấy, ai mà đã vào cái tâm ghen này nó khổ vô cùng đấy. Nghe không? Ăn không được, ngủ không được, không làm cái gì yên được, đi đâu cũng quẩn quanh chỉ nghĩ cái chuyện ấy thôi. Nghe không? Nó bức bối, nó đau khổ vô cùng ấy. Cho nên là ta biết cái ghen là khổ, ta bỏ đi nhá. Chị em tập dần đi, phải không? À, nghe không? Cho nên có một mấy cô phụ nữ lớn lớn tuổi rồi nên bạch Thầy bảo con chả ghen đâu. Còn quan điểm rất thoáng. Tại ở nhà là chồng mình, đi ra ngoài tùy. Đó, tức là thoáng như thế, không đến nỗi là khổ. Nghe không? Tức là quan điểm mình sống nó rất là thoải mái, không để trói buộc. Vì như thế là khổ, sinh khổ cho mình chứ. Mà cái người đàn ông ra ngoài mình có theo chân tam giữ được không? Bây giờ kể cả thế nói là lắp gì? Lắp chip để theo dõi người ta, người ta vẫn đi như thường. Thuê thám tử tư theo dõi, người ta vẫn đi như thường. Ta thiếu gì cách ta đi. Nghe không? Cho nên mình phải tự tại đi đã. Nha. Phật dạy mình không ghen, ghen thì khổ trước. Mắc vào cái bệnh ghen thì khổ lắm. Nghe không? Thầy cũng biết, Thầy cũng rất thông cảm chị em. Ghen là khổ, thông cảm lắm. Nhưng mà cái ghen này là, cũng là khó đấy. Nhưng ta cũng phải tu. Nghe không? Tu thì nó mới bớt được. Phải học thì nó mới mở ra cái trí bớt ghen được. Nha. Rồi thứ năm Phật dạy là không nên cãi vã, mà nên có cái lòng rộng lượng. Không nên cãi vã nhau, mở cái lòng ra cho nó rộng rãi, nghe không? Bao dung. Thứ sáu là nhã nhặn ở trong mọi hành vi. Người nữ nên có cái hành vi thật là nhã nhặn, không nên thô bỉ quá, nghe không? Chồng nói một câu mình cũng cãi một câu, chồng sắn tay mình cũng sắn tay lên, thế thì thôi rồi, nghe không? Thứ bảy là tu tập các điều đức hạnh. Nghe nói đến những điều đức hạnh, mình phải tu tập cho mình thêm lên. Thứ tám là phải biết học hỏi để nâng cao kiến thức.
nghe không? Người nữ nhất là thời đại bây giờ vào cái thời đại mà phát triển khoa học như này, chúng ta cũng phải nên học hỏi. Đừng nghĩ rằng, đừng cam phận người nữ chỉ là bếp núc, là nội trợ, mà phải học cho mình nâng cao hiểu biết trình độ lên, nâng cao kiến thức lên. Không mình tụt hậu, mình tụt hậu thì nói chuyện với chồng cũng không được, nói chuyện với con cũng không được. Cuối cùng mình trở thành bà già, mấy khó ba mấy tuổi thành bà già. Nên là lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Cho nên phải học nha, phải học lên. Đó. Thứ chín là nhiệt tình, sốt sắng trong công việc. Cái này thì người nữ làm tốt. Thứ 10, luôn biết phòng hộ tâm, khôn khéo trong các cái ứng xử. Cái này phải học ứng xử. Người nữ phải học ứng xử, nghe không? Học ăn, học nói các cụ của mình đấy. Học gói, học mở, học cách ăn, nói vàng để làm sao nói cho vừa lòng chồng, vừa lòng cha mẹ, anh em, với bạn bè. Phải học ứng xử tinh tế, nghe không? Cho nên Thầy đang có ước mơ sau này mở những cái khóa tu dành cho cha mẹ, cho vợ chồng, nghe không? Đấy, ước mơ lắm đấy. Mời các chuyên gia đấy, họ về họ nói. Chúng ta đều phải học hết đấy, nghe không? 11 là phải làm sao để cho mình có được trí tuệ hiểu biết. Đó. Người nữ cũng thế, đừng bao giờ cam phận mình là nữ, là phải thấp kém, mà phải mở mang trí tuệ mình lên. Nha. Đấy, chúng ta đi học Pháp thế này này, cũng là mở mang trí tuệ đấy. Đấy, mình học Pháp và mình biết đạo lý, mình về mình nói, chồng có khi cũng chịu, cũng nghe. Chứ mình về cứ ù cạc cạc, chả biết gì cả, chồng ta cũng khinh đấy. Cái người mà ngu si thì rất hay bị khinh thường, nghe không? Đó, chồng mà người ta lấy cô vợ mà ngu si đần độn, người ta cũng dễ xem thường. Đẹp thì đẹp đấy, phải không? Lúc lấy thấy đẹp thì thích, nhưng về ở mà ngu quá, dốt quá, chồng người ta cũng xem thường, nghe không? Nói mãi không hiểu cái gì cả, ta cũng chán. Đó, thưa đại chúng, đến lúc về sau là người chồng ta lại thích một người vợ là biết thông cảm cơ, hiểu biết để làm bạn, để chia sẻ cơ. À, còn chồng nói chồng nghe, vợ chả biết gì thì người ta có chán đâu. Chán đấy, đấy là cái chuyện thật. Nên cho nên cái này là chị em phụ nữ phải cố gắng. Đấy thì để kết thúc bài kinh hôm nay, một lần nữa Thầy chúc cho chị em luôn tinh tấn và cố gắng tu học để mở mang trí tuệ, tăng trưởng đạo đức cho mình. Bên cạnh đó thì anh em, nam giới phải hỗ trợ một tay, nghe không? Nếu mà mình không hỗ trợ, mình không giúp đỡ đó, là nhiều khi có khi kiếp sau mình lại tái sinh làm con gái đấy. Cho nên là gay go, nghe không? Đó. Thì Thầy xin được chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Thầy thông báo cái chương trình sắp tới của chùa chúng ta. Tháng 4 tới, ngày mai là mùng 1 tháng 4 rồi, chùa có đại chương trình đại lễ Phật đản. Năm nay thì mình không làm lớn lắm, nó cũng có cái nhân duyên, cho nên là ta làm vừa vừa. Ngày năm nay chắc vẫn tổ chức đại lễ Phật đản, mà các ông trong ban tổ chức đang tính hay làm đại lễ Phật đản tại chánh điện này. Nhưng mà hôm trước thì câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa cũng có bạch với Thầy đăng ký là xin được làm một cái xe hoa và rước từ dưới cổng đá cho mình lên đây thôi, chứ không dám rước ở ngoài thành phố vì mình chưa có xin phép. Đó, nên thì câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa xin được rước xe hoa vào ngày mùng 7, chiều mùng 7 lên chùa, và hôm ý câu lạc bộ xin tổ chức một buổi văn nghệ chào mừng Phật đản. Đó, thì Thầy cũng rất hoan hỷ, chư Tăng cũng hoan hỷ. Thế thì còn đạo tràng nào mà có điều kiện mà cũng có thể tổ chức được xe hoa hay làm được xe hoa thì Thầy cũng cho phép nha. Thì chúng ta cũng làm, chúng ta rước từ dưới cổng đá chùa mình thôi, dưới cổng chân chùa đấy, lên đây thôi. Thế còn vì nếu mà rước xe hoa ở toàn thành phố thì phải xin phép, nó cũng khá phức tạp nhé. Đó, thế thì đấy là Thầy thông tin về cái chương trình đại lễ Phật đản của chùa chúng ta, để cho toàn thể các Phật tử nắm được. Và Thầy cũng nghĩ thế này, chúng ta có ngày Phật đản, các tôn giáo khác họ cũng có cái ngày của Đức Giáo Chủ họ sinh ra, họ làm rất là mạnh. Ở đây Thầy nói ví dụ như Thiên Chúa Giáo, ngày lễ Noel họ làm rất
là lớn. Và nam nữ thanh niên con em chúng ta mặc dù không theo Thiên Chúa nhưng cũng đi dự lễ, kể cả nhiều khi chúng ta. Thế còn ngày Phật đản của mình đây này thì mình lại xem rất nhẹ. Mà một vài năm trước thì giáo hội cũng có động viên các Phật tử tổ chức Phật đản cho trang trọng. Thế nhưng mà mấy năm nay lại thấy im. Cho nên Thầy hôm nay Thầy cũng phát động các Phật tử chúng ta. Chúng ta là con Phật, chúng ta phải làm cho Phật Pháp được xương minh. Mình có một ngày Phật đản là ngày lớn, ngày chính của cả một năm. Thầy nhớ cách đây mấy chục năm là ngày Phật đản mùng 8 tháng 4 là trong lịch nhà nước còn được nghỉ cơ. Bây giờ mình bỏ mất rồi. Đó. Thế cho nên Thầy khuyến khích các Phật tử. Thứ nhất, nếu có điều kiện thì ở tại gia đình nhà mình trong cái tháng 4 mùa Phật đản này, chúng ta có thể treo lồng đèn nếu có điều kiện trước cửa nhà. Cái lồng đèn này, lồng đèn Phật đản, treo cờ Phật đản, treo cờ Phật giáo. Nghe không? Thầy khuyến khích. Thứ nữa, các đạo tràng tổ chức ăn mừng Phật đản, liên hoan mừng Phật đản. Nghe không? Trường đạo tràng tổ chức đấy có thể là đến nhà văn hóa hay là kể cả đi ra nhà hàng mà liên hoan. Để cho mình phải trở thành giống như một ngày Tết Phật đản ấy. Vâng, đem lại không khí. Mình muốn cho con mình, cháu mình sau này nó đi theo Phật. Chứ không chả nhẽ chỉ hết đời mình rồi thôi, con mình, cháu mình nó không theo nữa. Vâng, mình muốn gieo cái giống Phật Pháp cho con cháu mình. Mình phải làm cho Phật đản sống lại. Thưa đại chúng, Thầy mong lắm đấy. Cho nên Thầy vận động cả hơn 80 đạo tràng của chùa, mà không những thế mà mong mỏi vận động tất cả các Phật tử cả nước và thế giới. Nghe không? Ngày Phật đản trên thế giới người ta kỷ niệm là bằng lễ tam hợp Vesak. Nhưng mà riêng Việt Nam mình thì ngày Phật đản, cái tháng Phật đản này, các Phật tử nên có những cái hoạt động kỷ niệm kính mừng ngày Phật đản. Mình làm cho không khí Phật đản nó sôi động lên. Nghe không? Sôi động lên. Nghe không? Đây không phải là Thầy nói chạy đua với tôn giáo nào, nhưng mà thật sự là mình, vì mình biết Phật Pháp cao quý lợi ích như thế mà mình lại không biết để lại cái vốn này cho con cháu mình hay sao? Phải không? Cho nên làm sao đến ngày Phật đản con mình, cháu mình nó phải háo hức lên. Và có khi mình cũng sẽ mua con mình, cháu mình cái áo mới, cái giày mới vào ngày Phật đản, và đợi đến Phật đản mẹ mua, đợi đến Phật đản bà mua cho, để cho nó phải háo hức đến ngày Phật đản. Phật đản phải trở thành giống như một ngày hội của chúng ta đấy, vui hoan hỉ mừng đấng cha lành ra đời. Đại chúng thấy không, cái tinh thần Phật đản của Phật tử mình còn yếu lắm, yếu lắm. Cho nên Thầy phát động các ở đây các trưởng đạo tràng nha, về nên tổ chức cái kính mừng Phật đản, trăng đèn kết hoa ở nhà, treo cờ Phật giáo, tổ chức liên hoan, anh em liên hoan, tiệc chay thôi, bánh kẹo hoa quả, kể cả ra nhà hàng chiêu đãi nhau bữa tiệc cơm chay mừng ngày Phật đản. Nghe không? Làm cho tinh thần Phật đản sống dậy. Mình phải nói là mừng lắm chứ, mình được biết giáo lý Phật, mình mở mang bao nhiêu trí tuệ, phải không? Mình được trưởng dưỡng đạo đức như thế này mà mình lại không kính mừng cái ngày Đức Phật ra đời sao? Đấy, cho nên là cái tháng Phật đản này, tất cả các đạo tràng chùa chúng ta, đây là cái duyên nên tổ chức thế. Nhưng ngày Phật đản này đi liên hoan mặc quần áo thật đẹp, áo dài phụ nữ, áo dài mặc đẹp vào đấy, sức mạnh của phụ nữ đấy, nghe không? Nam giới cũng mặc đẹp vào cho Thầy đi ăn mừng Phật đản. Chùa mình phải xây dựng, Thầy nghĩ Thầy sẽ quyết tâm để xây dựng cái này thành một cái văn hóa sau này, Phật đản của chúng ta không làm lúi xùi nữa, nghe không? Không gọi là mình cứ xem nhẹ quá. Có một số các vị thì lại nói mà ôi giời, làm gì cho tốn kém cái tiền để mừng Phật đản ấy, để mà đi ủng hộ người nghèo với từ thiện. Cái đó là cái hiểu rất ấu trĩ. Chúng ta thấy không? Cái thiện pháp này mà được nêu lên là hàng ngàn, hàng triệu, hàng triệu con người ta được hướng thiện, được tốt đẹp. Chứ không phải cái chuyện đem vài cái chục triệu, trăm triệu đấy để mới từ thiện được
vài cái căn hộ đâu, không phải đâu. Tốn mà nó lợi ích cũng làm. Đại chúng thấy không? Đó. Tốn kém mà lợi ích. Lợi ích này lớn rất nhiều, Thầy nói đó. Cái tinh thần Phật Đản nó lớn rất là nhiều. Ừ. Chúng ta thấy cái văn hóa ngoại lai bây giờ nó xâm nhập vào chúng ta mạnh quá. Mà không khéo Thầy nói là chúng ta sẽ mất cái gốc đấy. Đất nước ta và Phật giáo là đạo gốc, căn bản là cái đạo đồng hành với dân tộc. Thế mà chúng ta xem nhẹ quá. Bây giờ tuy không gọi là quốc đạo nhưng thật sự nó vẫn là quốc đạo. Cho nên chúng ta phải làm sao cho Phật Pháp thật tương thịnh. Tinh mình còn mỗi ngày Phật Đản thôi. Thế ngoài Phật nhập Niết Bàn mình không làm lễ rồi. Phật thành đạo gần như cũng không ở chỗ nào làm lễ rồi. Mỗi ngày Phật Đản thôi. Cái tháng Phật Đản này, cho nên bây giờ làm sao tất cả các Phật tử, ông bà, cô chú Phật tử ở đây tạo cho Thầy thành cái không khí, nghe không? Về tới đây chuẩn bị giáo cho các con, các cháu chuẩn bị nha. Tới hôm nay Phật Đản nhà mình ra liên hoan. Hôm mấy đứa nào quần áo đẹp diện mang ra mặc cho mẹ, cho bố, nghe không? Đây ông đạo tràng tổ chức đây, chú sĩ này tổ chức cho đạo tràng đi liên hoan bữa, nghe không? Tinh thần thật thoải mái, vui vẻ, mình sống đúng tinh thần Phật Đản, phải làm thành một cái Tết của người Phật tử nữa. Tại sao mình không có quyền làm đây thành một cái Tết của người Phật tử, Tết riêng của người Phật tử? Phải vui mừng chứ. Những ngày đấy bao nhiêu thiện pháp được nảy nở, được phát sinh. Đó, đấy. Thế thì cái này là Thầy khuyến khích tất cả các đạo tràng với tinh thần kính mừng Phật Đản. Chúng ta làm sao để cho Đạo Phật chúng ta được trường tồn. Trường tồn là thế đấy, là trường tồn là từ chúng ta bây giờ. Ta gieo giống, ta tưới tẩm. Cái này là cái tưới tẩm để cho Phật Pháp được trường tồn đấy. Thứ nữa, Thầy thông báo về cái chương trình trong tháng 4 âm lịch này. Thì lại đến mùa hè của các cháu học sinh, sinh viên. Cho nên chùa mình năm nay vẫn tổ chức khóa tu mùa hè, gọi là khóa học hè cho các cháu. Thì năm nay chùa mình cũng tổ chức 3 khóa để đón lứa tuổi các cháu. Thứ nhất ấy, là cái lứa tuổi lớp 7, 8, 9 là một khóa. Nghe không? 7, 8, 9 là một khóa. Thứ hai là 10, 11 là một khóa. Thứ ba là 12 và sinh viên đại học là một khóa. Đấy. Thế thì ngày 27 tháng 4 âm lịch tới thì là khai khóa đầu tiên cho cái lớp 10 và 11. Thì cái đợt đó là lớp 10, 11 nghỉ hè, được nghỉ hè. Thế còn các cháu 7, 8, 9 thì đang thi để hết cấp. Thế và đến sang đến tháng 6, cái tầm khoảng 17, 18, 19 tháng 6 đó, thì chùa mình sẽ khai khóa 3 cho học sinh lớp 12, tốt nghiệp lớp 12 và sinh viên đại học. Thì các quý Phật tử về thông báo cho con cháu mình ở cái lứa tuổi, cái độ tuổi đó để đăng ký với lại ban tổ chức. Thì có thể vào trang website của chùa mình đấy. Trang website của chùa mình có cái mục đăng ký khóa học mùa hè, khóa tu mùa hè. Chùa vào có hướng dẫn cụ thể nhé. Thì tất cả các Phật tử, Thầy khuyến khích các Phật tử nên cho con cháu mình về dự khóa tu mùa hè. Thực sự Thầy thấy nó lợi ích vô cùng. Mà chùa mình thì Thầy đã nói là miễn phí cho các cháu toàn bộ cả khóa tu. Đấy. Ví dụ năm ngoái chùa mình là đón hơn 3.000 cháu dự khóa tu mùa hè của năm ngoái. Nếu như ở ngoài đó, người ta tính một cháu một khóa tu thì nó ít nhất phải 4 triệu, phải đóng 4 triệu. Thì đại chúng thử tính xem 3.000 người mà 4 triệu là 12 tỷ đồng đấy. Chùa mình miễn phí hết, miễn phí hết. Không thu các cháu một đồng nào. Vì Thầy nghĩ đầu tư cho thế hệ trẻ này là cái lợi ích lớn cho Phật Pháp và cho đất nước, cho cả thế giới này. Đó. Thế cho nên là chùa mình không có thu. Cháu con nhà giàu cũng như cháu con nhà nghèo về đây đều như nhau. Và thế năm nay ban xây dựng chùa mình đây, chỗ chú Sáng thì đang cố gắng phấn đấu để cho cái đại giảng đường tầng 1 cho nó hòm hòm, cái nhà Phật tử hòm hòm để đón các cháu về. Chỗ ăn, chỗ ở nó rộng rãi, nó đàng hoàng hơn.
Tất cả các ban đã lên kế hoạch rồi, nghe không? Để chuẩn bị đón các cháu. Thế và Thầy cũng khuyến khích các đạo tràng trong thời gian mà khóa tu mùa hè ở chùa, thì đạo tràng nào các quý Phật tử có điều kiện lên chùa làm công quả, nhớ phụ với các Thầy trong ban tổ chức nấu cơm cho các cháu, rồi vất vả lắm đấy, vì các cháu nó ở chùa nó ngày ăn 3-4 bữa chứ không phải ít đâu. Nấu nướng rồi thì gọi chúng nó dậy, nhiều việc lắm. Cho nên các Phật tử thôi, vì tương lai con em chúng ta, những ngày đó nếu ai rảnh thì chạy lên chùa làm công quả. Các trưởng đạo tràng động viên anh chị em giúp Thầy nên chăm lo cho thế hệ tương lai của chúng ta nhé. Đó. Bây giờ phần tiếp theo là phần trả lời các câu hỏi. Các ông có gửi Thầy cái thông báo tuyển sinh của khóa tu mùa hè đây. Khóa tu lần 1 khai khóa vào ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch. Số lượng khóa sinh dự kiến là 600 cháu. Năm sinh 2001-2002. Đó. Khóa tu lần 2 cũng như vậy, dự kiến 600 cháu và khai khóa vào ngày 30 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7. Khóa tu lần 3 là từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Khóa tu lần 3 thì đông nhất của sinh viên và các cháu tốt nghiệp phổ thông 12 thì dự kiến là đón 1.000 cháu. Nên chùa mình đến giờ khi mà mới thông báo mấy hôm thôi nhưng số lượng các cháu lên đã gần đủ rồi đấy, gần đủ rồi đấy. Cho nên ta phải nhanh tay đăng ký, nghe không? Mà Thầy thì đương nhiên Thầy vẫn ưu tiên cho con em của Phật tử nhé. Con cháu Phật tử đang sinh hoạt, đang tu học tại chùa là được ưu tiên số 1. Đấy, sau đó rồi mới đến ở ngoài. Đấy, cho nên nếu có con, có cháu thì ông bà, bố mẹ dẫn lên nhé, để các Thầy đăng ký được cái chế độ ưu tiên. Đấy là ưu tiên những người Phật tử của chùa. Nghe? Đó. Thì kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật có nói người nữ có những cái ưu thế, có những cái ưu thế, tức là có 5 sức mạnh đấy. Người nữ chúng ta có đến 5 cái sức mạnh. Cái sức mạnh thứ nhất ấy là sức mạnh của nhan sắc. Nhan sắc là một vũ khí, một sức mạnh của người nữ. Cho người nữ là hoa đẹp là như thế, đúng không? Và người ta nói là một hai nghiêng nước nghiêng thành, cũng là cái này đấy. Nào, các đấng gọi là quân vương ngày xưa có khi là nghiêng nước nghiêng thành vì sắc đẹp của người nữ đó. Chúng ta nhìn lại lịch sử rất nhiều triều đại, những vị quân vương mà sa ngã vì sắc đẹp của người nữ. Cho nên người nữ có sắc đẹp là một sức mạnh. Những năm gần đây thì các cái cuộc thi người đẹp, hoa hậu nọ hoa hậu kia, ở Quảng Ninh mình mới thi người đẹp Hạ Long xong, nghe không? Đó, thì quả thật ấy, người nữ đẹp người ta có một cái thế mạnh. Và người ta có thế mạnh của người ta vì ai cũng thích cái đẹp mà. Đi xin việc thì cũng dễ, phải không? Bác giám đốc nào cũng muốn tuyển cô thư ký cho xinh xinh, phải không? Trợ lý cho xinh xinh để đi giao dịch dễ, phải không? Mấy cô gái đẹp thì đi môi giới hợp đồng ký tá cũng dễ. Và đấy là cái sự thật. Cho nên trong các cái kế của người ta đó, người ta có một cái kế gọi là gì? Mỹ nhân kế, nghe không? Dùng các kế rồi không được thì cuối cùng dùng mỹ nhân kế. Mà trong cái thời chiến tranh của đất nước chúng ta cũng thế, nói thật là chúng ta cũng phải dùng đến mỹ nhân kế rất nhiều mới có thể ở vùng địch hậu mà có thể thắng được địch đấy, không phải không đâu. Đấy, cho nên cái sức mạnh thứ nhất của người nữ đó là nhan sắc.
Bây giờ cái kỹ thuật thẩm mỹ bây giờ nó quá giỏi. Thầy xem trên mạng đấy, và có những người là xấu ghê, phải không? Gọi là xấu ma chê quỷ hờn, nhưng mà đi thẩm mỹ viện mấy tháng sau về là không nhận ra nữa, trông như là hoa hậu ấy, đẹp lắm đấy, bỏ mấy trăm triệu thay đổi luôn. Thế chúng ta cho nên là bây giờ là không biết thế nào, nghe không? Không biết thế nào. Cho nên thầy kể có câu chuyện vui. Có cái chú này, người thì rất là lùn, rất là xấu xí, nghe không? Nhưng mà lại giàu có. Cho nên chú ta quyết định phải lấy một cô vợ thật xinh đẹp để cải tạo giống nòi. Nghe không? Cải tạo giống nòi. Cải tạo giống nòi. Và chú ta đạt được cái ý nguyện, vì người có tiền lấy gái xinh lấy được. Thế thì sau khi mà lấy vợ về thì năm sau chú ta đẻ một lúc sinh đôi luôn, một đứa con trai một đứa con gái, và nó lại còn xấu thâm tệ luôn. Xấu quá, nó không có một cái nét nào của mẹ nó cả, chả có một cái nét đẹp nào của mẹ nó cả. Của mình xấu thì đã nhặt mấy cái nét xấu của mình rồi, nhưng mà không điểm ra, không có một cái nét đẹp nào của mẹ nó cả. Đấy. Thế đến khi thì chúng ta mới bảo hay là có vấn đề, nghi ngờ là cô vợ mình có khi hay không chung thủy với mình. Đi xét nghiệm thì đúng là ADN của cô chú ấy cả, không sai đâu tí nào. Nghe không? Chú rất ngạc nhiên. Mãi về sau, khi mà trong một cái buổi gọi là mừng, gọi là mừng đầy tháng cho con ấy, thì mời bạn bè đến, trong đó có những người bạn của cô vợ cũng được mời đến. Khi mà người bạn cô vợ đến, họ ngạc nhiên. Họ bảo, không biết mình có đi nhầm nhà không nhỉ? Khi thấy cô vợ lại ra đón, không nhầm nhà. Bảo, thì té ra về sau mới biết là cô này có gì? Người ta gọi là đi làm mặt mới. Cô này xấu thâm tệ luôn. Xấu thâm tệ, cô đi làm mặt, mới làm mặt xong vớ được anh này. Lấy thế cho nên cái gen xấu nó vẫn còn nguyên si, nó không thay đổi tí nào. Thay đổi tí nào. Đấy, cho nên bây giờ thầy nói con trai đi kén vợ bây giờ mà cẩn thận, không phải hàng giả đấy. Đây chúng, hàng giả lắm. Hàng giả, rất là nguy hiểm. Đấy. Cái gen tức là cái nghiệp nó không thay đổi được. Và dao kéo có thể thay đổi khuôn mặt ta được, nhưng mà cái nghiệp của mình nó chưa thay đổi, thì con mình nó vẫn đồng nghiệp với mình, nó cũng vào đấy, nó chưa thay đổi. Cho nên chú hy vọng cải tạo nòi giống, nhưng mà vớ phải cô vợ mình thì đây là chuẩn là cái gen xấu rồi, làm sao mà đổi được. Đấy, ở đây nói chuyện vui một tí. Nhưng thưa đại chúng, thầy nói về cái nhan sắc bây giờ đấy, nghe không? Người phụ nữ thật sự nếu có nhan sắc là có sức mạnh. Sức mạnh của nhan sắc. Cái thứ hai là sức mạnh của tài sản. Một người phụ nữ giàu có thì cũng có sức mạnh. Cho nên cũng khối người đàn ông trẻ và đẹp, mà có khi là phải lấy một vị già, vị này có tài sản. Đấy. Nghe không? Cho nên tài sản nó cũng là sức mạnh của người phụ nữ. Nghe không? Không phải đàn ông đương nhiên có tài sản cũng là sức mạnh rồi, nhưng người nữ cũng thế. Người ta có tài sản cũng là sức mạnh, nó hấp dẫn rất nhiều người, nghe không? Rất nhiều người. Cho nên già mà có của vẫn có thể lấy được chồng trẻ và đẹp, nghe không? Đấy là sức mạnh, nghe không? Cái sức mạnh thứ ba là quyến thuộc bà con, vâng, tức là mình sinh ra ở một cái gia đình gọi là có đẳng cấp trong xã hội, nghe không? Và con quan, và con vua, và thì đấy là sức mạnh. Có những người rất là xấu, cô gái rất xấu, nhưng vì là con quan lớn,
cho nên vẫn kiếm được chồng trẻ đẹp tài ba như thường. Nghe không? Thì đấy là sức mạnh của gia đình, của huyết thống dòng họ. Rồi người nữ còn có sức mạnh nữa, Phật dạy là đó là sức mạnh có con trai. Nghe không? Thực sự đó, người nữ lấy chồng, con trai cho chồng, cho gia đình nhà chồng, đấy là một sức mạnh. Nghe không? Đấy là sức mạnh. Đức Phật nói rất là chính xác. Mà thời nào nó cũng thế đấy. Thời nào cũng thế. Cho đến làm công chúa, làm hoàng hậu trong cung mà sinh được hoàng tử cũng vẫn giá trị. Chứ mà sinh ra công chúa là mình bị lép vế đấy. Bây giờ cái bà thứ phi mà bà sinh ra hoàng tử là mình bị lép vế đấy. Là có khi bà sẽ con bà lên làm vua là mình lép vế rồi đó. Cho nên sinh được con trai cho chồng, cho gia đình nhà chồng cũng là sức mạnh của người nữ. Rồi một cái sức mạnh nữa, đó là sức mạnh về giới hạnh hay là giới đức. Đấy, người phụ nữ nếu thật sự có đức hạnh, có giới đức thì đấy cũng là sức mạnh. Nghe không? Cũng là sức mạnh. Mà những cái người phụ nữ nếu mà kém phẩm chất và bị tai tiếng thì cũng không có sức hấp dẫn nhiều. Không có sức hấp dẫn nhiều. Đó. Cho nên cái người phụ nữ mà đoan trang, đức hạnh thì cũng là sức mạnh. Đó. Thì kính thưa đại chúng, người phụ nữ có những năm cái sức mạnh để dùng ở trong đời như thế. Thế nhưng mà tại sao từ tiền cổ đến giờ, từ xã hội thời nguyên thủy của loài người, người nữ trong xã hội vẫn thường bị xem nhẹ? Đó. Đấy. Nếu chúng ta xét trong lịch sử, kể từ khi có loài người đến giờ, thì gần như xã hội nào người nữ cũng vẫn bị xem nhẹ. Kể cả những cái xã hội mà gọi là chế độ mẫu hệ đấy. Mẫu hệ tức là lấy họ của người mẹ. Thế nhưng mà người phụ nữ cũng vẫn thường bị xem nhẹ. Thường bị xem nhẹ. Có lẽ Thầy nghĩ nó cũng xuất phát từ một cái rất là tự nhiên, giống như loài vậy đó, nghe không? Chứ còn Thầy nói là chúng ta xét trong các cái loài vật ấy, có nhiều loài mà cái giống cái rất là mạnh. Ví dụ như là sư tử, đại chúng thấy không? Có sư tử cái nó rất ghê, nó khỏe lắm. Mà rất là ghê, cho nên chúng ta mà ai gớm quá, bà nào, cô nào gớm quá, người ta gọi là gì? Sư tử, mà sư tử của Hà Đông á, khủng khiếp, nghe không? Đấy. Thế nhưng mà đúng thật, trong loài sư tử, sư tử cái rất là dữ. Có khi nó có thể chiến đấu với sư tử đực, thắng sư tử đực. Khi nhất là khi mà nó bảo vệ con nó thì rất là dữ. Có nhiều loài giống cái rất là mạnh, rất là dữ. Cái tư tưởng mà trọng nam khinh nữ này, kể cả đến khi mà xuất hiện tôn giáo trên thế giới, thì trong tôn giáo nhiều khi lại còn làm đậm cái nét này hơn. Rất nhiều tôn giáo họ nói hẳn luôn là người phụ nữ là rất thấp kém. Có những tôn giáo người nữ không bao giờ được vào đền thờ tế tự, họ bảo người nữ là bẩn, không có sạch sẽ. Người nữ vào là ảnh hưởng đến thần thánh. Đó, có những tôn giáo như vậy đấy. Ví dụ như là bên đạo Ân giáo Hindu đấy, họ xem rất nhẹ người phụ nữ, nghe không? Người phụ nữ bị nhiều cái, người phụ nữ chỉ là ở nhà để sinh con thế thôi, và nội trợ cơm nước thôi, vai trò người nữ thế. Thế rồi, không có làm gì khác. Thế rồi chúng ta thấy bây giờ một số tôn giáo khác như là Hồi giáo chẳng hạn, đấy, người phụ nữ thế đi ra ngoài là phải che mặt lại, đúng không? Đại chúng đã nhìn đấy trên TV, người phụ nữ Hồi giáo ra ngoài phải che mặt lại, nếu không che mặt là có vấn đề. Chứ không được như phụ nữ Việt Nam mình đâu, đi đâu là thoải mái, nghe không? Thoải mái. Mà phụ nữ Hồi giáo đi đâu phải che mặt lại. Khi đã lấy chồng rồi là phải phụ thuộc vào người chồng, là của người chồng. Cái mặt của mình chỉ được người chồng xem thôi, không ai được xem mặt mình cả. Đi ra ngoài phải bịt kín vào. Đấy. Nếu mà hở mặt ra là có vấn đề, có khi là bị xử tội.
Đấy, chúng ta thấy người phụ nữ có được coi như là một cái món hàng vậy đó, rất là nhẹ. Thế ở Việt Nam chúng ta, Trung Quốc chẳng hạn, ta ảnh hưởng cái văn hóa của Khổng giáo. Cái văn hóa Khổng giáo thì cũng xem rất nhẹ người nữ. Vào đấy cái câu gọi là thập nam viết gì? À, thập nhất nam viết gì? Viết hữu, thập nữ viết vô. Một người con trai coi như là có con, đẻ 10 cô con gái coi như là chưa có con. Đấy, nhất nam là viết hữu, viết chữ hữu vào. Thế còn thập nữ mà đẻ 10 con gái vẫn là viết chữ vô, nhà này chưa có con. Đấy, cái tư tưởng Khổng giáo trọng nam khinh nữ đến như vậy đó. Đấy, kính thưa đại chúng, quả thật cái tư tưởng ấy ở đất nước chúng ta đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng. Nghe không? Cho nên trong gia đình mà không sinh được con trai là rất nặng nề. Nghe không? Ở Trung Quốc thì nặng nề lắm rồi. Cho nên những mấy cái thời gian trước ở Trung Quốc là họ hạn chế sinh đẻ. Mỗi nhà chỉ được một con thôi. Thế thì tất cả các gia đình đều chọn lựa đẻ con trai. Hễ mang thai con gái họ đem họ phá thai. Hoặc lỡ mà đẻ rồi họ đem họ giết. Giết tệ ghê lắm. Vì bây giờ chỉ được mỗi đứa để nối dõi thôi. Thế cho nên là Trung Quốc rồi là coi như là mất cân đối về giới tính. Nam giới là thừa, nữ giới thiếu trầm trọng. Cho nên phải đi đến các nước khác để mà mua vợ, mà cưới vợ. Nghe không? Đấy, một số người Việt Nam mình cũng sang đấy lấy chồng Trung Quốc. Nghe không? Nhiều khi là sang đấy phải làm vợ chung cho cả mấy anh em. Không có tiền để lấy vợ, phải làm vợ chung. Khổ ghê. Thế ở Việt Nam mình cái tư tưởng trọng nam khinh nữ này ấy, cũng may mà thầy nghĩ mấy năm gần đây ấy, cái việc mà kế hoạch hóa tức là hạn chế sinh đẻ nó cũng bớt, nó nhẹ hơn rồi. Cho nên là nó cũng đỡ thì. Chứ còn trước đây thì cũng nặng nề lắm. Mà lấy vợ mà không sinh được con trai là cả vấn đề. Đó thì chúng ta thấy mình vẫn còn ảnh hưởng cái tư tưởng này. Thế nhưng kính thưa đại chúng, đất Ấn Độ đúng thật sự là phước lành khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta ra đời và Ngài thành đạo. Sau khi Ngài đi thuyết đạo độ sinh thì Ngài đã làm một cuộc cách mạng rất lớn, thật sự. Mặc dù không gọi là làm cách mạng, nhưng đây thật sự là một cuộc cách mạng rất lớn. Thân phận người phụ nữ được nâng tầm lên rất nhiều, có thể sánh vai ngang với nam giới. Mà trong khi đó là các cái tôn giáo, các cái đạo giáo ở Ấn Độ là tất cả đều xem thường nữ giới. Người nữ không bao giờ được đi tu theo đạo nào cũng không cho đi, không được mà xuất gia, ra khỏi nhà mà lang thang du hóa đây đó, không có đâu. Chỉ có nam giới được làm việc đó thôi. Đó, người nữ là không được. Thế nhưng mà khi Đức Phật ra đời, 5 năm sau khi thành đạo, chính Ngài là người đầu tiên cho thành lập ni đoàn, tức là các sư ni. Người nữ được xuất gia vào trong giáo đoàn. Đấy là một cuộc cách mạng hết sức là lớn thời đó. Và chính Đức Phật khẳng định người nữ cũng có thể thành tựu các đạo quả như người nam nếu thực tập đầy đủ chính pháp. Người ta cũng thành tựu được các tầng thánh quả như người nam không kém. Và như người nam, duy người nữ chỉ có không được làm ma vương, không được làm thiên chủ, không thành Phật trong thân nữ được thôi. Chứ còn các thánh quả khác là họ có thể thành tựu được hết. Nghe không? Làm ma vương là không làm được, vua các loài ma là không làm được. Đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy tướng cướp đa phần là nam thôi chứ. Có mấy cô nữ nào làm tướng cướp bao giờ đó. Đấy. Thế thì tương tự thế là vua ma là toàn nam giới. Các ông đàn ông là quậy dữ lắm. Đấy. Thiên chủ làm vua các cõi trời không được, và làm Phật không được, thân người nữ không làm Phật được.
Cho nên các Đức Phật đều thành Phật trong thân tướng của người nam. Cái này không phải là do ai ngăn cản, ai cấm, mà vì đó là lẽ tự nhiên của nhân quả, của nghiệp. Của nghiệp, nghe không? Của nghiệp. Và Đức Phật là người đã đưa ra cái tư tưởng về quyền là rất bình đẳng giữa nam và nữ. Ở thời đó, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Ấn Độ rất là nặng. Ông vua Ba Tư Nặc, vợ là Hoàng hậu Mạt Lợi. Khi mà Hoàng hậu Mạt Lợi hạ sinh một cô công chúa, thì quần thần đến báo cho vua Ba Tư Nặc là Hoàng hậu sinh công chúa. Mà trong khi ông thì đang mong ngóng một hoàng tử. Thì ông buồn ghê gớm lắm. Ông buồn ghê lắm, ông mới đến, ông mới bạch Phật buồn. Thế Phật mới dạy ông là Đức vua đừng có buồn, nghe không? Có khi có những người nữ còn đáng quý, còn tốt đẹp hơn những người nam. Rồi Phật mới dạy cho một bài kệ thế này: này nhân chủ ở đời, có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so với cả con trai, có trí tuệ, giới đức, khiến nhạc mẫu thán phục. Nhạc mẫu tức là cha mẹ chồng đó. Rồi sinh được con trai là anh hùng, quốc chủ. Người con trai như vậy của người mẹ hiền đức thật xứng là đạo sư, giáo giới cho toàn quốc. Đức Phật động viên ông vua Ba Tư Nặc là Đức vua đừng buồn, có những người nữ mà họ hơn con trai rất nhiều, hơn đàn ông rất nhiều. Họ có trí tuệ, có giới đức, và họ cũng thành tựu được. Thế rồi họ có thể sinh ra được những người con trai. Những con người con trai này có thể làm đến anh hùng, quốc chủ, làm vua của một đất nước. Đấy, chúng ta thấy ai đó, Bác Hồ của chúng ta đấy. Phải nói là mẹ của bác là cụ Hoàng Thị Loan là một người phụ nữ rất mẫu mực, giáo dục bác. Tất nhiên bên cạnh đó là người cha rất nghiêm khắc. Và bác nên người, thực sự Thầy nói, những người con thành danh trong lịch sử, Thầy thấy ảnh hưởng của người mẹ rất là nhiều. Ảnh hưởng của người mẹ đến người con rất là nhiều. Đến cái việc thành đạt, đến cái phẩm chất, đến cái nhân cách của người con ấy, nhiều lắm. Cho nên Đức Phật mới nói là không phải người nữ nào cũng thấp kém, có những người nữ rất là cao quý, rất giá trị. Đó. Thế và trong giáo đoàn của Đức Phật, khi mà nữ giới được xuất gia thành ni đoàn, thì trong ni đoàn của Đức Phật cũng đã xuất hiện rất nhiều những bậc thánh ni. Và điển hình như là Hoàng hậu bà Maha Ba Xà Ba Đề, gọi là Kiều Đàm Di Mẫu đó, là mẹ nuôi của Đức Phật, và là em ruột của mẹ Đức Phật đấy. Sau đó bà xuất gia, bà trở thành một vị thánh ni. Rồi Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, đi tu cũng thành bậc thánh, chứng quả A-la-hán. Bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc là một vị thánh bên ni, chứng đắc thần thông và bậc nhất. Đấy. Bên Tăng có 10 vị đại đệ tử, thì bên ni cũng có đến 10 vị đại đệ tử, ngang ngửa với bên Tăng. Đó. Bà Khe Ma, Tỳ Kheo Ni Khe Ma là vợ của vua Bình Sa, cũng là một vị rất đặc biệt. Rồi Tỳ Kheo Bim Ba là thứ phi của Thái tử Tất Đạt Đa. Gia Du Đà La là hoàng hậu, chánh cung hoàng hậu. Thế đương nhiên vì thái tử thì phải rất nhiều cung phi, thì có một bà thứ phi là bà Bim Ba, bà cũng đi xuất gia. Vì khi mà Maha Ba Xà Ba Đề đi xuất gia là kéo theo rất nhiều cung phi mỹ nữ đi tu hết. Coi như hoàng cung gần như trống rỗng, các cung nữ theo bà đi tu rất là nhiều. Đấy. Rồi bà Soma, Tỳ Kheo Soma, Tỳ Kheo Ni Dhammadina là bậc thuyết pháp đệ nhất. Đó.
Để bên ni chúng của tỳ giáo đoàn của thời Đức Phật cũng rất nhiều vị ni tài giỏi, thành tựu. Về phía hộ pháp bên nữ giới thì có bà Tỳ Xá Khư, ngang ngửa với ông Cấp Cô Độc, rất là thuần thành, ủng hộ Phật pháp hết mức luôn. Đấy. Thế rồi là hoàng hậu Mạt Lợi, vợ của vua Ba Tư Nặc, và hoàng hậu Samavadi, đó, rất là nhiều. Thế thì như vậy chúng ta thấy đối với Đức Phật và giáo đoàn của Đức Phật thì vị trí vai trò của nữ giới cũng rất là quan trọng, và rất quan trọng trong giáo đoàn của Đức Phật. Đó. Và Đức Phật là cái người thấy được những cái phẩm tính của người nữ, thấy được cái tính bình đẳng ấy. Bên cạnh đó, thưa đại chúng, thì Đức Phật là đấng toàn giác, Ngài cũng biết rất rõ những khuyết điểm, những điểm yếu của người nữ. Nghe không? Người nữ. Chứ không thì tự nhiên lại phân ra làm nữ, nam, làm cái gì? Vào. Thì Đức Phật có nói, người nữ có những cái điểm yếu, có năm cái điều khổ của người nữ phải riêng chịu. Có năm điều khổ mà người nữ phải riêng chịu. Đó, đó là những cái gì? Đây Đức Phật nói, trong Kinh Tăng Chi Phật dạy, người nữ có năm cái khổ riêng biệt phải chịu. Cái khổ thứ nhất ấy, là lúc còn trẻ khi về nhà chồng thì phải về nhà chồng một mình. Đúng không? Không kéo theo chị, theo em nào về ở với chồng mình được cả. Đúng không? Về nhà chồng, về mình. Ở đây các cô khi đi lấy chồng ai chẳng khóc, đa phần khóc đó. Bỏ cha, bỏ mẹ tự nhiên về cái nhà lạ hoắc đó, nghe không? Khóc sướt mướt đó. Rất khổ, nhớ cha, nhớ mẹ. Về cái nhà lạ không biết thế nào, nghe không? Không biết cha chồng thế nào, mẹ chồng thế nào, anh em chồng thế nào. Nó có giống nhà mình không? Mình nói năng nó cũng không được tự do thoải mái. Đấy là cái khổ mà người nữ phải chịu riêng mình đó. Cái thứ hai là người nữ có cái khổ là phải có kinh nguyệt hàng tháng. Cái đấy là cái mà chị em là cái khổ. Đấy là sinh lý của người nữ, và hàng tháng đều phải có kinh nguyệt. Đấy là cái khổ, cái bất tiện. Nghe không? Cái thứ ba là người nữ phải mang thai, tức là phải mang thai, chứ không phải là mấy chú nam giới này mang thai được. Nghe không? Các chú thì nhẹ tênh à, phải không? Thế còn các cô là cứ phải 9 tháng 10 ngày và kiều cữu, đúng không? Vất vả lắm chứ Thầy nói. Bây giờ mình cứ đeo thử chục cục gạch mà lên lưng, mà đeo suốt cả ngày cả đêm, mệt lắm chứ, đúng không? Chân Thầy nói cách người phụ nữ mang thai là khổ vô cùng luôn đấy. Khổ thật đấy Thầy biết. Ẩm ạch vào, thế rồi nó cành càng, khổ ghê lắm. Thầy biết, nhìn thấy người nữ mang thai khổ. Đây là cái khổ riêng người nữ phải chịu riêng đấy. À, cho nên thấy cái khổ này, các chú, các bác nam giới, anh chị em nam giới là phải biết chia sẻ, nghe không? Chia sẻ đỡ đần. Đấy, đấy là thật, mình phải hiểu rõ như vậy. Rồi cái khổ thứ tư là người nữ phải sinh con. Đó. Sinh con thì mang thai thì phải sinh con, chẳng ai đẻ thai cho mình được, nghe không? Mà sinh nhiều khi còn phải mổ, mà nhiều khi còn chết cả mẹ luôn. Đấy, cái khổ vô cùng. Cho nên thực sự mà nói, phụ nữ phương Tây, thưa đại chúng bây giờ, họ rất ngại đẻ, sợ đẻ lắm. Sợ đẻ, không thích đẻ, không thích có con luôn. Vì họ thấy đẻ xong cái là người mình xồ xè, xấu xí, phải không? Mất giá trị. Cho nên họ lười, họ không đẻ. Cho nên dân số phương Tây giờ bị già nhiều, lười, không chịu đẻ. À, thế còn người Việt mình thì vẫn còn chịu đẻ, và nữ giới người Việt vẫn chịu đẻ, và vì cái truyền thống vẫn mong con cầu con để nối dõi tông đường, để sau này nhờ cậy, cho nên là vẫn chịu đẻ, dù đau như đau đẻ vẫn chịu đẻ, nghe không? Đúng không chị em? Đó, khổ lắm nhá, Thầy biết em, Phật biết chứ. Rồi cái khổ thứ năm mà Phật nói là người nữ có cái khổ, đó là thường phải phục dịch hầu hạ đàn ông, và hoặc ở nhà thì hầu chồng. Đó, thì con nhiều khi lớn cũng phải hầu con, và
ở đâu cũng thế, cơ quan đoàn thể thì người phụ nữ cũng thường ở cái vế phải phục dịch, phải hầu hạ người nam giới. Đó là những cái khổ riêng. Nam giới là phải phấn đấu, nghe không? Nếu không phấn đấu, không tu dưỡng rèn luyện, không nâng tầm mình lên thì là sau này lấy vợ, vợ rất có thể chán nó ngoại tình, nghe không? Đấy là thầy nghĩ, thầy nghĩ như vậy đấy, đây là từ trong kinh Phật đấy, nghe không? Cho nên tất cả người nam đều phải rèn luyện, mình phải có một cái phẩm chất gì đấy đáng quý, đáng yêu, để cho người vợ người ta không có xem thường mình, và người ta xem thường người ta sẽ sinh ra chán. Trong cuộc sống gia đình vợ chồng cũng thế đấy. Thì Na Tiên mới nói Đức Bồ Tát Mahosattha có đầy đủ 28 cái pháp ưu thắng sau đây. Vì có 28 cái pháp ưu thắng này cho nên bà vợ Amara Devi này không thể dễ gì mà sinh ra cái ý tưởng tà hạnh được, nghe không? Đó là những cái pháp gì? Một, cái người chồng này tức là Bồ Tát Mahosattha có những cái ưu thắng thế này. Thứ nhất ý, là dũng cảm và nhiệt thành. Thứ hai là có sự hổ thẹn với tội lỗi. Thứ ba là có sự ghê sợ tội lỗi, tức là con người rất thiện, rất quý. Và biết hổ thẹn với tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, nghe không? Thế chứ cũng có những người đàn ông không biết hổ thẹn, người ta gọi là đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi, nghe không? Trơ trẽn và thô bỉ, thô lậu. Những người ấy không đáng quý. Có thể người vợ, tâm người ta thanh khiết cao đẹp hơn, người ta vớ phải ông chồng này một thời gian xong người ta chán. Và hay là lúc yêu đương thì rõ ràng là thể hiện mình là cao quý đàng hoàng, nhưng lấy vợ về bắt đầu thô bỉ lộ ra, nghe không? Thô lỗ và bỉ lậu lộ ra, thế là vợ ta chán. Nhưng mà đây ấy, đối với ngài là người chồng này có đầy đủ những cái phẩm chất tốt, biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Thứ tư là có nhóm thiện hữu của mình, có những người bạn rất tốt của mình, nghe không? Chơi với những người bạn tốt đẹp, cao quý. Thứ năm là có sự thương yêu của bạn bè, được bạn bè đều yêu quý, nghe không? Tức là rất có uy tín. Cái người sống mà bạn bè người ta yêu quý, người ta tín nhiệm thế, là người tốt, là người quý. Thì huống gì vợ mình lại không quý, nghe không? Vợ mình không quý. Mình sống mà bạn bè nó ghét, nó khinh mình, gọi khinh như mẻ, thì làm sao vợ nó quý mình được? Đi đâu mình cũng bị xem thường, thì vợ nó cũng tủi thân, nó cũng xấu hổ với mình chứ. Thứ sáu là có đức nhẫn nhục, nghe không? Nhẫn nhịn được. Một người chồng mà biết nhẫn nhịn, không phải lúc nào cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vào đập đánh đập vợ như là đập mẹt suốt ngày, thì làm sao mà vợ nó yêu quý được, nè. Thứ bảy là có giới hạnh, người chồng này có giới hạnh, sống có giới hạnh, có đạo đức. Thứ tám, nói lời chân thật và không có dối trá, đặc biệt là không lừa vợ, dối vợ, nghe không? Sống chân thật. Thứ chín, có năng lực tâm lành bảo hộ, được cái tâm lành nó bảo hộ cho mình. Thứ mười là không sân hận, nghe không? Không sân hận. Đó, bây giờ phụ nữ người ta rất sợ mà chồng mà sân hận, cho nên cái nạn gọi là bạo hành phụ nữ bây giờ xảy ra rất nhiều. Thanh niên bây giờ rất hay bạo hành phụ nữ, nghe không? Lấy vợ về mà trái ý mình là thượng càng chân hạ càng tay. Thầy đã xem có những clip mà cái anh chồng nó trẻ thôi, nó có mới có chắc có độ chưa đến 30, nó đánh vợ nó kinh khủng, máu mê bê bết bầm tím mặt mày, nó trăng thương rồi nó đấm đá nó thụi kinh khủng. Thầy nghĩ nó khác, không khác gì nè, còn tệ hơn cả kẻ thù đấy. Đấy là vợ mà sinh con cho mình đấy, như vậy đó. Bây giờ như vậy cho nên cái bạo hành phụ nữ bây giờ là cũng là vấn đề, nghe không? Với phụ nữ. 11 là không biết khinh khi, khinh bỉ người khác. Cái người này rất là biết khiêm tốn, biết tôn trọng mọi người. 12 là không gây gổ với người. 13 là tinh tấn, người chồng này tinh tấn, không lười biếng. 14 là vun bồi các ba la mật, và các công đức ba la mật biết vun bồi. 15 là người tế độ đại chúng, và người chồng này có tâm quảng đại, tế độ đại chúng. 16 là biết chia phần của cải cho mọi người. Người này không tham lam, biết bố thí, biết giúp đỡ mọi người, sống rất yêu thương mọi người. 17 nói lời tử tế, hòa nhã. Đấy, một người đàn ông mà nói lời rất tử tế, hòa nhã.
thì đáng yêu không? Rất đáng yêu. 18, thân hành dịu dàng. Và hành vi của thân rất dịu dàng, nó không thô tháo, nghe không? Không thô bỉ. 19, nói lời nhỏ nhẹ, dịu ngọt. 20, không kiêu căng, không khoe khoang, tự phụ. 21, không lường gạt, giả dối, không làm bộ, làm tịch. Nghe không? Đấy, đàn ông nhiều vị làm chồng bây giờ cũng làm bộ, làm tịch dữ lắm, nghe không? À, mình đi làm vợ ở nhà thì đầu tắt mặt tối về là làm bộ làm tịch, hách dịch, cơm chưa, nghe không? Nó chối cơm là bắt đầu đập chân đập tay, nghe không? Nghĩ là bây giờ cái đó, cái này là cũng tình trạng xảy ra rất nhiều. Đàn ông cái tư tưởng mà gia trưởng của người đàn ông trong gia đình, gia trưởng là trưởng trong nhà đấy, cái mình là trưởng, cho nên là tất cả là phục dịch, là nô tỳ hết. À, cho mình, vợ con là nô tỳ cho mình hết ấy. Cái tư tưởng gia trưởng này vẫn còn nhiều lắm trong xã hội chúng ta. Đó. 22 là hiểu biết các định luật tiến hóa, hiểu biết các định luật tiến hóa tức là rất giỏi. 23 thông hiểu nhiều lĩnh vực nghề nghiệp để làm ra của cải, biết ngăn ngừa tai họa. 24 có thanh danh, tức là có danh vị trong xã hội. 25 biết ban phúc cho người, nhất là biết săn sóc chăm lo cho những người đang nương tựa vào mình. À, tức là người chồng này là ông chủ thì những người ăn kẻ ở trong nhà mình biết chăm sóc cho họ. Những ai nương tựa vào mình là mình biết quan tâm săn sóc cho đến với họ. Đấy, chúng ta thấy tâm của cái người đàn ông như thế có quý không? 26 là người mà đại chúng mong mỏi tin cậy. Wow. Người chồng này được cả đại chúng mong mỏi ngóng trông tin cậy. 27 là có nhiều tài sản của cải. 28 là có nhiều chức phận cao quý trong xã hội. Đấy, thế mà Mahosattha là một người đàn ông mà có tần đấy cái đức tính, cái tần đấy những sở hữu, tần đấy những các cái, thì chúng ta thấy có quý không? Không ai bằng được, đúng không? Trong thế gian này không ai bằng. Thế thì còn có cô vợ nào mà nghĩ lại đến bỏ cái ông chồng đấy đâu, mà dám nghĩ đi tà hạnh với người đàn ông khác không? Không ai nghĩ, dại gì, đúng không? Không ai mà đi bỏ vàng kim cương để đi lấy đá sỏi cả, đúng không? Rõ ràng thế. Đấy, cho nên cái này Thầy nói với, ở đây nói với đàn ông, với các chú nam giới thế, nghe không? Mình phải, tất nhiên mình không được 28 cái này thôi, kiếm lấy vài ba cái ở trong này, nghe không? Để cho vợ nó tôn trọng mình, yêu quý mình. Thầy vẫn nói trong gia đình mà vợ còn tôn trọng chồng, chồng còn tôn trọng vợ thì gia đình vẫn còn hạnh phúc. Khi mà cái tôn trọng, cái kính trọng nhau nó mất đi rồi là hạnh phúc nó mất đấy. Thế mà muốn tôn trọng nhau thì phải có nhân cách. Chồng, người chồng phải có nhân cách. Và ít nhất phải có nhân cách thế nào để cho vợ nó phải nề, phải kính trọng mình. Chứ còn mình mà chả có nhân cách gì, phải không? Bê tha bệ rạc đi, người ta sẽ xem thường thôi, phải không? Mặc dù là có hợp đồng rồi đấy, ký kết đàng hoàng rồi đấy, phải không? Nhưng mà rồi người ta cũng muốn phá hợp đồng rồi, thì thấy mình trả ra gì cả, mãi nó chán chứ. Không có gì đáng yêu, đáng hấp dẫn, người ta cũng chán. Đấy là lẽ thật, lẽ thật. Tâu Đại Vương với 28 phẩm chất cao quý ấy, bậc trí thức hiền đức Mahosattha là người tuyệt hảo của một ông chồng trong gia đình, là người tuyệt hảo trong thôn lân xã hội quốc độ, không một người nữ nào không coi là bậc lang quân lý tưởng. Lại nữa, yếu tố thời gian và yếu tố chỗ kín đáo không hội đủ thì làm sao mà bà Amara Devi có thể bị dụ dỗ khiến bà sinh tâm tà hạnh được, hả Đại Vương? Đấy, Na Tiên nói bảo một ông chồng như thế, một đức lang quân như thế, thế rồi những cái yếu tố như là chỗ kín đáo thì bà kia bà rất biết rồi, còn bà biết có chư thiên quỷ thần cũng biết. À, thì làm sao mà bà có thể khởi tâm tà hạnh được cơ chứ? À, thì như vậy chúng thấy Na Tiên khẳng định rất rõ ràng, nghe không? Thì vua mới nói đúng vậy, dẫu phụ nữ có xấu tâm xấu nết thì cũng không thể phạm tội, huống hồ là bà Amara Devi là một người đàn bà tốt, lại có được một người chồng tốt đẹp như thế thì làm sao mà phạm tội, nghe không? Ý, kính thưa đại chúng, bài kinh này dừng ở đây.
Thì trong bài này ấy, Thầy nói là Đức Phật có nhận định về người nữ, tất nhiên không phải là tất cả, nhưng đây là cái nghiệp tướng của người nữ. Không phải Đức Phật thiên vị hay Đức Phật là không tôn trọng, không quý trọng người nữ, mà Đức Phật nói ra sự thật. Nghe không? Nói ra sự thật. Nam hay nữ, như lúc nãy Thầy nói, cũng chỉ là tính tương đối mà thôi. Nghe không? Kiếp sau chúng ta có thể chuyển thành nữ. Người này kiếp sau là nữ, có thể chuyển thành nam. Nghe không? Hoàn toàn có thể được. Nhưng hiện đời người mang thân nữ thì có những cái nghiệp như thế này. Nghe không? Những nghiệp như thế này. Đó. Cho nên tất cả Phật tử nữ của chúng ta phải biết được cái nghiệp tướng của mình, nghe không? Để mình cố gắng mà tu sửa. Và Đức Phật là nói thật đấy, chứ không phải Ngài chê mình đâu. Nhưng mình phải biết được yếu điểm của mình. Tu học Phật là phải thế. Phải biết được cái yếu của mình, cái mặt mạnh của mình là cái gì, cái yếu điểm của mình là cái gì, để mình sửa chữa, nghe không? Thế cho nên có những người nữ rất là cao quý, rất là đáng tôn trọng, nghe không? Vì họ biết tu dưỡng, sửa chữa mình, trở thành tốt đẹp, nghe không? Nhưng nếu mà người nữ cứ ỷ vào tôi là người nữ, tôi là phái đẹp, rồi cậy vào năm cái sức mạnh của mình để mà ta gọi là vống lên ấy, thì là nguy hiểm đấy, nghe không? Năm sức mạnh, ỷ vào sắc đẹp của mình, ỷ vào của cải của mình, ỷ vào quyền thế dòng họ nhà mình, vân vân, ỷ vào những cái đó là mình nguy hiểm đấy, mình sẽ không có hạnh phúc đâu, nghe không? Có hạnh phúc đâu. Đó. Thế cho nên ấy, chúng ta biết Đức Phật là nói chân thật, nói đúng sự thật, để chúng ta hai giới, nam và nữ, đều nhận định rất rõ ràng về mình. Nam giới có những cái ưu thế, nghe không? Cho nên Đức Phật mới nói 20 điều khó, thì trong đó được sinh làm con trai là khó. Thế nhưng con trai mà lười tu, lại học những cái ăn chơi đua đòi, phải không? Phải không? Tuổi trẻ thì hút, cầm điếu cày hút song sọc, phải không? Không thể thao gì cả, phải không? Chơi bời hư hỏng thì cũng không có giá trị gì cả, nghe không? Đấy, cho nên cái giá trị ở đây không hẳn đã là nam hay là nữ, mà ở cái sự nhận thức tu dưỡng. Đó. Có những người, người ta không được toàn vẹn về sáu căn, nhưng người ta biết tu dưỡng rèn luyện, mà người ta tự làm lên giá trị cho chính mình. Và cho nên đối với đạo Phật của mình, không kể nam hay nữ, người ấy có biết tu dưỡng hay không thôi. Chính tu dưỡng làm nên phẩm chất, giá trị của con người chúng ta. Nghe không? Của con người chúng ta. Mặc dù phận nam hay phận nữ nó có ảnh hưởng đến cái việc tu tập, nhưng chúng ta tinh tấn và cố gắng thì vẫn được lợi ích như thường. Cho nên thì Đức Phật có dạy người nữ nên trau dồi các cái mặt sau để được tốt đẹp cho cả đời này và đời sau. Nữ giới chúng ta nên cố gắng nha. Những cái mặt này, thứ nhất nên tu dưỡng làm sao mình có cái tâm đạo nhiệt thành, phải không? Người nữ phải có cái tâm đạo nhiệt thành nha. Đối với đạo pháp ta nên có tâm nhiệt thành. Thứ hai là có tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Đã. Người nữ nên sinh cái tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Thứ ba là không nuôi dưỡng tâm ác độc, sân hận, oán thù. Nha. Cái này người nữ thường nặng cái này lắm đấy. Nghe không? Nuôi cái tâm ác, sân hận, oán thù. Nghe không? Đấy. Người ta nói ác giống như hoạn thư ấy, nghe không? Rất là ghê gớm, thâm độc. Nghe không? Người nữ thì phải cẩn thận, không nên nuôi cái tâm này. Rồi thứ tư là không nên ghen tuông. Cái này là bệnh chung của phụ nữ đấy à. Cái bệnh ghen mà. Nên cho nên trong kiểu câu đấy mà, ghen tuông là cũng gì? Cũng chuyện bình thường đấy mà. Nữ nhi thường tình. Chồng chung ai dễ mà nhường cho ai, đúng không? Đấy. Nhưng mà Phật dạy phụ nữ ở đây là tôi không nên ghen tuông, ghen khổ mình. Nghe không? Mà cái khổ của người nữ đi ghen tuông thì Thầy nói vào, người ta cũng nói đấy mà. Phụ nữ đi đánh ghen thì chả đánh chồng mình, toàn đánh cái đứa con gái kia đấy.
mà thực sự là vì ông chồng mình hư chứ có phải đâu, đúng không? Đáng nghĩa thì nên đi đánh ghen thì phải đánh chồng mình ấy, ông chồng mình mới là ông hư. Ông là chồng của mình, ông bỏ đi thì mình không đánh ông ấy mà đi đánh cô gái kia. Nhiều khi cô gái kia bị ông ấy dụ dỗ ấy chứ. Đó. Cho nên sau đi đánh ghen cứ đánh thẳng ông chồng mình, có dám đánh không? Đánh ông chồng mình. Đó, cho nó khổ ghen với cho chị em cứ làm khổ nhau. Nha, cho Phật dạy là người nữ thôi bỏ dần tính ghen đi, ghen khổ dữ lắm. Đúng rồi đấy, ai mà đã vào cái tâm ghen này nó khổ vô cùng đó. Nghe không? Ăn không được, ngủ không được, không làm cái gì yên được, đi đâu cũng quẩn quanh chỉ nghĩ cái chuyện ấy thôi. Nghe không? Nó bức bối, nó đau khổ vô cùng đó. Cho nên là ta biết cái ghen là khổ, ta bỏ đi nhá. Chị em tập dần đi, phải không? À, nghe không? Chân có một mấy cô phụ nữ lớn lớn tuổi rồi nên bạch thầy của con chả ghen đâu. Còn quan điểm rất thoáng. Tại ở nhà là chồng mình đi ra ngoài tùy. Đó, tức là thoáng như thế, không đến nỗi là khổ. Nghe không? Tức là quan điểm mình sống nó rất là thoải mái, không để trói buộc. Vì như thế nó khổ, sinh khổ cho mình chứ. Mà cái người đàn ông ra ngoài mình có theo chân tam giữ được không? Bây giờ kể cả thế nói là lắp gì? Lắp chip để theo dõi người ta, người ta vẫn đi như thường. Thuê thám tử tư theo dõi, người ta vẫn đi như thường. Ta thiếu gì cách ta đi, nghe không? Cho nên mình phải tự tại đi đã, nha. Phật dạy mình không ghen, ghen thì khổ trước. Mắc vào cái bệnh ghen thì khổ lắm, nghe không? Thầy cũng biết, thầy cũng rất thông cảm chị em. Ghen là khổ, thông cảm lắm. Nhưng mà cái ghen này là, cũng là khó đấy. Nhưng ta cũng phải tu, nghe không? Tu thì nó mới bớt được. Phải học thì nó mới mở ra cái trí bớt ghen được, nha. Rồi thứ năm Phật dạy là không nên cãi vã mà nên có cái lòng rộng lượng. Không nên cãi vã nhau, mở cái lòng ra cho nó rộng rãi, bao dung. Thứ sáu là nhã nhặn ở trong mọi hành vi. Người nữ nên có cái hành vi thật là nhã nhặn, không nên thô bỉ quá. Chồng nói một câu mình cũng cãi một câu, chồng sắn tay mình cũng sắn tay lên. Thế thì thôi rồi, nghe không? Thứ bảy là tu tập các điều đức hạnh. Nghe nói đến những điều đức hạnh, mình phải tu tập cho mình thêm lên. Thứ tám là phải biết học hỏi để nâng cao kiến thức. Nghe không? Người nữ nhất là thời đại bây giờ, vào cái thời đại mà phát triển khoa học như này, chúng ta cũng phải nên học hỏi. Đừng nghĩ rằng, đừng cam phận người nữ chỉ là bếp núc, là nội trợ, mà phải học cho mình nâng cao hiểu biết trình độ lên, nâng cao kiến thức lên. Không mình tụt hậu, mình tụt hậu thì nói chuyện với chồng cũng không được, nói chuyện với con cũng không được. Cuối cùng mình trở thành bà già, mấy khó ba mấy tuổi thành bà già. Nên nó không lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Cho nên phải học nha, phải học lên. Đó. Thứ chín là nhiệt tình, sốt sắng trong công việc. Cái này thì người nữ làm tốt. Thứ 10, luôn biết phòng hộ tâm, khôn khéo trong các cái ứng xử. Cái này phải học ứng xử. Người nữ phải học ứng xử, nghe không? Học ăn, học nói các cụ mình đấy. Học gói, học mở, học cách ăn, nói vàng để làm sao nói cho vừa lòng chồng, vừa lòng cha mẹ, anh em, với bạn bè. Phải học ứng xử tinh tế, nghe không? Cho nên Thầy đang có ước mơ sau này mở những cái khóa tu dành cho cha mẹ, cho vợ chồng, nghe không? Đấy, ước mơ lắm đấy. Mời các chuyên gia đấy, họ về họ nói. Chúng ta đều phải học hết đấy, nghe không? 11 là phải làm sao để cho mình có được trí tuệ hiểu biết. Đó. Người nữ cũng thế, đừng bao giờ cam phận mình là nữ là phải thấp kém, mà phải mở mang trí tuệ mình lên. Đấy, chúng ta đi học Pháp thế này này cũng là mở mang trí tuệ đấy. Đấy, mình học Pháp và mình biết đạo lý, mình về mình nói, chồng có khi cũng chịu, cũng nghe. Chứ mình về cứ ù cạc cạc, chả biết gì cả, chồng ta cũng khinh đấy. Cái người mà ngu si thì rất hay bị khinh thường.